Hừm, vậy các ngươi còn thiết đặt trạm kiểm soát thu lệ phí, hơn nữa giá lại cao như thế. Trung niên nam tử kia cũng là sững sờ, sau đó rầm rì bất mãn nói. Mỹ nhẹ nhàng cười, nói. Biệt Ly đại nhân nói, địa lão thiên hoang thiên cảnh là thiên vũ giới chí bảo, nếu thật phải thu lệ phí mà nói, chính là 50 tỷ, 500 tỷ cũng không đủ. Chúng ta thiết trí trạm kiểm soát chỉ là thu phí dụng lên Tử Vân Phong. Dù sao Tử Vân Phong này là tài vật tư hữu của Hồng Nguyệt Thành chúng ta. Đây, đây cũng quá đắt đi. Trung niên nam tử tức giận hừ nói. Còn có, chỉ cần các ngươi không thiết đặt cấm bay, có quỷ mới từ trong núi chạy đi. Xin lỗi. Tên kia Mỹ tỷ khiêm tốn có lễ nói rằng. Khu vực này đều thuộc về phạm vi của Hồng Nguyệt Thành, chúng ta có quyền cấm khoảng không, đồng thời cấm khoảng không cũng vì để bảo đảm mọi người an toàn. Nếu là không có Hồng Nguyệt Thành chúng ta giữ gìn trật tự, mọi người đã sớm giết tới máu chảy thành sông rồi. Trung niên nam tử cả giận nói. Nói như vậy, các ngươi thu 5 tỷ nguyên thạch, còn là vì tốt cho chúng ta sao? Đúng vậy. Mỹ tỷ không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Ngươi, các ngươi, đây quả thực là cường đạo. Trung niên nam tử tức giận run rẩy. Mỹ tỷ nói. Vị đại nhân này xin hãy tránh sang một bên, không nên làm lỡ người khác lên núi, mọi người đều là người văn minh, không để cho chúng ta đánh. Ngươi, các ngươi còn muốn giết người phải không? Trung niên nam tử kia tức giận khó dằn nổi, sắc mặt tái xanh. Mỹ tỷ dịu dàng lễ độ nói. Biệt Ly đại nhân nói, kẻ nào chưa đóng nổi phí qua đường đều là hạng nghèo kiết, không có gì hậu trường, giết cũng sẽ giết. Trung niên nam tử. Ai, huynh đệ, tình thế so với người cường đại hơn, vẫn là giao tiền đi. Phía sau một gã nam tử khác bất đắc dĩ lắc đầu, ném ra một túi nguyên thạch, liền hướng lên núi chạy đi. Mỹ tỷ lộ ra nụ cười mê người, nói. Vị đại nhân này nói là, địa lão thiên hoang bao nhiêu năm mới mở ra một lần a? Hồng Nguyệt Thành chúng ta cũng nhân lúc này lời ít tiền, còn có người không vui, muốn tính toán chi ly. Hắn sao không suy nghĩ một chút, nếu là không có nguyệt quỹ của Hồng Nguyệt Thành ta, ai có thể nắm bắt được thời gian cái này mở ra? Nghiên cứu và luyện chế nguyệt quỹ, các ngươi có đưa tiền sao? Tất cả mọi người đều là gương mặt hắc tuyến, biết số tiền này trốn không thoát, đội ngũ dừng lại lần nữa tiếp tục đi lên núi. Đột nhiên một đạo lôi quang màu xanh ngang trời mà qua. Không gian cấm chế phía trước bỗng nhiên tựa như bọt biển thoáng cái lõm xuống phía dưới, trên lôi quang hiện ra một tầng bạch sắc quang mang, tựa hồ là kiếm khí lóe ra. Cấm chế lập tức phá vỡ một lỗ nhỏ, lôi quang trực tiếp xuyên qua đi vào. Đám người phía dưới nhìn kinh ngạc, tên trung niên nam tử kia cũng giật mình nói. Có người xông vào cấm chế, các ngươi mặc kệ. Mỹ tỷ cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, nói. Hồng Nguyệt Thành mặc dù là một trong 7 đại siêu cấp thế lực, nhưng cũng không phải là người nào đều quản được. Có bản lĩnh tự nhiên có thể không giao phí qua đường, thế nhưng mọi người tự vấn có bản lãnh này sao? Tất cả mọi người đều trầm mặc một trận, nội tâm đắng khổ không ngớt. Thế đạo chính là như thế, nhược nhục cường thực, lấy võ vi tôn. Hừm, ta xem tu vi kẻ vừa phá cấm cũng bất quá là cửu tinh vũ tôn mà thôi, hơn nữa còn là sơ cấp, ta lại là cửu tinh trung cấp vũ tôn. Hắn có thể phá, ta cũng không tin mình không thể. Tên trung niên nam tử kia vẫn luyến tiếc bỏ tiền, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, bỗng nhiên hóa thành một đạo độn quang, đã lâm không bay lên, hướng phía cấm chế xông đến. Hắn tiện tay tế xuất một bảo vật hình tam giác, lập tức ở trước người biến ảo đứng lên, đem cả người mình bao phủ đi vào, giống như một con tê tê vậy, trực tiếp xông lên núi. Phanh! Rốt cục đánh vào trên cấm chế. Một đạo bạch sắc quang mang tựa như hồ quang từ cấm chế chúng bắn ra, đánh vào mặt trên bảo vật hình tam giác. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, kiện bảo vật hình tam giác kia giống như tên trung niên nam tử cùng nhau hóa thành cho bụi, dư ba nhẹ nhàng nhộn nhạo lên, rất nhanh liền tiêu tán, hình như chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Tất cả mọi người đều trong lòng chấn động mãnh liệt, cũng không có người nào dám đối với phí qua đường đưa ra dị nghị, đều lão lão thật thật nộp nguyên thạch lên núi. Đạo lôi điện chi quang đó là Lý Vân Tiêu, hắn đương nhiên sẽ không đi giao nộp phí qua đường, ở đây coi như là quen việc dễ làm, sau khi phá vỡ cấm chế, trong nháy mắt liền xông lên đỉnh núi, trực tiếp rơi vào trên một tảng đá lớn bằng phẳng. Toàn bộ đỉnh núi tụ tập có chừng mấy nghìn người, nhưng đều là tận lực chen chúc bên dưới, đỉnh núi một mảnh bằng phẳng, cũng chỉ có rất ít hơn 10 người, đều là nhất phương hào chủ, thiên hạ anh kiệt.
Đây cũng là thực lực chênh lệch mà sinh ra khoảng cách, cường giả dưới vũ đế càng chen ở giữa sườn núi, mặt trên toàn bộ là tồn tại bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng. Ừ, thân hóa sấm sét. Ở trên đỉnh núi, trong một đoàn thế lực số người nhiều nhất, Khương Sở Nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn dưới lôi quang hiện ra chân thân của Lý Vân Tiêu, cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Vân Tiêu đến đưa tới sự chú ý của đông đảo người, nhất thời vô số đạo ánh mắt quét tới. Tiểu tử này là ai? Tu vi vũ tôn cũng dám cùng các đại danh hào và bá chủ đứng chung một chỗ, đầu óc ngâm nước a. Không biết không nên nói lung tung, vị này chính là nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân thực lực có thể so với tứ tinh vũ đế, Lý Vân Tiêu. Cái gì? Dĩ nhiên là hắn, khó trách, nghe nói đan điền của hắn vỡ tan, bị hủy võ đạo căn cơ, sao lại vẫn cao như thế? Đoán chừng là phá quán tử phá xuất, và lại võ đạo căn cơ bị hủy, tất cả cũng không sao cả. Ừ, nói có lý. Nếu là đi vào bên trong địa lão thiên hoang, gặp phải người này nhất định phải cẩn thận. Các loại tiếng nghị luận không ngừng mà đến, đều thu vào trong tai của Lý Vân Tiêu, hắn mỉm cười, thần thức của người khác không chút kiêng kỵ quét hắn, hắn cũng đem thần thức buông ra, không chút kiêng kỵ quét đi ra ngoài, kinh ngạc phát hiện vẫn còn có không ít người quen ở bên trong. Nguyễn Hồng Ngọc vừa thấy hắn, hơi biến sắc mặt, hướng phía Ninh Khả Nguyệt ở bên cạnh thân nói. Ngươi dạy hắn. Nguyên bản chú ấn của nữ nhi mình được Lý Vân Tiêu chữa cho tốt, đối với hắn vẫn là rất có hảo cảm, bây giờ nhìn hắn lộ ra thủ đoạn như thế, lập tức lại có một tầng chán ghét. Ninh Khả Nguyệt cau mày nói. Ngươi có chứng cứ? Nguyễn Hồng Ngọc nặng nề hừ một tiếng, nói. Thân hóa sấm sét cũng không phải đỉnh cấp công pháp gì, chỉ bất quá loại hành vi đem tuyệt học truyền ra ngoài này quá mức ác liệt, nhất định phải điều tra thật kỹ một chút là ai làm. Vô luận người nọ địa vị cao cỡ nào, thực lực mạnh ra sao, đều tuyệt không nuông chiều tha thứ. Ninh Khả Nguyệt nói. Tùy tiện. Nàng hướng phía Lý Vân Tiêu vẫy vẫy tay, tựa hồ có lời muốn nói. Lý Vân Tiêu sau mấy cái lắc mình, liền đi tới trước mặt mọi người Hồng Nguyệt Thành, đầu tiên là hơi hướng về Khương Sở Nhiên gật đầu, trong mắt hàm chứa mỉm cười, xem như chào hỏi. Khương Sở Nhiên ngạc nhiên một chút, nội tâm dâng lên một trận cảm giác cổ quái. Tiểu bối nào gặp mình không phải là cung kính, hưng phấn kích động, tiểu tử này dĩ nhiên giống như là cùng lão bằng hữu chào hỏi, mỉm cười gật đầu một chút, hoàn toàn không có loại khẩn trương như thời điểm nhìn thấy nhất phái tông chủ, tuyệt đỉnh cao thủ. Một màn này nhìn ở trong mắt tất cả mọi người, còn tưởng rằng Lý Vân Tiêu cùng Hồng Nguyệt Thành quan hệ cũng không phải tốt như vậy. Ninh Khả Nguyệt không nói được một lời, trực tiếp lấy ra một khối ngọc bài đặt ở trong tay Lý Vân Tiêu, nói. Trở ra nhìn lại. Tất cả đều cẩn thận. Lý Vân Tiêu lật tay đã thu vào, nhẹ nhàng gật đầu nói. Ta sẽ. Vân Thiếu, việc ta với ngươi thương nghị, không biết suy tính như thế nào. Ở một chỗ không xa, Ung Thiên Vận gương mặt lộ vẻ hiền lành, mỉm cười hỏi nói. Tất cả mọi người đều trong lòng chấn động, Ung Thiên Vận này chính là cửu giai đại thuật luyện sư, ở chỗ này đại biểu cho vô thượng quyền uy của Hóa Thần Hải, luận thân phận có thể không bằng Khương Sở Nhiên. Nhưng lúc này cũng tượng trưng cho Hóa Thần Hải, trên quyền uy tuyệt không yếu hơn Khương Sở Nhiên. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Thời gian quá ngắn, không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, chờ ta nghĩ thông suốt sau đó lại nói cho Thiên Vận trưởng lão. Ung Thiên Vận mỉm cười gật đầu, nói. Được, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Bên cạnh thân Ung Thiên Vận vài đạo ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng hắn, chính là người lánh đời thế gia Mục gia. Mục Phong Tuấn sắc mặt tái xanh. Lạnh lùng nói. Đem kim giáp nhân trả lại cho ta. Lý Vân Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, mà là đưa mắt hướng tới trên thân người còn lại quét tới, ở dưới đỉnh núi, lại vẫn thấy được bóng dáng của Bắc Đấu Tông Tông chủ Trương Lăng Hoa. Trương Lăng Hoa thấy Lý Vân Tiêu nhìn về phía mình, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, mạnh mẽ bài trừ một nụ cười khó coi, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Còn có Liêu Dương Băng, cùng với 6 người khác ở trong góc phòng phía xa. Hơi hướng về phía hắn chào hỏi. 6 người kia công chính có một người thì cung cấp địa hoàng kim đan cửa hàng lão bản, cũng là kinh ngạc vô Lý Vân Tiêu thân phận, không khỏi đa quan sát Lý Vân Tiêu vài cái. Còn có lão bản cung cấp bạo nguyên quả, cũng ở trong đám người phía xa, tựa hồ có chút do dự, không dám tiến lên đây, rất xa cười làm lành ý bảo. Ngoài ra, còn có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, kiếp này, kiếp trước. Như Đao Kiếm Tông Trần Phong. Phía sau còn cùng với Thiên Nhất Thương Hội Lương Ngọc Y. Sau một trận đánh ở Tống Nguyệt Dương Thành,
Lương Ngọc Y cũng đã đầu nhập vào Đao Kiếm Tông, ngay cả Tiêu Cảnh Minh và Thủy Lạc Yên cũng ở trong đó. Người của Đao Kiếm Tông nhìn Lý Vân Tiêu ánh mắt đều cực kỳ lãnh lệ. Trần Phong tuy có lòng muốn đi tới bắt chuyện, nhưng lúc này Lý Vân Tiêu là tiêu điểm của tất cả mọi người, hắn cũng sẽ không nguyện hiện thân đi ra ngoài. Còn có Vạn Bảo Lâu Lệ Phi Vũ, cùng với thiên hạ các phái cường giả, ngay cả kiếp trước biết một ít đại phái cao thủ cũng không ít ở trong đó, tuyệt đối là thỉnh cử số một số hai. Lý Vân Tiêu, mau chóng đem kim giáp nhân của Mục gia ta trả lại đây. Sau khi Mục Phong Tuấn mở miệng, Lý Vân Tiêu trực tiếp bơ đi, để sắc mặt Mục Hoàng cực kỳ khó coi, chỉ có thể tự mình đứng ra nói chuyện. Ánh mắt Lý Vân Tiêu quay lại, rơi vào trên người hắn, cau mày nói. Ngươi là ai a? Ta nhận thức ngươi sao? Hừm. Mục Hoàng nặng nề hừ vài tiếng, cũng không kiêng kỵ ánh mắt mọi người, cười lạnh nói. Đừng tưởng rằng ỷ vào thân phận của ngươi nhân tài mới xuất hiện đệ nhất liền ai cũng sẽ bán mặt mũi cho ngươi, mặt mũi này ở tại Mục gia ta không dễ dùng. Lý Vân Tiêu nghiêng mắt nhìn quét hắn một chút, cười nhạo nói. Bệnh tâm thần. Liền xoay người sang chỗ khác, không để ý tới nữa, mà là hướng phía đám người Lệ Phi Vũ rất xa chào hỏi. Mục Hoàng sắc mặt cả một chút trở nên tím đen, cả giận nói. Hảo tiểu tử ngay cả lễ phép tôn kính võ đạo tiền bối cũng không hiểu sao. Nhưng Lý Vân Tiêu vẫn như cũ cùng với đám người Lệ Phi Vũ chào hỏi, sau đó ánh mắt rơi trên một mảnh đất trống ở phía xa, tuy rằng không có một bóng người, nhưng từ trong hư không tản mát ra khí tức cường đại không chút nào che giấu, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Chết tiệt! Mục Hoàng phẫn nộ quát một tiếng. Bị miệt thị như vậy để hắn triệt để phát cuồng, khí thế trên người trong nháy mắt bạo phát, sơn thạch dưới chân ùng ùng tựa như mạng nhện nứt vỡ ra, một khí tức tuyệt cường hướng phía trên người Lý Vân Tiêu đẩy qua. Làm càn! Ninh Khả Nguyệt sắc mặt trầm xuống, trên người mơ hồ lộ ra một cổ lực lượng ngưng tụ thành một con bồ câu to lớn trong suốt như ẩn như không, bay đi. Bồ câu vừa hạ xuống ở bầu trời Mục Hoàng, lập tức đem khí tức của hắn hoàn toàn trấn áp, đồng thời chậm rãi hạ xuống. Mục Hoàng cả kinh, sợ hãi nói. Khí tức dĩ nhiên có thể biến hóa. Hắn lại càng hoảng sợ, lúc này mới bắt đầu minh bạch sự khủng bố của bảy đại siêu cấp thế lực, hoảng sợ nói. Dừng tay ta bất quá là muốn giáo huấn tên tiểu bối vô lễ này, các ngươi không đáng vì hắn mà đắc tội Mục gia chúng ta. Trên gương mặt Mục Hoàng lộ vẻ dương dương tự đắc, nói. Ở trên đại lục tuy rằng lấy bảy đại thế lực các ngươi vi tôn, nhưng thực lực của Mục gia lánh đời chúng ta tuyệt đối muốn vượt hơn các ngươi, đại khái so với thánh vực và hóa thần hải không sai biệt lắm, nếu là đắc tội chúng ta Mục. Ầm ầm. Khí tức của Ninh Khả Nguyệt ngưng lại, con bồ câu to lớn mập mạp kia trực tiếp đánh xuống phía dưới, đem khí tức của Mục Hoàng đều chấn tán loạn, hóa thành một đạo kình phong cuốn bay tất cả. Mục Hoàng còn đang dương dương tự đắc, lập tức bị nổ bay lên, một búng máu tiêu bắn ra. Bất quá may là thực lực bản thân hắn cũng không tệ, trên không trung sau khi bay lộn vài vòng, bình an rơi trên mặt đất, trong mắt lấy làm kinh ngạc, cả giận nói. Ngươi, các ngươi thực sự muốn cùng Mục gia ta là địch. Tất cả mọi người nhìn hắn như kẻ ngu ngốc vậy, ở đây người nào không phải nhất phương bá chủ, thiên hạ danh hào, nghe hắn khắp bầu trời thổi ra châu, đã sớm muốn ra tay đánh người, cũng còn ở trong lòng trách Ninh Khả Nguyệt xuất thủ quá ôn nhu. Ung Thiên Vận cũng có chút nhìn không được, Mục gia cùng hóa thần hải bọn họ luôn luôn giao hảo, nếu là Mục Hoàng ở chỗ này xảy ra chuyện, hắn cũng vô pháp hướng Mục gia ăn nói. Kỳ thực bản thân Mục Hoàng cũng không phải xấu, chỉ bất quá những gia tộc lánh đời này căn bản không biết thế cục đại lục, thoát ly đại lục quá lâu, cả đám ếch ngồi đáy giếng, tự dưng cuồng vọng tự đại. Khụ, Khương thành chủ, Mục Hoàng và ta khá có chút giao tình, mong rằng thủ hạ lưu tình. Ung Thiên Vận lên tiếng xin xỏ cho. Khương Sở Nhiên làm một thủ thế dừng lại, để Ninh Khả Nguyệt lui xuống, cười nói. Nếu Thiên Vận trưởng lão lên tiếng, mặt mũi này ta tự nhiên cấp cho. Bằng không ở trên Tử Vân Phong gây chuyện, vậy thì không phải nôn ra máu là có thể giải quyết. Ung Thiên Vận chắp tay nói. Đa tạ. Mục Hoàng bị một kích, sắc mặt tái xanh, tựa hồ đàng hoàng hơn một chút, không dám lại vọng ngôn nữa, chỉ là mặt âm trầm nói. Thiên Vận trưởng lão, tiểu tử này lấy kim giáp nhân của Mục gia ta, vô luận như thế nào cũng phải bắt hắn trả lại. Ung Thiên Vận một trận không nói gì, nói. Hai người bọn họ ký giấy sinh tử tỉ thí công bình, Vân Thiếu Thắng, vẫn chưa lấy tính mệnh của Phong Tuấn, mà chỉ là lấy đi một cái khôi lỗi mà thôi,
đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Mọi người vừa nghe, giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, ai nấy đều lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Mục Hoàng vội la lên. Đó là kim giáp nhân, chính là binh khí trọng yếu của Mục gia ta, không thể truyền ra ngoài a. Hừm, mọi người đều là khinh thường châm chọc đứng lên, đầu óc người của những thế gia lánh đời này thật không dễ xài, quản Mục gia ngươi có thể truyền ra ngoài hay không, thua phải nhận thức thua cuộc. Ung Thiên Vận thấy hắn cố chấp không hiểu, cũng là sinh ra một vẻ tức giận, phất tay áo nói. Ta đây cũng không có biện pháp, Hoàng huynh tự nghĩ biện pháp đi. Mục Hoàng đang lúc không biết làm sao, một mực bên người diện vô biểu tình, Mục Phong Hoa lại thanh cổ họng một tiếng đột nhiên mở miệng nói. Lý Vân Tiêu, người phải như thế nào mới bằng lòng đem kim giáp nhân trả lại cho xá đệ? Mọi việc chung quy là có thể thương lượng. Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, cười nói. Mục gia này coi như vẫn có một người có thể nói chuyện. Kim giáp nhân đối với ta một chút tác dụng cũng không có, bất quá ta đối với một loại tài liệu luyện chế kim giáp nhân rất cảm thấy hứng thú. Nga, không biết là cái gì, nếu là có thể nói, ta nguyện ý đổi về kim giáp nhân. Mục Phong Hoa không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lẳng lặng nói rằng. Lý Vân Tiêu trong lòng âm thầm khen một chút, ở dưới thần thức của hắn nhận biết, thiếu niên trước mắt này thực lực tựa như một tòa hỏa sơn, không cách nào biết được có thể phun rất cao. Hơn nữa phong độ phong khinh vân đạm, cũng là cực kỳ khó được, đôi môi hắn khẽ nhúc nhích, trực tiếp truyền âm tới. Con người của Mục Phong Hoa hơi co lại, thần sắc có chút biến hóa, trầm ngâm nói. Vật ấy đối với chúng ta Mục gia mà nói cũng là cực kỳ hiếm có, nhưng có thể đổi một vật khác được chăng? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Nói thật đi, lánh đời thế gia ta cũng biết một ít, cơ bản đều là đám nghèo kiết, rất ít có thể có đồ vật khiến ta xem trọng. Nếu là không có vật ấy trao đổi, ta cũng chỉ có thể đem kim giáp nhân nấu lại, đem vật ấy luyện chế ra tới. Mục Hoàng vừa nghe, phảng phất như đang nói mình là nghèo kiết, tức giận lửa giận xông lên, quát dẹp đường. Phong Hoa, hắn muốn vật gì? Mục Phong Hoa cũng truyền âm đi qua, nói. Ký ức nguyên kim. Cái gì, thứ này? Mục Hoàng nheo mắt, vật này xác thực chân quý dị thường, sắc mặt của hắn cũng khó coi, đổ giống như gan heo vậy. Lý Vân Tiêu cười nói. Đối với vật tư cực kỳ bần cùng các ngươi mà nói, đích thật là rất trắc trở. Hừm, thứ này tuy rằng chân quý, nhưng Mục gia chúng ta vẫn có đại lượng hàng tích trữ. Mục Hoàng cười lạnh nói. Ngươi cần bao nhiêu mới có thể đổi về kim giáp nhân? Tất cả mọi người đều là vẻ mặt hắc tuyến, lộ ra thần sắc ngạc nhiên, đều là không tin âm thầm nghĩ tới, những người này thế nào đơn thuần như vậy? Cả đám giống như tiểu hài tử. Tùy tiện khích tướng một chút đã trúng chiêu, xem ra những thế gia lánh đời này cả đám chỉ biết là bế quan tu luyện, chỉ số thông minh đều thoái hóa. Lý Vân Tiêu híp mắt, cười nói. 500 cân ba. Hự, hự. Mục Hoàng phun tới một búng máu, trong mắt trợn lớn giống như chuông đồng, giận dữ hét. 500 cân. Ngươi ở đây đùa giỡn ta. Nụ cười trên mặt Lý Vân Tiêu không giảm, nhưng chỉ là càng phát lãnh, hừ nói. Kim giáp nhân ít nói cũng có vạn cân nặng đi, ta cho ngươi lấy 500 cân để đổi, ngươi còn không biết đủ. Mục Hoàng lau vết máu bên miệng, cả giận nói. Cái này có thể so với tính sao, tối đa 100 cân nhiều hơn nữa không cần bàn. Trong lòng Ung Thiên Vận bỗng nhiên co quắp, sợ ngây người nhìn Mục Hoàng, lại nhìn Lý Vân Tiêu một chút. Ký ức nguyên kim tuy rằng tác dụng không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối là vật rất khó thu được, 100 cân quả thực chính là giá trên trời. So với một cân hồn nha của hắn không biết chân quý hơn bao nhiêu lần. Mà kim giáp nhân hắn cũng biết một ít, mặc dù là cửu giai khôi lỗi, nhưng tuyệt đối không đến 100 cân ký ức nguyên kim. Mục Phong Hoa nhíu mày thật sâu. Mục Hoàng cũng là bên trong lòng đang rỉ máu, hắn trước kia nhiều nhất điểm mấu chốt chính là 20 cân mà thôi, nhưng cùng Lý Vân Tiêu định giá kém quá, sợ rằng nói ra sẽ bị chúng nhân chê cười. Ở đây hội tụ thiên hạ hào kiệt. Quyết không thể làm giảm bớt uy phong của Mục gia. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ bất mãn, nói. Ký ức nguyên kim thứ này chính là kim loại, 100 cân có thể có bao nhiêu? Còn nói có đại lượng chữ hàng đây. Coi như xong, ta vẫn là tự mình đến luyện hóa kim giáp nhân thôi, nói không chừng còn có thể luyện hóa ra một ít những thứ khác quý giá, cùng lắm vẫn còn có thể lục lọi ra phương pháp luyện chế khôi lỗi này. Mọi người vừa nghe, đều là gương mặt hắc tuyến. Thầm nghĩ Lý Vân Tiêu này quá không phúc hậu, lại đang thiết bẫy,
hơn nữa lấy chỉ số thông minh của Mục Hoàng, hầu như đối với lực phòng ngự bằng không. Quả nhiên, Mục Hoàng biến sắc, cả giận nói. Kim giáp nhân ngươi coi như đem ký ức nguyên kim toàn bộ luyện hóa đi ra, cũng tối đa 7-8 cân mà thôi, ta tối đa tăng thêm 20 cân, cho ngươi 120 cân, ngươi không nên quá tham. Mục gia chúng ta tuy rằng giàu có và đông đúc, nhưng làm ăn lỗ vốn tuyệt sẽ không làm. Mọi người. Như vậy à, nói cũng có đạo lý. Lý Vân Tiêu gương mặt chân thành, khổ sở nói. Được rồi, làm việc buôn bán với Mục gia các ngươi thật khó à, muốn thoáng chiếm chút tiện nghi đều bị ngươi khám phá. Hắn theo tay vung lên, một khôi lỗi to lớn kim sắc xuất hiện ở trước người, mặt trên tản mát ra khí uẩn chi lực cực mạnh, có vẻ cực kỳ bất phàm, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Xem ra giá lánh đời Mục gia quả nhiên có chút môn đạo, kim sắc khôi lỗi này tuyệt đối là cửu giai chi vật. Mà tông môn trên Thiên Vũ Đại Lục lấy khôi lỗi làm binh khí cực ít, hơn nữa cũng chưa từng nghe qua có thể luyện chế ra cửu giai tồn tại. Mục Hoàng đắc ý nói. Đó là tự nhiên, Mục gia chúng ta và Hóa Thần Hải có mấy trăm năm lịch sử mậu dịch, chẳng bao giờ ăn qua bất cứ thiệt thòi nào. Ra 120 cân ký ức nguyên kim nhức nhối, sau khi được Lý Vân Tiêu biểu dương thoáng cái đã hóa giải không ít. Ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ đến trên người Ung Thiên Vận, tràn đầy đều là vẻ cổ quái. Trên trán Ung Thiên Vận chảy ra mồ hôi lạnh, làm một thủ thế vô tội, ý tứ chính là Hóa Thần Hải chúng ta tuyệt không chiếm tiện nghi gì của bọn họ. Nhưng ánh mắt của mọi người tất cả đều là tràn đầy vẻ không tin. Giao dịch tại chỗ tiến hành, Mục Phong Tuấn vội vàng tiến lên đánh ra vài đạo pháp quyết, đem kim giáp nhân thu nhập trong cơ thể, đại hỉ lui trở về phía sau Mục Hoàng. Lý Vân Tiêu sau khi lấy được hơn 100 cân ký ức nguyên kim, cũng là nội tâm rất là hài lòng, cười nói. Mục gia quả nhiên của cải thâm hậu, hy vọng sau này còn có thể nhiều hơn có cơ hội cùng Mục gia hợp tác giao dịch. Hồng Nguyệt Thành chúng ta cũng rất thích ý cùng với Mục gia kết giao bằng hữu. Ninh Khả Nguyệt cũng mỉm cười nói. Chúng ta Đao Kiếm Tông cũng như vậy. Còn có chúng ta Phệ Hồn Tộc, vị trưởng lão này đại nhân có thể lưu lại một phương thức liên lạc. Để hợp tác lâu dài hay không? Chúng ta Bắc Minh Thế Gia cũng có ý cùng đại nhân nhận thức một phen, tiến hành hoạt động giao dịch vật phẩm chân quý. Vạn Tinh Cốc cũng thế, chúng ta gần nhất vừa lúc đạt được không ít thứ tốt, muốn giao lưu nhiều hơn. Mục Hoàng sau khi ngốc trệ một chút, lập tức vui vẻ, cực độ phiêu phiêu nhiên, ngay cả bảy đại thế lực đều tranh cướp cùng mình kết giao, xem ra chính mình đã mang đến cho Mục gia tăng thêm không ít mặt mũi a. Ngay lúc hắn đắc ý phi phàm, mừng rỡ cười tâu tóe, đột nhiên thanh âm của tất cả mọi người đều ngừng lại, trên bầu trời bắt đầu hiện ra dị tượng. Bầu trời tà dương như màu máu trong lúc bất chợt hiện ra từng cái đường kẻ màu đen, tựa như bầu trời bị xé rách ra, đường kẻ màu đen giống như từng con trường xà du động trên không trung. Sấm chớp rền vang, vòng xoáy kích thước bất đồng từng đám hình thành, tương hỗ bắt đầu khởi động thôn phệ, toàn bộ thiên địa giống như hỗn độn sơ khai. Ở dưới một mảnh huyết sắc bao phủ, đem toàn bộ Tử Vân Phong đều chiếu rọi vào. Một vòng hồng nguyệt to lớn lúc này yêu dị tựa như con ngươi, đang lạnh lùng ngưng mắt nhìn đại địa, làm cho lòng người một trận cực kỳ sợ hãi. Trong lòng Lý Vân Tiêu hoảng sợ, ở dưới loại thiên tượng này, nguyệt đồng của hắn trong mơ hồ có cảm giác muốn phát tác, vội vàng vận chuyển nguyên khí, đem hai mắt bốn phía kinh mạch đều phong bế, lúc này mới đem nguyệt đồng áp chế lại. Khương Sở Nhiên thần sắc nghiêm nghị, quát dẹp đường. Thông đạo sắp sửa mở ra, không cần khẩn trương. Lời nói của hắn lập tức để tất cả mọi người bình tĩnh không ít. Quang mang trong hồng nguyệt càng ngày càng sáng, một đạo quang trụ to lớn màu đỏ từ trong đó bắn đi ra, nhằm phía đại địa. Lúc này trên Tử Vân Phong tựa hồ có điều cảm ứng, ở trong sơn thể mờ mịt xuất ra một đạo tử quang, xông lên trời không, nghênh đón quang mang từ hồng nguyệt mà đến. Tử hồng song sắc trùng kích cùng một chỗ. Nhộn nhạo lên, hình thành một mặt bằng không gian kỳ dị, tại nơi lực lượng xông tới, lại có đại lượng các loại ký hiệu cổ quái xuất hiện, rải rác trên bầu trời lượn vòng, sau đó từng cái tiêu thất. Theo mặt bằng kỳ dị này mở ra, sơn thể và bầu trời mới bắt đầu từ từ ổn định lại. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt nghiêm nghị ngửa đầu nhìn, cảnh tượng kỳ dị này, cùng với phát ra sức mạnh to lớn, để tất cả mọi người sinh lòng kính ngưỡng. Khương Sở Nhiên quay đầu lại nhìn Hồng Nguyệt Thành mọi người một cái, nói. Hồng Ngọc, Khả Nguyệt, trong khoảng thời gian này chuyện ở Hồng Nguyệt Thành liền giao cho các ngươi xử lý. Nguyễn Hồng Ngọc vội hỏi. Phu quân yên tâm, tất cả cẩn thận, chớ nên cưỡng cầu.
Khương Nhược Mai chú ấn đã giải trừ, việc tìm kiếm thiên tư đã không phải là bức thiết như vậy nữa. Khương Sở Nhiên gật đầu nói. Ta sẽ, bên trong thành khổ công việc từ Hồng Ngọc trưởng quản, mà phòng thủ an nguy thành phố, do Khả Nguyệt phụ trách. Ninh Khả Nguyệt cười nói. Thành chủ đại nhân yên tâm, ta sống thành còn, ta chết. Thành vẫn như cũ còn đó. Khương Sở Nhiên lúc này mới hào hùng cười, sang sảng nói. Như vậy, ta liền yên tâm, người của Hồng Nguyệt Thành, muốn tiến địa lão thiên hoang, đều đi theo ta đi. Hắn là người thứ nhất bay lên, hướng tới mặt bằng không gian kỳ dị giữa thiên địa bay đi, phía sau lập tức đi theo mười mấy tên cường giả Hồng Nguyệt Thành, đều là một ít võ giả đang tu luyện bị tắc tại bình cảnh, hy vọng có thể tìm đường một cơ duyên đột phá. Nghĩ không ra sinh thời còn có thể một lần vào tiên cảnh. Ung Thiên Vận hơi cảm khái một chút liền lâm không bay lên, phía sau Tu Nhiên và Phủ Vũ cũng theo sát mà lên. Lúc này đại lượng võ giả đều bay lên không hướng tới mặt bằng kỳ dị bay đi, Mục Phong Hoa cũng nhẹ nhàng nhảy lên, đột nhiên quay đầu, ngắm nhìn Lý Vân Tiêu nói. Hy vọng có cơ hội có thể cùng ngươi đánh một trận, lợi thế đó là 120 cân ký ức nguyên kim. Lý Vân Tiêu ngẩn ra, lập tức khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, nói. Như ngươi mong muốn. Tùy thời phụng bồi. Khắp bầu trời đều là võ giả bay ngang, tựa như nạn châu chấu rậm rạp chẳng chịt bay vào trong mặt bằng. Lý Vân Tiêu hóa thành một đạo quang mang, hướng phía mặt bằng bay đi, đây là lần thứ hai hắn tiến nhập nơi đây, nội tâm có loại tâm tình khác. Đột nhiên một lực lượng vô danh hướng tới trên người hắn đè xuống, từ trong hư không phá thân, đúng là một điểm hoàng mang, hóa thành một ký hiệu xinh đẹp, tựa như hồ điệp vậy, chỉ có bay xuống. Lý Vân Tiêu sắc mặt đại biến, đạo lực lượng này mặc dù không có ác ý, lại thập phần cường đại, không biết ý muốn như thế nào. Hắn một tay điểm ra, một đạo sấm sét trực tiếp đánh tới. Phanh! Đạo hồ điệp hoàng quang kia tùy theo nổ nát vụn, lại là một đạo lực lượng rất nhỏ chí cực từ bên trong lao ra, Lý Vân Tiêu một chút vô ý, lại bị đánh vào trong vai phải, chảy ra một đạo vết máu. Bốn phía võ giả lúc này mới phát hiện dị dạng. Tất cả đều hoảng sợ xa xa né tránh. Trong lòng Lý Vân Tiêu kinh hãi, trong hư không người nọ ở sau một kích, khí tức liền hoàn toàn tiêu thất, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Lúc này trên mặt bằng bắt đầu hiện ra hấp lực to lớn, ở trong khoảng cách một dặm đã không cần phải bay, trực tiếp bị cổ lực lượng kia hút một cái đã chui vào. Thời gian uống cạn chén trà, đã có vô số võ giả phá không mà vào, phía dưới vẫn như cũ còn có cuồn cuộn không ngừng người đi vào. Nguyễn Hồng Ngọc ngóng nhìn một trận, nhân tiện nói. Đều trở về đi, khoảng thời gian hơn một tháng tiên cảnh thông đạo sẽ gặp tiêu thất, người bên trong tất cả đều sẽ tự mình truyền tống đi ra. Khả Nguyệt muội tử, Sở Nhiên không có ở đây trong khoảng thời gian này, làm phiền ngươi. Ninh Khả Nguyệt lạnh nhạt nói. Không cần ngươi nói, ta tự nhiên biết. Nàng nói xong lập tức hóa thành một đạo quang mang, hướng về phía Hồng Nguyệt thành phá không đi. Nguyễn Hồng Ngọc sắc mặt hơi rét. Lạnh lùng hừ một tiếng, lúc này mới xoay người nói. Biệt Ly Thúc, trật tự nơi đây liền nhọc công ngươi tốn thời gian để ý, ta liền về thành trước. Khương Biệt Ly cười nói. Thành chủ đại nhân đã có giao phó, Hồng Nguyệt Thành trật tự hằng ngày còn nhọc lòng Hồng Ngọc đại nhân. Nguyễn Hồng Ngọc thông báo hạng mục công việc, liền cùng hơn 10 người hóa thành quang mang đi. Lý Vân Tiêu bị tiên cảnh lực lượng hút một cái, toàn thân nguyên lực đều đình chỉ vận chuyển. Tựa như bị xé rách mở ra vậy. Đảo mắt sau đó toàn bộ chỗ đau tiêu thất, hắn đã bị chuyển đưa đến bên trong địa lão thiên hoang, mở mắt ra, dĩ nhiên là một mảnh biển rộng trắng xóa. Ân, trong địa lão thiên hoang lại có hải vực. Lý Vân Tiêu ngẩn ra, bất quá cũng liền bình thường trở lại, cái không gian tiên cảnh này không biết lớn cỡ nào, có hải vực ở trong đó cũng là chuyện thập phần bình thường. Hắn nhìn thoáng qua chỗ đầu vai mình bị thương, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Vết thương hắn đã điều tức khôi phục, nhưng lực lượng phù ấn lại dừng lại ở trong người, vô pháp xóa đi. Lý Vân Tiêu lúc này mới biết được ý đồ của người kia, đúng là muốn ở trên người hắn lưu một ấn ký, sắc mặt âm trầm xuống, trầm tư bất định. Dĩ nhiên trắng trợn chẳng kiêng nể ở trên người ta lưu lại ký hiệu, có thể thấy được người này đối với mình có lòng tin tuyệt đối, sợ là không lâu sau sẽ tìm tới đây. Ta là chờ người này đến đây, nhìn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hay là đem ấn ký xóa đi đây? Lý Vân Tiêu trầm tư một trận, mới nói. Vẫn là trước xóa đi, thực lực của người kia rất mạnh, ta thật đúng là không chế trụ được.
Nói xong, hắn một tay bấm tay niệm thần chú, một ma nguyên lực từ bên trong đan điền tuôn ra, trực tiếp nhảy vào vai phải, bắt đầu thôn phệ ăn mòn cổ lực lượng kia. Để Lý Vân Tiêu sắc mặt đại biến chính là, mặc dù là ma nguyên lực, đối với ấn ký ăn mòn hiệu quả cực nhỏ. Cái này thực sự không dễ chơi. Trên mặt hắn thần sắc biến đổi mấy lần, cảm giác hiện nay trên vai phải, muốn xóa đi ấn ký, sợ là cần 10 ngày nửa tháng, đủ để người kia tìm được chính mình. Chỉ có thể binh đến tương ngăn vậy. Hắn khôi phục bình tĩnh, tiện tay xuất ra một khối ngọc bội, chính là Ninh Khả Nguyệt lúc trước cho hắn, trực tiếp bóp vỡ, một tin tức liền truyền vào trong đầu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu sau đó đại biến, trong mắt hắn lóe lên một tia lệ mang, nhìn hải vực mênh mông, lẩm bẩm. Thảo nào Khương Sở Nhiên cũng tự mình đi vào, thế nhưng căn cứ vương tọa truyền thừa xuống tin tức, muốn tìm được thiên tư, nhất định phải cần Nguyệt Đồng làm chỉ dẫn. Hy vọng không nên cùng Khương Sở Nhiên phát sinh xung đột mới tốt. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, hướng mắt nhìn trên bầu trời, một vòng huyết nguyệt to lớn treo trên trời cao. Tia ánh trăng này cũng không phải là trên bầu trời thiên vũ giới, chắc là thứ đặc biệt của địa lão thiên hoang, căn cứ năm này tháng nọ trải qua ghi chép. Huyết nguyệt này cũng sẽ không di động, là tham khảo tốt nhất để xác nhận phương vị. Ninh Khả Nguyệt nói di chỉ, là vào khoảng phía đông nam huyết nguyệt 10 vạn dặm, ta nhớ kỹ bên kia là một mảnh hoang mạc mới đúng. Lý Vân Tiêu phát hiện mình vừa lúc ở vị trí ngược lại, lập tức cũng không dài dòng, trực tiếp hóa thành một đạo lôi điện, ngang trời đi. Cái hải vực bên trong địa lão thiên hoang này mênh mông bát ngát, hơn nữa có vẻ có chút vô cùng bình tĩnh. Địa phương lúc trước hắn đạt được Nguyệt Đồng chính là một mảnh sơn lâm, duy nhất giống nhau chính là linh khí dư thừa, xa ở trên thiên vũ giới các đại linh sơn bảo địa. Đây cũng là nguyên nhân đại lượng võ giả dũng cảm tiến nhập tiên cảnh, xem như không chiếm được chỗ tốt gì, chỉ ít có thể bằng vào linh khí kinh thiên bên trong trùng kích võ đạo trạm kiểm soát, bất luận một chỗ nào trình độ linh khí nồng đậm, đều không kém gì dùng cực phẩm nguyên thạch bày tụ linh trận. Chỉ cần ngươi chọn ở một địa phương cố định dừng lại. Đợi thời gian tiên cảnh mở ra kết thúc, vẫn là vô cùng an toàn, chí ít 5 tỷ trung phẩm nguyên thạch làm phí lên núi cũng đủ kiếm về. Nhưng Lý Vân Tiêu tự nhiên sẽ không lãng phí loại cơ hội lịch lãm tuyệt hảo này, dùng vào ngồi tu luyện. Hắn bay một trận, đột nhiên phía trước trên bầu trời rơi xuống một bóng người, chắc là võ giả vừa truyền đưa vào, thân thể hiển nhiên trên không trung mất thăng bằng, trực tiếp hướng trong biển rộng rơi xuống. Dầm đột nhiên nước biển bình tĩnh phá vỡ. Một loại cá này đen to lớn phá không nhảy lên, mạnh mở cái miệng lớn, đã đem tên võ giả còn chưa kịp định thần kia trực tiếp nuốt vào trong miệng. Cá chuối một ngụm ăn tươi võ giả sau đó liền hướng trong biển rơi xuống. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng tụ, trực tiếp con cá kia rơi trên mặt biển dần dần hiện ra một mảnh bóng đen to lớn. Con cá chuối đang rơi xuống kia cũng tựa hồ phát hiện được cái gì, hơn nữa tương đối có linh tính trí tuệ, thân thể của nó bắt đầu ở không trung xì xì kịch liệt bãi động. Dĩ nhiên ngăn trở lực rơi xuống, bắt đầu đi phía trước lăn qua lăn lại mà đi, tựa hồ muốn chạy trốn. Dầm. Ngoài khơi lần thứ hai phá vỡ, một con động vật biển hình thể lớn gấp cá chuối mấy chục lần lộ ra nửa cái đầu lâu, trực tiếp mở miệng to như chậu máu cố sức hút một cái, cá chuối giãy giụa ở giữa không trung trong nháy mắt đã bị một gió xoáy quấn lấy, trực tiếp bị hút vào trong miệng động vật biển. Động vật biển đem cá chuối nuốt xuống. Lúc này mới hài lòng nháy trong mắt tự đắc lớn như đèn lồng, tựa hồ thấy được Lý Vân Tiêu, tính ánh mắt tràn ngập dã nhìn qua đó. Lý Vân Tiêu bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, nhất thời cả người run lên, một cảm giác cực độ nguy hiểm dâng lên, hắn trong nháy mắt thi triển ra mấy lần thuấn di, thẳng tắp hướng trên cao đi, thoáng cái tựu rút lên hơn vạn thước, rồi mới từ trong cái loại khí tức nguy hiểm này giải thoát đi ra. Động vật biển nhìn chòng chọc Lý Vân Tiêu một trận, liền từ từ đem người chìm vào đáy biển. Toàn bộ trên mặt biển khôi phục một mảnh yên tĩnh. Lý Vân Tiêu nặng nề thở phào nhẹ nhõm, ở bên trong địa lão thiên hoang loại tồn tại cường đại vô danh này cũng không phải số ít, có lẽ là nguyên nhân linh khí nơi đây, yêu thú cùng giai với người so với thiên vũ giới mạnh hơn vài phần. Vì để tránh cho động vật biển quấy nhiễu, Lý Vân Tiêu tận khả năng hướng chỗ cao phi hành. Một lát sau, tiền phương hiện ra một hòn đảo thật lớn, trên đảo lộ ra núi đá, không có bất kỳ cây cối hoa cỏ nào. Giống như một mảnh lục địa nhỏ, trang trí ở trên biển rộng. Để Lý Vân Tiêu kinh ngạc chính là, trên đảo vẫn còn có mấy đạo nhân ảnh. Ở phía trên phi hành chính là nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân, Lý Vân Tiêu công tử đi. Chẳng biết có hứng thú đi xuống tụ họp một chút hay không.
Đột nhiên một đạo thanh âm hùng hồn ở trên hoang đảo vang lên, xa xa truyền đãng đến đây, nhảy vào cửu tiêu, tốc hành trong tai Lý Vân Tiêu. Thanh âm kia tuy rằng mang theo ý hỏi, lại có một loại uy nghiêm khó có thể kháng cự, để trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động. Là hắn. Lý Vân Tiêu không tự chủ được ngừng lại, lâm không bay xuống, trực tiếp rơi vào trên hoang đảo. Trên đảo tổng cộng ba người, ánh mắt đồng loạt nhìn lại, ba người đều là vũ đế cường giả, thần sắc hờ hững. Tên lão giả cầm đầu kia quan sát Lý Vân Tiêu vài lần, cười nói. Lão phu ánh mắt phụng về, lúc đầu dĩ nhiên không có nhìn ra thân phận của Vân Tiêu công tử, bất quá bây giờ may mà gặp được, coi như là cơ duyên. Tên lão giả này chính là lão nhân ở bên trong phường thị bán ra địa hoàng kim đan, phía sau hai người kia không cần phải nói tất nhiên là cao thủ do hắn mời tới. Lý Vân Tiêu thần sắc bất động, nói. Các ngươi tốc độ rất nhanh a. Địa lão thiên hoang to lớn như thế, dĩ nhiên đã tụ tập ba người. Chẳng lẽ các người muốn bắt giết yêu thú hoặc là động vật biển? Lão giả vuốt râu, cười nói. Tuy rằng địa lão thiên hoang truyền tống ngẫu nhiên, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể nắm lấy. Mặc dù không cách nào rơi xuống ở cùng một chỗ, nhưng rơi vào khu vực đồng nhất, ta tự hỏi vẫn có thể làm được. Nga, lại có bí pháp như vậy. Lý Vân Tiêu lấy làm kinh hãi, nội tâm khó có thể tin nổi. Nhưng xem lão giả kia nói, cũng không giống như là nói bừa. Lúc này, xa vời vừa một đạo quang mang chạy như bay tới, tốc độ cực nhanh, thoáng qua đã hạ xuống trên đảo. Trong tay người kia cầm một phương trận bàn, chính là Liêu Dương Băng, hắn nhìn Lý Vân Tiêu một cái, ngạc nhiên nói. Ngươi thế nào cũng ở đây. Trong lòng Lý Vân Tiêu lập tức tin lời của lão giả, không khỏi cực độ giật mình đứng lên, hắn cười khổ nói. Trùng hợp thôi. Ha ha, trên đời cho tới bây giờ cũng không có việc thuần túy trùng hợp, lão thiên đem Vân Tiêu công tử tiến tới chỗ của ta đây, quả thật thiên ý a. Lão giả hiển nhiên là tâm tình thật tốt, vui tươi hớn hở nói. Được rồi, đã quên tự giới thiệu, lão phu Lục Giản Bác. Lý Vân Tiêu tinh tế suy nghĩ cái tên này, nhíu mày lại, ở trong ấn tượng chưa từng nghe qua, xem ra cũng hẳn không phải là đại nhân vật gì mới đúng, thấy đối phương tựa hồ có ý mời chào hắn. Nội tâm một trận cười nhạt, cáo từ nói. Ta còn có việc trong người, liền không thể ở lại quá lâu, chúc các ngươi bắt động vật biển, dễ như trở bàn tay. Chậm đã. Lục Giản Bác vội la lên, thả người khẽ động, liền đem Lý Vân Tiêu ngăn lại, cười nói. Lão hủ cần Vân Tiêu công tử trợ giúp một tay, điều kiện dễ nói. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói. Ta xem Lục đại nhân đã triệu tập không ít trung giai vũ đế cường giả, ta sao có thể giúp đỡ được cái gì? Hiện tại mau chóng tránh ra, không kéo chân sau đại nhân ngài cũng đã là hỗ trợ. Ha ha, Vân thiếu quá khiêm nhường, so với nghe đồn thật không giống a. Lục Giản Bác cười nói. Nghe đồn nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân Lý Vân Tiêu, tính cách khoa trương ngạo mạn, ánh mắt cao ngất, thực lực siêu tuyệt, không phải hạng khiêm nhường như thế. Hừm. Coi như là nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân, không có cô đọng cửu thiên đế khí, thì có ích lợi gì? Lẽ nào Lục lão đối với chúng ta mấy người liên thủ còn lo lắng sao? Phía sau một gã vũ đế cường giả trên mặt lộ ra vẻ cực độ bất mãn. Lý Vân Tiêu nhìn qua, trên người của tên vũ đế kia từng khối cơ nhục ngật đáp, theo bất mãn phát tiết, một tia khí tức hùng hậu tản ra, hiển nhiên tu luyện là chính tông thổ hệ công pháp, hơn nữa rất có thành tựu. Lục Giản Bác cười nói. Dĩ nhiên không phải, chỉ bất quá Vân Tiêu công tử thân mang thần thông đặc thù, trong lúc săn bắt con động vật biển này có thể phát huy tác dụng cực lớn. Tên vũ đế cơ thể lực lưỡng kia thần sắc khẽ động, nói. Chẳng lẽ là thân hóa lôi đình? Ở trên Tử Vân Phong, hắn cũng nhìn thấy Lý Vân Tiêu hóa thành lôi điện mà đến, khinh thường hừ lạnh nói. Mặc dù thần thông có cường đại đi nữa, cũng phải bị cửu thiên đế khí khắc chế. Chúng ta muốn săn bắt đó là cửu giai động vật biển, ở dưới khí tức cường đại, hắn còn làm sao duy trì lôi điện chi khu. Lục Giản Bác ngâm ngâm mà cười, nói. Đích thật là thần thông hệ lôi điện, nhưng cũng không phải là thân hóa lôi đình. Ta nghe nói khi Vân Tiêu công tử ở trên Hồng Nguyệt Thành đánh một trận, vận dụng một kiện ma ha cổ khí lôi điện thuộc tính. Lý Vân Tiêu trong lòng cả kinh, biết hắn nói là cây búa kia, không khỏi cảnh giác, ngưng thanh nói. Ta đích xác có một kiện đồ vật như thế, nhưng bản thân cũng không thể hoàn toàn nắm giữ, chỉ có thể phát huy ra một chút xíu uy năng, sợ rằng không cách nào giúp ngươi rồi.
Lục Giản Bác cũng không có không hài lòng, trái lại đại hỉ nói. Có thể đem cây búa cho lão hủ đánh giá được không? Lý Vân Tiêu nói. Cái này nhất định là không thể. Hừ. Lục Giản Bác sửng sốt một chút, gật đầu, mới chậm rãi nói. Bất quá Vân Tiêu công tử có biết Ma Ha cổ kinh văn hay không? Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, nói. Nghe nói qua một ít, nhưng cụ thể cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lục Giản Bác trầm tư một chút, tựa hồ đang chỉnh lý ý nghĩ của mình, chậm rãi nói. Ma Ha cổ kinh văn này chính là một loại đồ vật thập phần thần dị, mỗi một chữ đều đại biểu quy tắc nhất định, thậm chí còn có thể tổ hợp thành từ, thành câu, thành đoạn, thành thiên, cộng lại uy lực không ngừng nhân lên. Mà mỗi một chữ đại biểu quy tắc mạnh yếu cũng là không đồng dạng như vậy, có chữ vô pháp đơn độc cô đọng quy tắc, phải tổ hợp lại, mà có lại là có thể đơn độc sử dụng. Nếu là ta đoán không sai, văn tự trên kiện Ma Ha cổ khí đó của Vân Tiêu công tử, phải là ngưng luyện lôi chi quy tắc. Lý Vân Tiêu một bộ dáng lộ vẻ lười biếng, cười nói. Nói có chút mơ hồ đi, coi như là vậy, thì tính sao đây, cây búa này với ta mà nói thập phần chân quý. Vẫn không thể cho ngươi xem xét. Lục Giản Bác mỉm cười nói. Không sao, ta hy vọng Vân Tiêu công tử có thể biểu diễn một chút. Nếu như là lôi chi quy tắc mà nói, lão hủ có thể tặng ngươi một hồi cơ duyên. Cơ duyên? Lý Vân Tiêu nói. Ta người này cho tới bây giờ vẫn luôn không thấy thỏ không thả ưng, vẫn là trước nói rõ ràng cơ duyên gì, ta lại biểu diễn đi. Lục Giản Bác một trận không nói gì. Phát hiện gặp phải loại người giống như Lý Vân Tiêu hoàn toàn không có biện pháp, chủ động đều bị hắn nắm trong tay, chính mình hoàn toàn chỉ có bị động, ai bảo mình muốn cầu cạnh hắn đây. Lục Giản Bác vô lực lắc đầu, mới nói. Ta có một thiên bí thuật yếu quyết, có thể để ngươi hoàn toàn khống chế lôi chi quy tắc. Lời ấy có thật không? Lý Vân Tiêu rốt cục động dung, nếu là có thể nắm giữ Ma Ha cổ văn kia, cây búa của mình hoàn toàn có thể luyện hóa, uy lực chí ít sẽ tăng thêm mấy lần. Lục Giản Bác thấy hắn động dung, lúc này mới cảm thấy bắt được một điểm chủ động, mỉm cười nói. Đương nhiên thứ này đối với ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là tin vui bằng trời, nếu là có thể triệt để nắm trong tay lôi truy, như vậy thân hóa lôi đình của ngươi là có thể sánh ngang với cửu thiên đế khí, đến lúc đó ngay cả vũ đế cũng không thể trấn áp thôi. Đám ba người Liêu Dương Băng đều là nghe được hơi biến sắc mặt, thân hóa lôi đình ở dưới vũ đế không có địch thủ. Nếu là ngay cả cửu thiên đế khí đều trấn áp không được, khó tránh khỏi quá kinh khủng đi. Lý Vân Tiêu trầm tư một chút, không nói hai lời, trực tiếp rời khỏi ngoài một dặm, lúc này mới yên tâm tế xuất cây búa, ném vào trên bầu trời, một văn tự ánh vàng nổi lên, phát sinh vạn trượng quang mang. Chỉ là một thoáng qua, đã bị Lý Vân Tiêu thu về, xa xa hỏi nói. Đây chính là lôi chi quy tắc. Trong mắt lóe lên Lục Giản Bác lóe lên một tia tham lam. Hưng phấn liên tục kêu lên. Không sai, không sai chính là Ma Ha cổ văn đại biểu lôi chi quy tắc. Hắn kích động nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, nói. Vân Tiêu công tử cây búa này có thể nhượng lại hay không? Mặc kệ bất kỳ điều kiện gì, tùy ngươi nói ra. Lý Vân Tiêu sắc mặt đại biến, lập tức cảnh giác, lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Giản Bác trà sát hai tay, cười hắc hắc nói. Trên đời này bất kỳ vật gì đều có lợi thế đáng nói, Vân Tiêu công tử không ngại nói ra giá, nói không chừng ta còn thật có thể cầm ra được. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói. Lục tiên sinh nói thật là không tệ, như vậy đi, ngươi mượn đầu của bảy đại tông chủ đến đổi là xong. Tất cả mọi người vẻ mặt hắc tuyến, đây rõ ràng chính là hành vi để Lục Giản Bác đi chịu chết. Lục Giản Bác cũng là cười khổ không thôi, ném ra một cái ngọc giản qua, nói. Bên trong ghi chép một ít vật chân quý ta bắt được, Vân Tiêu công tử không bằng sau khi xem xong lại định đoạt, có lẽ có thứ ngươi cần cũng nói không chừng. Lý Vân Tiêu tiếp được ngọc giản, tuy rằng hắn không có nửa phần ý tứ muốn trao đổi, nhưng vẫn không tự chủ được đem thần thức quét đi vào. Trong vòng mấy cái hít thở, sắc mặt của Lý Vân Tiêu nhất thời đại biến đứng lên, gương mặt khiếp sợ và khó có thể tin. Hơn nữa biểu tình kinh hãi càng ngày càng quá mức, nửa ngày, mới đưa thần thức thu hồi lại. Trên mặt thần sắc âm tình bất định. Lục Giản Bác nhìn chằm chằm vào thần sắc của hắn, lúc này mới mỉm cười nói. Làm sao, Vân Tiêu công tử tựa hồ động lòng rồi. Lý Vân Tiêu đem ngọc giản ném trả về, nghiêm nghị nói. Không sai, bên trong thật có ba món đồ để ta cực kỳ động tâm,
hơn nữa trong mắt của ta giá trị cao thậm chí còn ở trên cây búa này. Ánh mắt của Lục Giản Bác lộ ra một vẻ kinh ngạc, nói. Ta nơi này ghi chép chân bảo và yếu quyết đều là có 102, dĩ nhiên chỉ có 3 loại để Vân Tiêu công tử tâm động, không biết là 3 loại nào. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. 3 món đó liền không nói tỉ mỉ được, việc trao đổi ta nghĩ cân nhắc một chút, có thể chờ ra khỏi khai địa lão thiên hoang sau đó bàn lại hay không? Lục Giản Bác gật đầu nói. Có thể, việc trao đổi có thể bàn sau, hiện tại chúng ta bàn việc trước mắt đi. Ta dạy cho ngươi bí thuật yếu quyết nắm trong tay lôi chi quy tắc, ngươi gia nhập đội ngũ đi săn của ta, có nguyện ý hay không? Lý Vân Tiêu có chút không bình tĩnh, hắn phát hiện quyền chủ động khi hai người nói chuyện đang từ từ chuyển hướng đối phương. Xin Lục tiên sinh trước tiên là nói rõ đó là động vật biển nào, thực lực làm sao, nếu là đánh không lại, ta có thể chạy trước được không? Lục Giản Bác cười nói. Loài động vật biển tên là Thiết Lệ, Vân Tiêu công tử vị tất đã nghe qua. Thực lực chính là cửu giai trung cấp. Thực lực cửu giai trung cấp, nếu là đổi thành thiên vũ giới yêu thú mà nói, lấy thực lực của đám người bọn hắn liên thủ, căn bản là dễ như trở bàn tay. Nhưng nơi này động vật biển tựa hồ so với cùng giai càng phải mạnh hơn không ít, những cái này đều cũng không phải then chốt. Mấu chốt là trong biển thế cục phức tạp, động vật biển lợi hại cũng không chỉ một hai con, có trời mới biết có thể có biến cố khác hay không. Lục Giản Bác nhìn thấu Lý Vân Tiêu lo lắng. Cười nói. Nếu là thế cục thực sự xuất hiện hiện tượng không địch nổi, không chỉ có là Vân Tiêu công tử, tất cả mọi người có thể trước tiên đào tẩu, lão hủ kiên quyết không thể để cho chư vị chết ở nơi này. Đã như vậy, ta đây cũng không còn gì lo lắng. Lục tiên sinh đem bí thuật yếu quyết truyền đến đi, ta hiện tại tranh thủ chút thời giờ nắm giữ một ít, đợi lát nữa sẽ có nắm chắc hơn trợ giúp được ngươi. Lý Vân Tiêu vừa nghe có thể chạy trốn, thập phần sảng khoái đáp ứng rồi. Trong tay Lục Giản Bác bắn ra một đạo kim mang, hướng tới Lý Vân Tiêu đi, đúng là một tấm kim tiên chỉ, mặt trên không có bất kỳ văn tự nào, tất cả đều là từng cái dây nhỏ cấu thành. Đủ thấy loại bí thuật yếu quyết này đẳng cấp cực cao, cũng không phải là ngọc giản phổ thông có thể ghi chép xuống. Lý Vân Tiêu nhận lấy, vuốt ve một chút, đem thần thức tham nhập trong đó, bắt đầu học tập. Liêu Dương Băng nhìn Lý Vân Tiêu, nội tâm cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hai người dù sao cũng là đồng minh, ở cùng một chỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, có thêm vài phần cơ hội bảo mệnh. Lý Vân Tiêu trong lúc tìm hiểu bí thuật yếu quyết, đám người còn lại cũng không ai nhàn rỗi, toàn bộ ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Dù sao nơi này tư nguyên linh khí thập phần hiếm có, buông tha không dễ. Liêu Dương Băng sau khi phục dụng địa hoàng kim đan bế quan 10 ngày nửa tháng, vẫn như cũ vô pháp đột phá tứ tinh đỉnh phong, chung quy cảm giác vẫn thiếu một đường. Giờ khắc này ở trên hoang đảo một lần nữa đánh thẳng vào, nếu không phải có thể đột phá, như vậy lần hành trình tiên cảnh này chính là đi phí công. Tuy rằng bốn phía linh khí nồng nặc kinh người, để Liêu Dương Băng hít vào toàn thân sự dư thừa, nhưng vô luận như thế nào vận chuyển nguyên lực, cũng không cách nào có chút tinh tiến, tựa hồ đang rơi vào ngõ cụt, cách cảnh giới ngũ tinh gần trong gang tấc, lại như xa tận chân trời. Đột nhiên một đạo thanh âm tụng niệm truyền vào trong tai hắn. Mỗi một chữ tựa hồ cũng bao quát uy năng cực lớn, như sấm đỉnh quán nhĩ, tuyên truyền giác ngộ. Liêu Dương Băng kinh hãi, biết đây là Lục Giản Bác đang giúp mình, vui mừng vội vàng tĩnh tâm định thần, rất nhanh liền tiến nhập trạng thái vong ngã, cách một con đường lại có chỗ buông lỏng. Mấy ngày sau, trên người của Liêu Dương Băng đột nhiên hiện ra cửu thải dị tượng, lực lượng mênh mông từ trong cơ thể tuôn ra, ở quanh thân hình thành từng đạo quang mang, trên bầu trời đám mây cuồn cuộn, từ xa xa hô ứng. Lục Giản Bác cười tiếng vang lên, nói. Chúc mừng Dương Băng huynh bước vào ngũ tinh vũ đế, trở thành một đại danh hào. Liêu Dương Băng cả người kích động không thôi, trong cơ thể cổ lực lượng hùng hồn so với tứ tinh khi trước cường đại hơn nhiều lắm, hắn vội vàng đứng dậy, cúi đầu xuống, tự đáy lòng nói. Đa tạ Lục đại nhân thành toàn, tại hạ vô cùng cảm kích. Liêu Dương Băng phát hiện sau khi mình tấn chức ngũ tinh vũ đế, vẫn là nhìn không thấu tu vi của Lục Giản Bác. Chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung. Lục Giản Bác cười nói. Đây đều là chính ngươi cơ duyên sở trí, ta bất quá thuận lợi thúc đẩy mà thôi. Lúc này trên hoang đảo lại thêm 5 người, đều là căn cứ trận bàn mà đến, mỗi một người đều đang đợi Lục Giản Bác chỉ lệnh. Lúc trước tên vũ đế cơ thể lực lưỡng kia trong mắt lóe lên một tia đố kỵ, hầm hừ nói. Lục tiên sinh, còn muốn chờ Lý Vân Tiêu bao lâu nữa?
Người đã toàn bộ đến đông đủ, chờ đợi thêm nữa, địa lão thiên hoang không chừng sẽ đóng cửa. Lục Giản Bác đạm nhiên cười nói. Không vội, chỉ cần lưu 3 ngày là đủ rồi, để hắn tìm hiểu thêm một hồi đi, như vậy chúng ta nắm chặt càng lớn hơn. Hừm, lưu lại 3 ngày, ta đây 1 tháng sau trở lại được không? Như vậy chờ đợi chẳng phải là muốn lãng phí cơ hội chúng ta tìm tòi địa lão thiên hoang. Cũng có một gã vũ đế cường giả sắc mặt lạnh như băng biểu thị bất mãn, nói. Chúng ta chỉ đáp ứng giúp ngươi xuất thủ, cũng không đáp ứng cùng ngươi cùng nhau chờ người, nếu không đánh thức hắn mà nói, thứ cho ta cáo từ. Ngay khi sắc mặt của Lục Giản Bác âm trầm xuống, Lý Vân Tiêu đã từ trong bế quan phục hồi tinh thần lại, chậm rãi mở 2 mắt ra. Lục Giản Bác nhướng mày, nói. Vân Tiêu công tử đã hiểu được. Lý Vân Tiêu quét mắt nhìn mọi người một cái, lúc này mới hừ nói. Tìm hiểu thấu, Lục tiên sinh cho ta bí thuật yếu quyết thật đúng là một hãm hại a. Nga, lời ấy có ý gì a? Lục Giản Bác mỉm cười. Lý Vân Tiêu bất mãn nói. Tu luyện lôi quyết này, lại cần hấp thu 5 loại biến dị lôi đình bất đồng, mới có thể diễn hóa ra lôi chi bản nguyên, thành tựu lôi đình chi thân chân chính, chống lại cửu thiên đế khí, ngươi để ta đi đâu tìm được 5 loại biến dị lôi đình. Lục Giản Bác lạnh nhạt nói. Muốn thành tựu đại thần thông, tự nhiên phải hao phí đại giới cực lớn, mặc dù lúc này không thể thành công, nhưng Vân Tiêu công tử đối với nắm giữ lôi chi quy tắc trên cây búa, cũng có thể lĩnh ngộ không sai biệt lắm đi. Lý Vân Tiêu trầm mặc, Ma Ha Cổ Văn đích xác nắm giữ 7-8 phần 10, hắn thậm chí hoài nghi lôi quyết này đó là từ Ma Ha Cổ Văn diễn hóa mà ra, có lẽ nó chính là một chú thích của Ma Ha Cổ tự. Về phần biến dị lôi đình, trong thái cổ thiên mục của hắn đã có thiên kiếp chi lôi, dung nhập bên trong lôi thân liền có thể đề cao cực đại uy năng, còn dư lại 4 loại lôi đình muốn tìm được ngược lại cũng không phải là việc khó. Hắn không trả lời Lục Giản Bác nói, mà là hỏi ngược lại. Mọi người đã đủ chưa? Hừ, đã sớm đông đủ, đều là đang chờ 2 người các ngươi, lãng phí mấy ngày của mọi người. Tên vũ đế nam tử kia sắc mặt phát lạnh, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra sát khí. Lý Vân Tiêu tự nhiên minh bạch, những kẻ này đều là vũ đế cường giả tâm cao khí ngạo, chờ mình một gã vũ tôn như thế, tự nhiên sẽ bất mãn, hơn nữa chính mình thân mang trọng bảo, người ở tại tràng đã có không ít lộ ra sát khí. Lục Giản Bác tựa hồ cũng phát hiện điểm ấy, lạnh giọng nói. Mọi người đầy đủ, hiện tại ta sẽ bắt đầu bố trí bắt động vật biển một chuyện. Lão Hủ đã nói trước, nếu là gặp gỡ nguy hiểm không thể kháng cự, chư vị có thể đào tẩu. Nhưng nếu như chạy trước khi bại, hoặc giả không chịu xuất lực, có lẽ mâu thuẫn lần nhau không chịu phối hợp, vậy đừng trách Lục Mỗ hạ thủ vô tình. Trên người của hắn hàn khí tản ra, tựa như một trận gió lạnh thổi qua. Tất cả mọi người đều cả người sợ run một chút, trong lòng khủng hoảng không ngớt. Thực lực của Lục Giản Bác này tất nhiên đã đến trình tự cao giai vũ đế. Lục đại nhân yên tâm, chúng ta nếu cầm chỗ tốt, tự nhất định sẽ xuất lực đem sự tình làm tốt. Một gã vũ đế cường giả nghiêm mặt nói. Những người còn lại cũng đều vội vàng lên tiếng phụ họa, vài tên đối với Lý Vân Tiêu có tàng tư cũng là trong lòng thấp thỏm, vội vàng đem các loại tâm tư thu hồi, dấy lên tinh thần. Lục Giản Bác lúc này mới hài lòng nói. Hy vọng chư vị năng nói là làm, lần hành động này ta là không cho phép có thất bại. Hắn vung tay phải lên, một đạo u quang bắn vào không trung, nhất thời một mây đen ở trên đảo ngưng tụ mà thành, bên trong sấm chớp rền vang, đều có các màu tam giác kỳ ở trong đó ẩn hiện. Nơi này có 9 mặt cực quang trận kỳ, đại biểu chính là 9 loại cực quang chi lực, có thể dùng để tra xét và hấp dẫn động vật biển, các ngươi mỗi người một mặt. Lấy tiểu đảo này làm trung tâm hướng ra phía ngoài tản ra, vừa có động tĩnh lập tức phát sinh tín hiệu, những người còn lại lập tức tới trợ giúp. Lục Giản Bác thần sắc một ngưng, một đạo pháp quyết đánh vào không trung, mây đen kia trong nháy mắt tiêu tán, 9 đạo quang mang đủ màu từ không trung bắn rơi, vừa lúc cắm ở bên chân của mọi người. Dưới chân Lý Vân Tiêu tam giác kỳ là một mặt hoàng sắc kỳ tinh khiết, hắn giang bàn tay ra, một hấp lực nhất thời đem tiểu trận kỳ thu vào trong tay. Bên trong quả nhiên là hoàng sắc cực kỳ quang, uy lực rất mạnh, lá cờ này đẳng cấp coi như là cửu giai chi vật. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên có chút ngưng trọng, nếu như chỉ là một con cửu giai trung cấp động vật biển phổ thông mà nói, Lục Giản Bác trả giá cao khó tránh khỏi quá lớn một chút. Lục Giản Bác khẽ cười nói. Vốn là tính cả ta ở bên trong tổng cộng 9 người, hiện tại Vân Tiêu công tử tới,
lấy thực lực của hắn cũng đủ để chống đỡ một mặt, ta liền ở trên hoang đảo này tọa trấn, một khi có động tĩnh sẽ trước tiên chạy tới, chư vị bắt đầu đi. Lý Vân Tiêu nắm cờ, nhìn thoáng qua Liêu Dương Băng, trong tay hắn là một mặt tử sắc cực quang kỳ, cũng là đồng thời đưa mắt nhìn sang, hai người trao đổi một chút thần sắc, liền bắt đầu hướng phía phương hướng của mình đi. Một đạo trên mặt biển khoảng không, Lý Vân Tiêu nhất thời đem tiểu hoàng kỳ cầm trong tay dương lên, vị trí không gian của hắn lập tức hóa thành một mảnh màu da cam, quang mang hướng phía đáy biển chiếu tới, trực tiếp tiến nhập trong biển vài trăm thước, vẫn đang không ngừng thâm nhập. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu nói cực quang chi lực, đó là 9 loại quang phổ cấu thành quang chi thế giới, ẩn chứa trong đó có màu sắc quy tắc của nó, cũng là một bộ phận cấu thành thiên địa quy tắc. 9 màu hợp nhất, liền cấu thành vô sắc thuần bạch quang, Thiên Nguyên Thương Hội Đinh Sơn tu luyện chính là 9 loại cực quang tại thân. Cực quang chi lực, có thể soi sáng vạn dặm mà không tán loạn, mặc dù là tầng tầng nước biển, cũng có thể mau chóng đi ở chỗ sâu trong đáy biển. Căn cứ theo Lục Giản Bác nói, nếu nói động vật biển Thiết Lệ liền là một loại tồn tại cực kỳ yêu thích cực quang, chỉ cần cảm ứng được cực quang, nhất định sẽ xuất hiện. 9 người lấy hoang đảo làm trung tâm, bắt đầu hướng ra ngoài phóng xạ ra, cực quang chính màu soi sáng, trong biển nơi có sinh vật đều nhìn thấy được rõ ràng, cảnh biển nhìn một cái không sót gì. Lý Vân Tiêu cầm hoàng kỳ bay mấy ngàn dặm, trên đường cũng thấy không ít đê giai và trung giai động vật biển, thậm chí cũng gặp được một con cửu giai tồn tại, bất quá từ ngoại hình và đặc tính mà xem đều không phải là Thiết Lệ, bị cực quang chiếu một cái, ngược lại là lộ ra khí tức cực kỳ hung bạo, ở trong biển nổi lên một trận điên cuồng, liền rất xa bơi ra. Động vật biển so với yêu thú chỗ thiếu hụt lớn nhất liền là không thể rời khỏi biển rộng, bằng không thực lực đại giảm, thậm chí ngay cả so với nhất giai yêu thú đều phải kém hơn. Lý Vân Tiêu sau khi bay được một lúc, đột nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra vẻ do dự lai. Đi thêm về phía trước đó là địa phương lúc trước hắn đã từng tới, hắn biết ở trong hải vực này cất giấu một con động vật biển kinh khủng khác tồn tại, thực lực sẽ không ở dưới Thiết Lệ, nếu là mình cầm hoàng sắc cực quang một đường chiếu đến như vậy. Hơn phân nửa là sẽ gặp phải biển rộng thú đó. Hơn nữa động vật biển ở trong biển phân chia địa bàn cũng là phi thường rõ ràng, trong cùng một hải vực rất khó dung nạp hai đỉnh phong tồn tại thực lực tương đương, cùng một sơn không thể có hai hổ là cùng một đạo lý, ở đi phía trước mặt đi phải là lĩnh vực con động vật biển hung tàn kia, sẽ không có Thiết Lệ. Lý Vân Tiêu trầm tư, sau đó đang muốn dẹp đường hồi phủ, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng nổ vang thật lớn, trên không trung ùng ùng nổ tung. Một mảnh bầu trời đều bị chiếu rọi bầy biện ra xích sắc chói mắt. Chính là tín hiệu ước định. Lý Vân Tiêu hơi biến sắc mặt, vội vàng thu hồi hoàng sắc cực quang kỳ, nhất thời hóa thành một đạo lôi đường nhắm tới phương hướng xích sắc đi, tốc độ cực nhanh, đem toàn bộ mặt biển bằng đều phân chia ra, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Một lát sau, Lý Vân Tiêu cũng đã bước chân vào khu vực cực quang màu đỏ, xa xa liền cảm nhận được chấn động nguyên lực cực kỳ cường đại. Mọi nơi dưới đáy biển cũng nhận phải lực trùng kích, hải triều bắt đầu trở nên hỗn loạn, nguyên một đám vòng xoáy lớn nhỏ hình thành trong nước biển, hơn nữa còn thôn phệ lẫn nhau. Phía trước bên trái cũng có hai người đang cấp tốc tiến đến, tốc độ cực nhanh, cũng không hề chậm hơn lôi độn của Lý Vân Tiêu bao nhiêu. Dưới nguyên lực trùng kích kịch liệt phía trước, từng vòng sóng biển cuốn lên trời, vậy mà trực tiếp vọt lên khỏi mặt biển, như vách tường trùng kích đến. Trong nước biển tràn ngập khí tức thô bạo kinh người, khiến sóng biển kia ngưng tụ lại như tường đồng vách sắt vậy. Không hổ là hải thú cửu giai trung cấp, không thể khinh thường được. Phía trước một gã nam tử võ đế lệ quát một tiếng, trên cánh tay hiện lên một tầng hộ tí, trên đó lượn vòng lấy vài đạo hào quang màu tím, đột nhiên đánh một quyền ra ngoài. Rầm rầm rầm, quyền kình ngưng mà không tán, nổ nát từng vòng sóng biển cuốn tới, đầy trời đều là hơi nước, dùng mắt nhìn qua không thể thấy rõ bóng người. Lý Vân Tiêu ngưng giọng nói. Không tốt, người nọ ở phía trước tựa hồ không chịu được nữa rồi. Chúng ta chiếu cực quang qua, hấp dẫn lấy Thiết Lệ, cứu hắn một mạng đi. Nói xong, hắn liền triển khai lá cờ màu vàng trong tay, một đạo hoàng quang lập tức phá không mà đi, toàn bộ bầu trời đều lộ ra ánh vàng. Hai người theo sát lấy cũng đồng thời tế ra quang kỳ, hai màu một lam một thanh một trước một sau, tam sắc quang mang giao hòa lẫn nhau trên không trung. Dần dần dung hợp cùng một chỗ, khiến cả bầu trời biển cả đều chiếu ra một mảnh dị sắc. Xa xa cực quang chiếu rọi xuống, Thiết Lệ quả nhiên dừng lại công kích, một đoàn bóng đen phi tốc tiến lên trên mặt biển,
chạy tới chỗ bọn hắn. Cẩn thận đấy, hải thú này cực kỳ không đơn giản, bằng hữu quang kỳ màu đỏ phía trước dường như có lẽ đã. Một gã võ đế sắc mặt tái nhợt, cảnh giác vạn phần nói, nửa đằng sau cũng không nói tiếp nữa. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy, khí tức của tên võ đế kia đã biến mất rồi. Thần sắc Lý Vân Tiêu khẽ động, nói. Chúng ta không nên ngạnh kháng, nhanh chóng lui về phía sau, dùng cực quang dẫn nó tới, đợi Lục tiên sinh đến thì cùng nhau ra tay. Hai người khác vừa nghe xong, cũng đồng ý. Ba người một bên tế lấy tiểu kỳ, một bên phi tốc thối lui đến chỗ vài đạo khí tức chạy đến ở sau lưng. Ân, hải thú kia sao lại đột nhiên chìm vào đáy biển rồi? Đột nhiên một gã võ đế nghi ngờ nói. Là trầm thẳng xuống, cũng không phải là hải độn mà đến, chẳng lẽ nó ý thức được gặp nguy hiểm cho nên ngay cả cực quang cũng không đuổi nữa sao? Ba người đều ngừng lại, trên mặt lộ ra thần sắc khó hiểu. Lý Vân Tiêu đột nhiên thần niệm khẽ động, đột nhiên kinh quát. Không tốt. Ngay mặt biển dưới chân ba người, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một vòng xoáy, vô thanh vô tức vận chuyển, một cái xúc tu cực lớn vươn ra, sau đó mấy đạo công kích trực tiếp phá vỡ mặt biển phóng lên trời, đúng là xúc tu của hải thú kia, ba người đều không kịp đề phòng. Lý Vân Tiêu sau khi hô một tiếng liền vội vàng thuấn di ra, bất qua được mấy chục thước đã bị một cổ cự lực ngăn lại, thuấn di chi thuật vậy mà không cách nào xuyên thấu qua. Mà giờ khắc này ba cái xúc tu sau lưng đều đánh tới. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, công kích của hải thú trung giai này căn bản không phải hắn có thể đỡ nổi, trong tay vội vàng lóe lên hai đạo hoàng quang, cực quang màu vàng kia bị hắn ném ra, trên tay kia lại xuất hiện đại bi mộ vân kính, chiếu tới xúc tu của Thiết Lệ. Xúc tu Thiết Lệ ngừng lại trong ngắn ngủi, ba cái xúc tu đuổi theo trực tiếp phân ra một cái cuốn tới cực quang màu vàng kia, mà hai cái khác bị mộ vân kính chiếu qua, cũng xuất hiện đình trệ ngắn ngủi. Lý Vân Tiêu bắt lấy kẽ hở này, vội vàng hóa thành lôi điện bỏ chạy lên không trung. Giờ phút này hai người khác cũng bằng vào thần thông của mình trốn ra khỏi công kích, một người trong đó bị thương không nhẹ, đều ra sức dọc theo mặt biển trốn đi. Phanh! Hai người cơ hồ đồng thời đụng phải một cổ lực lượng, bị chấn trở về. Chuyện gì xảy ra, thậm chí có kết giới. Một người trong đó sắc mặt đại biến, trắng bệch như tờ giấy. Người bị thương kia cũng hoảng sợ quát. Không tốt, con thú này vậy mà kèm theo kết giới chi lực, làm sao bây giờ? Giờ phút này hơn 10 cái xúc tu đánh tới hai người, tốc độ nhanh đến kinh người, mà lực phá hoại cũng rất mạnh, những nơi đi qua không gian đều trực tiếp vỡ vụn. Mau ném ra cực quang kỳ, chạy trốn lên không đi. Lý Vân Tiêu đột nhiên hét lớn một tiếng. Hai người lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng ném cực quang kỳ ra xa. Thiết Lệ kia quả nhiên đình trệ thoáng một phát, phân ra bộ phận xúc tu đi bắt lấy cực quang kỳ kia, hai người lập tức hóa thành hào quang phóng lên trời, lao về phía Lý Vân Tiêu. Mặc dù là trên bầu trời cũng rất nhanh bị một cổ lực lượng ngăn trở, độn không thể độn, sắc mặt ba người đều triệt để trở nên trắng bệch. Lục tiên sinh bọn hắn sao còn chưa tới? Một người trong đó lo lắng nói. Không phải là những người kia thấy con thú này lợi hại nên trực tiếp chạy trốn rồi chứ? Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Trong kết giới này không cảm thụ được khí tức bên ngoài, nhưng lúc trước chúng ta còn có thể phát giác được bọn hắn đang chạy tới, hiện giờ phải xem ba người chúng ta có đồng tâm không rồi, chỉ cần chúng ta liên thủ, không nói chiến thắng con thú này, trèo trống đến khi bọn Lục tiên sinh chạy tới tuyệt đối không thành vấn đề đâu. Con thú này cũng chỉ là cửu giai trung cấp mà thôi, ta cũng không tin nó có thể dễ dàng giết chết ba người chúng ta. Một gã võ đế trong đó trầm xuống, hai tay nhanh chóng khắp quyết trước người, một kiện chiến y kim quang sán lạn hiển hiện, tản mát ra lực lượng kết giới, bảo vệ hắn vào trong, tiện tay lâm không vẫy tay một cái, không trung có chút chấn run lên một cái, một thanh chiến đao cực lớn liền bị hắn nắm trong tay, vác trên vai. Lý Vân Tia vừa nhìn qua, lập tức trong lòng đại định không ít, người này có thực lực võ đế ngũ tinh, hơn nữa có chiến y và chiến đao cửu giai, thực lực không thể đo lường. Mà người bị thương kia cũng sửng sốt một chút, nhìn qua tên võ đế ngũ tinh kia, lộ ra nụ cười đắng chát nói. Vị bằng hữu kia chắc là người của đại thế gia A, nếu ta có thể có loại tài nguyên này, cũng không cần vội tới Lục Giản Bác bán mạng rồi. Hai tay của hắn mở ra trước người, ngưng ra một thanh chiến kích ra, dĩ nhiên là vật bái giai. Võ đế ngũ tinh kia cũng nhướng mày, nói. Ngươi thân là võ đế tứ tinh,
thậm chí ngay cả một kiện huyền khí cửu giai cũng không có sao. Người nọ khổ sở nói. Lần này bán mạng thay Lục Giản bác, hắn đồng ý chính là một kiện huyền khí cửu giai, nếu ta không chống nổi thì, huyền khí của hắn cũng được tiết kiệm rồi. Thần sắc Lý Vân Tiêu ngưng tụ, đột nhiên quát. Đừng nói những lời ủ rủ này nữa, hải thú đến rồi. Toàn thân hắn lập tức kim quang đại thịnh, pháp tướng ba đầu sáu tay hiển hiện, trên mỗi cánh tay hoặc cầm huyền khí, hoặc niết quyết ấn, pháp tướng trang nghiêm, lộ ra trận trận khí tức uy nghiêm thần thánh. Tay trái hắn khẽ động, chín chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm hiển hóa trước người, ngưng tụ thành cửu kiếm kiếm đồ, có thể công có thể thủ. Tên võ đế bị thương kia thấy thế trong mắt cũng lộ ra, trên những huyền khí kia tất cả đều là cửu giai khí uẩn a. Hắn thân là võ đế tứ tinh cũng chỉ cầm một cây chiến kích bát giai, đối phương chẳng qua chỉ có tu vị võ tôn, vậy mà có hơn 10 kiện huyền khí cửu giai, cái này bảo lòng hắn sao chịu nổi chứ. Vân Tiêu công tử, giờ phút này tình thế cực kỳ nghiêm trọng, không bằng cho ta một kiện huyền khí cửu giai, đợi đẩy lui địch sẽ trả lời cho ngươi có được không? Lý Vân Tiêu quát. Đừng nói nhảm, chuyên tâm nghênh địch, những huyền khí cửu giai này người sao có thể khống chế trong chốc lát được chứ? Mấy chục cái xúc tu nhao nhao từ phía như tiên nữ tán hoa đánh lên, hơn nữa mang theo tiếng xé gió cực kỳ chói tai, khiến toàn thân người đều run lên, lưng rét run. Những thứ buồn nôn này giao cho ta đi. Tên võ đế ngũ tinh kia bước xuống một bước, tay phải khẽ động, chiến đao cực lớn khiêng trên vai run rơi xuống, một mảnh kim sáng lóng lánh lướt qua, một đao lâm không chém xuống. Sát đao lưu thỉ. Đao mang phảng phất bổ ra một phương thế giới. Bầu trời cứ như vậy bị phân giải ra, kết giới kia cũng rung động lắc lư vài cái, khe hở hư không màu đen hiện ra dưới đao mang, chặt đứt vô số xúc tu, hóa thành vô số khối thịt rơi vãi trên không trung. Khiến người không rét mà run chính là vô số khối thịt kia còn nhảy lên trên không, trên một khối đều có vô số rác hút nhỏ, tựa hồ dẫn dắt lẫn nhau, vậy mà bắt đầu hút lấy nhau, biến thành một đoàn, càng lúc càng lớn. Ọt ọt, ba người đều nuốt nuốt nước miếng. Một màn trước mắt này cũng quá buồn nôn rồi. Thái cổ thiên mục nơi mi tâm Lý Vân Tiêu bỗng nhiên mở ra, một đạo thần hỏa hóa thành phượng hoàng, phát ra một tiếng kêu to từ viễn cổ, đốt tới cục thịt kia. Thần hỏa hừng hực thiêu đốt, viên thịt đầy trời đều bị đốt lên, lại tựa hồ như không bị ảnh hưởng vậy, vẫn từ bốn phương tám hướng hội tụ đến trong ngọn lửa cực lớn kia, cùng viên thịt trong đó dung làm một thể. Cái gì, vậy mà không sợ lửa sao? Tên võ đế tứ tinh kia trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cũng có thể cảm nhận được lửa mà Lý Vân Tiêu thi triển ra tuyệt đối không phải phàm hỏa, theo lý thì sinh vật trên biển sợ nhất là lửa mới đúng chứ. Ta hiểu được. Lý Vân Tiêu đột nhiên kêu một tiếng, hai tay vội vàng bấm niệm pháp quyết thu hồi hỏa diễm, mà tay còn lại thì giơ búa lên cao, đột nhiên đánh xuống dưới. Lục Giản Bác nhìn chúng lôi đình chi lực của hắn, như vậy hiển nhiên hải thú sợ lôi đình. Ma ha cổ văn đại biểu cho lôi chi quy tắc hiển hiện dưới búa, diễn biến ra một mảnh lôi ngục, đột nhiên đánh xuống dưới. Ầm ầm, lôi đình chấn trên đoàn viên thịt kia, lập tức phát huy tác dụng thật lớn, toàn bộ viên thịt lập tức bị đánh nát, lần nữa hóa thành vô số thịt nát chấn khai. Giống, lần này tựa hồ đã chọc giận Thiết Lệ dưới mặt đất, cái đầu như dược hoàn kia lay động kịch liệt, nhìn qua, sẽ lập tức phát hiện trên cái đầu kia có vô số lỗ nhỏ, đồng thời tiến hành hô hấp. Do đó sinh ra tiếng rít chói tai cực độ, xa xa truyền ra. A nha đây là, công kích âm 3A. Sắc mặt ba người đều đại biến, lực sóng âm này trực tiếp xuyên thấu phòng ngự của bọn hắn, chấn nhập vào thể nội. Hai tay Lý Vân Tiêu bấm niệm pháp quyết, vận chuyển đại diễn thần quyết, ổn định lại tâm thần, cánh tay khác thì chỉ quyết kiếm đồ, chín thanh trường kiếm biến hóa ra một đạo kiếm hình cự đại, lâm không chém xuống. Còn cánh tay giờ búa kia cũng trực tiếp đánh xuống lôi đình. Từng đạo lôi đình phảng phất như thiên kiếp chi uy chấn xuống, chấn toàn bộ thịt nát trên không trung thành bụi phấn, hơn nữa còn rơi xuống trên đầu dược hoàn kia. Rầm rầm, lôi điện từng đạo đánh xuống, lại bị phòng ngự Thiết Lệ ngăn trở, từng vòng linh áp chấn khai, không cách nào ảnh hưởng tới nó chút nào cả, nhưng lực sóng âm kia cũng càng ngày càng mạnh. Không tốt, lực lượng của ta quá yếu, chút lôi đình đó hoàn toàn không thể tổn thương đến nó. Lý Vân Tiêu thoáng cái thu búa lại. Tế ra hoàng chiêu chung, đánh vào mấy đạo pháp quyết, phát ra thanh dương chi âm xa xưa, ra sức kháng cự thế công âm 3. Phốc, tên võ đế tứ tinh kia trực tiếp không chịu được nữa, phun ra miệng lớn máu tươi, trong đôi mắt bắt đầu dần dần mất đi thần thái,
lộ ra vẻ thô bạo, khí tức trên thân cũng bắt đầu trở nên cổ quái. Chuyện gì xảy ra? Tên võ đế ngũ tinh kia cả kinh, phát hiện thần sắc tên võ đế tứ tinh kia nhìn qua hai người ngày càng quái dị, hơn nữa tựa hồ không bị sóng âm ảnh hưởng tới, từng bước một đi tới chỗ hai người. Tên võ đế tứ tinh kia đột nhiên vung vẩy lấy chiến kích, lâm không chém tới Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát lạnh, cái búa hiển hiện trong tay, đột nhiên gõ xuống Hoàng Chiêu Trung, một mảnh lôi quang đánh đi. Ầm ầm, chiến kích chi lực của võ đế tứ tinh kia xé rách lôi quang, nhưng bản thân của hắn cũng bị lôi đình và sóng âm đánh trúng, đặc biệt là tiếng chuông phát ra kia, khiến thần sắc trong mắt hắn giãy giụa kịch liệt, tựa hồ không cam lòng bị khống chế. Lý Vân Tiêu thấy hắn tựa hồ còn cứu được, một cánh tay liên tục dùng búa đánh lấy Hoàng Chiêu Trung, mặt khác hai tay bấm niệm pháp quyết, kết xuất một đạo thiên địa ấn, trên đó có ma cái ma ha cổ văn lóng lánh, đúng tinh thần công kích chi pháp kia, hắn đột nhiên thuấn di đến trước người tên võ đế kia trực tiếp đánh xuống. Phanh! Phốc! Tên võ đế tứ tinh kia bị thiên địa án đánh trúng, sau đó đạo công kích tinh thần kia đánh vào trong óc, nương theo lấy Hoàng Chiêu Trung vang lên, toàn thân hắn đột nhiên run rẩy, hoàn toàn thoát khỏi trạng thái bị khống chế. Cảm ơn, cảm ơn! Tên võ đế tứ tinh kia một trận hoảng sợ, liên tục nói lời cảm tạ, sắc mặt đã sợ đến trắng bệch. Sau khi Lý Vân Tiêu cứu được võ đế tứ tinh kia về, công kích âm ba của Thiết Lệ cũng đột nhiên ngừng lại, không biết là mệt mỏi hay thế nào nữa. Tên võ đế ngũ tinh kia một mực chú ý hải thú bên dưới, sắc mặt khó coi đến cực điểm nói. Chuyện gì xảy ra, bọn Lục Giản Bác sao còn chưa tới? Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy không bình thường. Theo lý chiếu theo thời gian tính toán thì đã sớm đến rồi mới đúng, chẳng lẽ không phá được kết giới? Không nói đến có khả năng này hay không, cho dù thật sự phá không được, ít nhất sẽ có kết giới chấn động khiến bọn hắn cảm nhận được. Sắc mặt Lý Vân Tiêu âm trầm nói. Xem ra bọn Lục Giản Bác không đáng tin rồi, Thiết Lệ này tựa hồ cũng không cường đại như trong tưởng tượng, có lẽ chúng ta liên thủ có thể đánh chết nó cũng không chừng. Liên thủ đánh chết. Sắc mặt hai người khác cũng cực kỳ khó coi, từ lúc bắt đầu đến giờ, ba người đều ôm tâm lý đào tẩu đợi cứu binh, căn bản không muốn dốc sức đánh một trận, hiện ở bên ngoài hơn phân nửa không trông cậy gì được rồi, ba người lúc này mới dần tiếp nhận và đối mặt sự thật. Không sai, thực lực Thiết Lệ tựa hồ cũng không cường đại như dự tính, ba người liên thủ phần thắng sẽ rất lớn. Lý Vân Tiêu động viên hai người. Nếu nó còn có biện pháp giết ba người chúng ta thì chúng ta đã sớm chết rồi. Có thể chống đến bây giờ đã nói rõ rồi. Không sai, Vân Tiêu công tử nói rất đúng. Trên mặt tên võ đế ngũ tinh kia lộ vẻ kiên quyết nói. Giết ra ngoài, ta muốn Lục Giản Bác cho chúng ta một công đạo. Nếu hai vị đã đồng ý rồi, ta tự nhiên sẽ không phản đối. Tên võ đế tứ tinh kia tuy rằng cực kỳ sợ hãi, nhưng lúc này dù sao cũng phải cố lấy dũng khí ra sức đánh cược một lần mới được. Giờ phút này trong nước biển bỗng phát sinh biến hóa, bốn phía tựa hồ như sôi trào lên vậy, không gian trong toàn bộ kết giới đều tràn ngập hơi nước, một mảnh trắng xóa. Không tốt, nó đang bốc hơi nước biển, muốn ngoi ra khỏi mặt biển. Lý Vân Tiêu lập tức đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hải thú một khi rời khỏi biển cả, thực lực sẽ đại giảm, đây là nguyên nhân vì sao Thiết Lệ đang chế tạo hoàn cảnh nước biển, bởi vì thế có thể bảo lưu lại khá nhiều thực lực. Sầm ào ào. Đột nhiên một cự vật vọt khỏi mặt biển, bóng dáng màu đen tốc độ cực nhanh trùng kích lên, nó tựa hồ phán đoán được thực lực mọi người, nhanh chóng đánh tới tên võ đế ngũ tinh kia. Sát đao lưu thất, tên võ đế ngũ tinh kia đột nhiên biến sắc, chiến đấu trực tiếp chấn động rớt xuống, dùng hết khí lực chém xuống một đao. Phanh, chiến đao huyền khí cửu giai trực tiếp chém lên người Thiết Lệ, như đánh lên kim loại chắc chắn, bắn ra hỏa hoa rất mạnh. Một người một thú đều bị lực phản chấn bay ra xa. Giờ phút này ba người mới nhìn rõ ràng hình dáng Thiết Lệ kia, dĩ nhiên là đầu bàng giải quái dị cực lớn. Đầu bàng giải này như một cái dược hoàn cự đại, mà sau đầu lại dài ra râu, đều đã bị chặt đứt, hiện giờ gốc râu vẫn đang không ngừng ngọ nguậy, xấu xí đến cực điểm. Ha ha, không quá mạnh, có thể thắng. Võ đế ngũ tinh kia sau một kích, lập tức trong lòng đại hỉ, cuồng quát lên. Hơn nữa chiến lực tăng gấp đôi, hóa thành một đạo quang mang vào tới, vậy mà hóa ra vô số bóng dáng, vô số đại đao vung vẩy lấy chém xuống, tiếng rầm 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 vang lên liên tiếp, hào quang văng khắp nơi. Bàng giải kia tuy rằng cũng cực kỳ linh hoạt, nhưng chiến đấu hiển nhiên không sánh bằng nhân loại,
bị đánh cho chỉ có thể phòng ngự. Tên võ đế tứ tinh kia thấy thế, đại hỉ nói. Ta đi giúp hắn. Hắn lập tức hóa thành một đạo quang mang phóng đi, chiến kích múa ra, cũng lập tức chiến thành một đoàn. Trong lòng Lý Vân Tiêu cảm thấy hơi quái dị, Thiết Lệ này tuy rằng đã ra khỏi nước biển, thực lực giảm lớn, nhưng không thể nào chỉ có chút uy năng đó được, tựa hồ chỉ có lực lượng cửu giai sơ cấp, nếu thế thì một mình Lục Giản Bác cũng đủ để ứng phó rồi. Nhưng giờ cũng không phải là lúc suy nghĩ những điều này, việc cấp bách là phá vỡ kết giới, nhanh chóng lao ra ngoài. Hắn thu hồi kim thân pháp tướng, dùng trạng thái bàng giải trước mắt đã không cần phải toàn lực nữa, hai tay vẽ một vòng trước người, phong hỏa ngạc ngư lập tức bị triệu hoán ra, hóa thành ngạc ngư nhân cực lớn đánh tới quái bàng giải ở bên dưới. Hai gã võ đế vừa thấy tư thế của ngạc ngư nhân kia, đều lắp bắp kinh hãi, vội vàng tránh ra. Giống. Ngạc ngư nhân nhào lên thân Thiết Lệ, há to mồm tựu cắn xuống dưới. Rầm rầm rầm. Thân thể ngạc ngư nhân không ngừng bị cái càng lớn của Thiết Lệ đánh nát, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào cả, nó vẫn cắn chặt lấy, từng chút nuốt vào trong miệng. Lý Vân Tiêu trong lòng vui vẻ, chỉ bí quyết khẽ điểm, nói. Trở về. Thiết Lệ xốc sức liều mạng trong miệng ngạc ngư, lại thủy chung không thể dẫy dụa, bị ngạc ngư mang theo bay lên, bị quyết ấn Lý Vân Tiêu điểm lấy, trực tiếp thu vào trong giới thần bi. Cái này, hải thú kia đâu rồi? Tên võ đế ngũ tinh kia triệt để ngốc trệ, trận chiến vốn cho rằng muôn vàng khó khăn, không ngờ lại xong đơn giản như thế. Lý Vân Tiêu cười nói. Đó là triệu hoán thú của ta, bản thân ta chính là thuần thú sư, hải thú kia có lẽ đã bị triệu hoán thú của ta ăn hết rồi à? Ăn hết. Hai người đều hoảng sợ mở to mắt, tồn tại có thể ăn tươi hải thú cửu giai trung cấp, đây là triệu hoán thú cấp bậc gì? Cửu giai cao cấp sao? Ngay khi hai người ngốc trệ, kết giới kia rốt cục vỡ ra, dần lộ ra cảnh tượng bên ngoài, đột nhiên nguyên lực chấn động cường đại truyền tới. À, đây là... Ba người đều chấn động, chỉ thấy bên ngoài có một đầu Thiết Lệ cực lớn, cũng phải gấp 10 lần đầu lúc trước, lộ ra nửa thân thể, giống như một hòn đảo sừng sững trên đại dương bao la. Vô số xúc tu cực lớn bay múa trên không trung, mấy đạo quang mang không ngừng né tránh trên không TNG. Đau khổ chiến đấu, đúng là bọn người Lục Giản Bác. A, à, phanh. Ngay khi ba người ngốc trệ, một cái xúc tu cự đại lâm không đánh tới, trực tiếp đánh chết tên võ đế tứ tinh kia, hài cốt không còn. Dưới một kích này, xúc tu kia tựa hồ cũng bị thương, trực tiếp vô lực rủ xuống, trên mặt biển đã có hơn 10 cái xúc tu cực lớn, hẳn là đều bị hỏng trong chiến đấu. Vèo, vèo. Lại hai cái xúc tu cực lớn quất tới Lý Vân Tiêu và tên võ đế ngũ tinh kia, xúc tu kia lớn chừng 5-6 người ôm, vô số rác hút thật nhỏ trên đó đều đang khẽ co óp, nhìn qua cực kỳ buồn nôn. Hai người Lý Vân Tiêu toàn thân lạnh như băng, nhao nhao thi triển ra tốc độ bay lớn nhất lao lên bầu trời. Rầm rầm, xúc tu cực lớn đâm vào trong nước biển, vẩy lên bọt nước kinh thiên, hai đạo cột nước trực tiếp trùng thiên mà đi. Lục Giản Bác vừa thấy hai người. Lập tức vừa giận vừa vui, quát lớn. Các ngươi vừa rồi đi đâu thế hả? Tên võ đế ngũ tinh kia cũng kinh sợ, quát. Chúng ta mới vừa rồi bị một con Thiết Lệ khác nhỏ hơn vây khốn, thật vất vả mới đánh chết nó thoát khốn được, Lục Giản Bác, ngươi bảo chúng ta giết loại quái vật này sao? Trong mắt của hắn đều muốn phun ra lửa, hận không thể lâm trận đào ngũ đi giết Lục Giản Bác. Con nhỏ vừa rồi đã khiến bọn hắn mất hết sức chín châu hai hổ. Đầu hiện giờ rõ ràng lớn hơn gấp mấy lần a, cái này còn đánh thế nào được nữa? Cái gì, các ngươi giết một con nhỏ sao? Lục Giản Bác sửng sốt một chút, sau đó cuồng hỉ nói. Thi thể kia đâu rồi? Thi thể Thiết Lệ đâu? Tên võ đế ngũ tinh kia đang muốn trả lời, đột nhiên mấy cây xúc tu lâm không đánh tới, lập tức cắt đứt đoạn nói chuyện giữa bọn hắn, tất cả mọi người đều vừa đánh vừa chạy, mỗi người đều cực kỳ nguy hiểm. Sắc mặt Lý Vân Tiêu cũng vô cùng âm trầm, Thiết Lệ cực lớn này đích thật là cửu giai trung cấp không sai, nhưng nhất định là tồn tại đỉnh phong trong trung cấp, thần thức hắn quét qua, chỉ còn lại có 6 người, ngoại trừ người phát hiện ra Thiết Lệ trước tiên, lại có 2 người đã bỏ mạng. Lục Giản Bác, Thiết Lệ này căn bản không có khả năng chiến thắng, đánh tiếp thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thứ cho ta không phụng bồi nữa. Tên cường giả võ đế toàn thân cơ bắp kia rốt cục không nhịn được nữa mở miệng nói. Sau đó cũng không đợi Lục Giản Bác đáp ứng, liền hóa thành một đạo quang mang bỏ chạy. Hắn nói như thế,
lập tức đều được mọi người đồng ý, bọn hắn đã sớm muốn chạy rồi, chỉ chờ một người dẫn đầu thôi, lúc này đều nhao nhao nói một tiếng cáo từ, sau đó nguyên một đám thi triển ra độn thuật chạy đi. Sắc mặt Lục Giản Bác cực kỳ khó coi, thực lực đầu thiết lệ này đã vượt xa dự tính của hắn, tuy rằng dùng lực lượng của mình đủ để quần nhau, nhưng muốn giết chết nó trong biển rộng quả thật cực kỳ khó khăn. Mắt thấy nguyên một đám cường giả rời đi, hắn cũng chẳng quan tâm nữa, mà lập lòe mấy cái, liền tới trước người tên võ đế ngũ tinh kia, một phát bắt lấy hắn, lạnh lùng nói. Thi thể thiết lệ vừa rồi các ngươi giết chết đâu rồi? Thân sắc của hắn hoàn toàn đã không còn vẻ tao nhã, bình tĩnh thong dong trước sau như một như trước nữa, trở nên thập phần dữ tợn. Tên võ đế ngũ tinh kia cũng bị bộ dáng hắn dọa sợ, vội hỏi. Bị triệu hoán thú của Lý Vân Tiêu ăn hết rồi. Cái gì, bị triệu hoán thú ăn sao? Lục Giản Bác sửng sốt một chút, lập tức cười rộ lên, cả giận nói. Ngươi cho ta là người ngu sao? Lý Vân Tiêu ở xa trông thấy, thầm nghĩ trong lòng không tốt, lập tức hóa thành một đạo lôi điện phá không mà đi. Muốn chạy trốn. Lục Giản Bác lập tức phát hiện động tác của Lý Vân Tiêu, sắc mặt âm trầm xuống, nhấc tay trực tiếp vỗ một chưởng lên người tên võ đế ngũ tinh kia, một cái trận phù cổ quái ngưng ra trước ngực, tên võ đế ngũ tinh kia không hề phòng bị, như thế nào cũng không nghĩ ra hắn lại đột nhiên ra tay, kinh mạch toàn thân trong nháy mắt bị phong bế. Cái gì, ngươi? Tên võ đế ngũ tinh kia hoảng hốt, đang muốn kinh hô lên, lại bị Lục Giản Bác bắt lấy ném tới chỗ xúc tu thiết lệ đang lao tới. Phanh. Xúc tu thiết lệ đâm vào, chiến y tự động hiển hóa ra hộ thể, tuôn ra một đoàn hào quang kịch liệt, tên võ đế kia không biết sống chết rơi xuống nước biển. Lục Giản Bác hừ lạnh một tiếng, lập tức hóa thành một đạo độn quang, đuổi theo Lý Vân Tiêu, những xúc tu kia tuy rằng dày đặc lợi hại, nhưng không cách nào làm hắn bị thương chút nào. Trong lòng Lý Vân Tiêu đột nhiên trầm xuống, biết rõ không tốt, vội vàng thúc giục lôi điện chi lực đến mức cao nhất trốn đi. Hải thú thiết lệ kia cũng tựa hồ đã nhận ra gì đó, bỗng nhiên bắt đầu nổi giận, từng đạo sóng biển phóng lên trời, toàn bộ mặt biển bỗng nhiên bay lên, nước biển trực tiếp cuốn lên trời, con thiết lệ cực lớn kia cũng ẩn hiện nửa người trong nước biển, phi tốc đuổi theo Lý Vân Tiêu và Lục Giản Bác. Lý Vân Tiêu, ngươi chạy cái gì? Còn không dừng lại cho ta? Lục Giản Bác hiện giờ trong lòng ảo não, đều tự trách mình cho đối phương lôi quyết yếu thuật, hiện giờ độn thuật đối phương còn nhanh hơn mấy phần. Muốn đuổi cũng không kịp. Tiếng cười vui tươi hớn hở của Lý Vân Tiêu truyền tới, nói. Lục tiên sinh sao lại đuổi ta? Ngươi ngừng trước đi rồi ta ngừng. Lục Giản Bác tức giận nói. Quái THSU đằng sau đang đuổi theo, làm sao có thể ngừng? Thi thể tiểu thiết lệ có phải ở trên người ngươi không? Chúng ta tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện đi. Lý Vân Tiêu hô lớn nói. Cần gì thì giờ nói luôn đi, cảm giác rất kích thích đấy. Một khi dừng lại thì không thú vị nữa rồi. Lục Giản Bác xanh mặt, gấp hô. Thi thể tiểu thiết lệ kia có trọng dụng với ta, mong rằng Vân Tiêu công tử cho ta, điều kiện từ từ nói. Lý Vân Tiêu đang muốn mở miệng, bỗng nhiên dị tượng trên bầu trời trở nên càng thêm lăng liệt, sóng biển cơ hồ đỉnh phá trời cao, một cổ khí tức lờ mờ lập tức khuếch tán ra, thoáng cái vạn dặm hải vực đều bị bao phủ trong cổ âm trầm này, đông nghịt khiến lòng người sinh áp lực. Dị tượng kết giới. Không tốt, thiết lệ này bắt đầu phóng thích kết giới rồi. Sắc mặt Lục Giản Bác đại biến, vội la lên. Vân Tiêu công tử, mau đưa thi thể thiết lệ cho ta, ngươi không phải nhìn chúng mấy bảo vật của ta sao? Ta đều cho ngươi, hiện giờ liền giao dịch. Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ động, thiết lệ này có lẽ là trọng bảo, nhưng ít ra hiện giờ đối với hắn mà nói không dùng được, nhưng ba loại bảo vật kia của Lục Giản Bác lại cực kỳ trọng yếu và trân quý. Nếu tâm tính Lý Vân Tiêu không đủ thì đoán chừng sẽ lập tức đáp ứng, nhưng Lục Giản Bác càng vội vã giao dịch, hắn càng thêm hoài nghi, hơn nữa vừa rồi tên võ đế ngũ tinh kia lại bị chính tay hắn ném qua cho thiết lệ, Lý Vân Tiêu đều thấy rõ ràng, biết rõ người này tuyệt không phải hạng lương thiện gì. Lục Giản Bác tựa hồ cũng nhìn ra nghi kỵ chỗ hắn, lo lắng nói. Kết giới của thiết lệ này có chút cảm giác dị tượng thế giới, thập phần nguy hiểm. Mặc dù là ta cũng chưa chắc có nắm chắc có thể nhất định ra ngoài, chúng ta lập tức hoàn thành giao dịch, về sau sinh tử bằng vào bổn sự từng người. Thì ra là thế. Trên mặt Lý Vân Tiêu cũng lộ ra một tia ngưng trọng, loại dị tượng kết giới này khiến hắn cũng cảm nhận được một tia bất an, cười lạnh nói. Nếu ta không thể còn sống đi ra ngoài, muốn những vật kia của ngươi làm gì?
đợi ra khỏi địa lão thiên hoang, mọi người còn sống thì lại giao dịch đi. Lý Vân Tiêu ngược lại tuyệt không lo lắng Lục Giản Bác, đây chính là cường giả ngay cả hắn cũng nhìn không thấu, như thế nào cũng không tin hắn sẽ vẫn lạc ở phiến hải vực này, ngược lại phải lo lắng cho bản thân mình rồi. Sắc mặt Lục Giản Bác còn âm trầm hơn cả bầu trời, hắn đột nhiên ngừng đuổi theo, lấy ra một vật lâm không ném ra ngoài, không ngừng xoay tròn trước người, nó là một thứ hình chữ nhật, càng lúc càng lớn, đảo mắt đã hóa thành cánh cửa cao đến 2 mét, quanh thân không ngừng có ánh sáng màu xanh chớp động. Hắn nhẹ nhàng điểm ra một ngón tay, cánh cửa kia trực tiếp mở ra, bên trong một mảnh trắng xóa. Cánh cửa này dựng giữa biển rộng, tản mát ra hào quang yếu ớt, tùy thời sẽ bị dị tượng thiên địa cắn nuốt sạch, lộ ra đơn bạc mà cô lập. Thần sắc Lục Giản Bác dần dần bình tĩnh lại, khôi phục lại loại phong khinh vân đạm trước kia, giơ chân lên bước vào cánh cửa kia, thân ảnh lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Lý Vân Tiêu một mực đều chú ý đến động tác Lục Giản Bác. Vừa thấy thế liền kinh hãi, sợ hãi nói. Không gian chi môn. Huyền khí không gian chính là một bộ phận luyện chế tinh vi và phức tạp nhất trong thuật đạo, nếu như chỉ là mở ra một không gian bất động, như là túi chữ vật và nhẫn chữ vật, vậy thì rất đơn giản, đã có quá trình cố định, chỉ cần là thuật luyện sư tam giai liền có thể làm được. Nhưng nếu lại hướng lên nữa thì cực kỳ khó khăn, loại không gian chi môn này chỉ đại thuật luyện sư cửu giai đỉnh tiêm mới có thể luyện thành công. Coi như là Lý Vân Tiêu kiếp trước muốn luyện chế, nắm chắc cũng cực thấp. Huyền khí siêu phẩm sở dĩ khoáng cổ tuyệt kim, cũng là vì cách luyện chế không gian ngăn trở, không cách nào tự thành thế giới. Phanh! Xúc tu của thiết lệ hải thú trực tiếp đuổi theo, thoáng cái đã đánh nát cánh cửa dựng giữa biển rộng kia, khiến nó tuôn ra một đoàn hào quang. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, bất quá loại không gian chi môn này phần lớn đều là vật tiêu hao, thần sắc hắn có chút trở nên ngưng trọng. Trầm tư nói. Chẳng lẽ dị tượng kết giới của thiết lệ lại khủng bố như thế, dùng thực lực Lục Giản Bác cũng phải mở ra không gian chi môn mới có thể chạy đi. Ngay khi hắn hồ nghi, đột nhiên một cổ nguy hiểm tiếp cận tử vong nổi lên trong lòng, loại cảm giác khủng bố bất lực này khiến hắn lập tức như rớt vào hầm băng. Kim thân pháp tướng. Loại cảm giác nguy hiểm này cũng không biến đến từ phương nào, Lý Vân Tiêu đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức hiển hóa ra ba đầu sáu tay. Toàn thân kim quang phụ thể. Sau đó Ma Thiên Khải phá thể mà ra, trước người hiển hóa ra thật thể chiến y, đại bi mộ vân kính cũng đồng thời biến lớn, bắt đầu diễn biến kính trận. Phanh! Kính trận của mộ vân kính còn chưa diễn biến ra, lập tức đã nghiền nát, toàn bộ bảo kính mất hết hào quang. Ma Thiên Khải cũng bị một cổ cực lực trùng kích, trực tiếp bị chấn về trong cơ thể, sau đó một đạo nhân ảnh rơi xuống, năm ngón tay khô gầy như củi chụp tới người hắn. Lý Vân Tiêu hoảng hốt, một đạo đao mang lập tức bay ra, thiên thu bá đao hiển hóa ra thì biệt thật thể, ngang trời chém tới. Phanh! Bàn tay khô gầy kia dùng tốc độ vô cùng nhanh đập vào trên đầu thi biệt, trực tiếp đánh nó về đao hình, tiếp tục chộp tới người Lý Vân Tiêu, mà chủ nhân cánh tay kia lúc này mới lộ ra dung nhan, đúng là Lục Giản Bác vẻ mặt bình tĩnh mà lạnh lùng. Thì ra hắn sử dụng không gian chi môn không phải là để chạy trốn, mà là muốn bắt Lý Vân Tiêu. Giờ phút này trên bốn cánh tay khác cũng có hào quang lượn vòng, từng đạo pháp quyết đánh ra, lôi chùy và hoàng chiêu chung cùng nhau đánh xuống, chín chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm cũng đã kết xuất kiếm trận, một thanh kiếm hình thật lớn lâm không chém xuống. Hừ, quả nhiên có chút thần thông, khó trách thành chủ thành Hồng Nguyệt lại đề cao ngươi như thế. Sắc mặt Lục Giản Bác biến hóa, lại không có chút bối rối nào cả, năm ngón tay liên tục điểm ra, một đạo quang mang trực tiếp đánh lên lôi chùy. Những lôi quang chi quang kia lập tức bị phong bế, hoàn toàn không cách nào kích phát ra được. Sau đó một đạo chỉ mang đánh ên hoàng chiêu chung lên, thanh âm rung động kịch liệt chấn động, quét ngang mà ra, khiến Lục Giản Bác nhướng mày, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt thôi. Sau đó một quyền đánh ra khiến hoàng chiêu chung bay ra ngoài, mà giờ khắc này một kiếm cửu thiên lãm nguyệt rơi xuống, kiếm đồ cũng khốn nhập hắn vào trong. Kiếm trận này có chút môn đạo, đáng tiếc quá yếu. Lục Giản Bác lâm không đánh ra một quyền, kiếm hình cực lớn bá tuyệt vô thất bắt đầu vặn vẹo trên không, phanh một tiếng liền nứt vỡ mất. Chín thanh trường kiếm lập tức lượn vòng, huyễn hóa ra kiếm vũ, nhao nhao chém xuống. Lý Vân Tiêu cũng thừa lúc này một bên bấm niệm pháp quyết kiềm chế đối phương, một thối lui ngược về phía thiết lệ, hắn muốn mượn nhờ lực lượng thiết lệ để chống lại Lục Giản Bác. Không nên vùng vẫy vô vị, giờ ta muốn lưu ngươi một mạng, cho nên mới hạ thủ lưu tình. Nếu không dùng thực lực võ đế thất tinh đỉnh phong của lão phu,
ngươi làm sao có thể tiếp được một chiêu? Sắc mặt Lục Giản Bác lạnh như băng, kiếm vũ đầy trời kia căn bản không đủ nhìn, hắn trực tiếp đứng chắp tay, bước ra một bước, toàn bộ không gian đều chấn động, những kiếm vũ kia nhao nhao rơi xuống, lại không thể đến gần người hắn. Lý Vân Tiêu né tránh mấy đạo xúc tu thiết lệ đánh tới, tam mục cùng mở, hóa thành một mảnh huyết sắc, đồ án không đồng nhất, bắt đầu thi triển ra công kích tinh thần, trực tiếp nhảy vào trong đầu thiết lệ kia. Chỉ có thể thử một lần, nếu không được cũng chỉ có trốn vào trong giới thần bi, Lục Giản Bác này tự báo thực lực, mới chỉ thất tinh đỉnh phong, ngược lại không cần lo lắng hắn có thể phá vỡ thế giới chi lực. Bình thường hải thú thực lực siêu tuyệt chỉ số thông minh cũng sẽ cực cao, nhưng thiết lệ này tựa hồ chỉ số thông minh cực thấp, yêu thú như vậy thường thường tinh thần lực không mạnh, rất dễ dàng bị khống chế, huống chi hắn còn có Nguyệt Đồng cường đại dị thường. Ngao! Thiết lệ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời kêu to lên, thanh âm bi thiết thê lương, hơn nữa trong đó còn mang theo một tia hoảng sợ và sợ hãi, cả thân thể khổng lồ rõ ràng run rẩy thoáng một phát. Lý Vân Tiêu đột nhiên đại hỉ, tinh thần trùng kích của hắn chẳng qua chỉ thoáng trở ngại, lập tức đã đột phá qua, trực tiếp xâm nhập vào đại não và linh hồn đối phương. Cảm xúc luống cuống kia của thiết lệ tựa hồ dần dần lắng xuống, xúc tu đầy trời cũng toàn bộ ngừng trên không trung bất động, chỉ có các giác hút trên đó vẫn đang khẽ hô hấp lấy. Lý Vân Tiêu ngoài cuồng hỉ cũng thấy kinh ngạc vạn phần, hải thú này dù sao đẳng cấp cực cao, cho dù tinh thần lực không được, nhưng cũng sẽ không dễ dàng bị khống chế như vậy chứ. Lúc mình thi triển ra Nguyệt Đồng, trong linh hồn đối phương tựa hồ sinh ra sợ hãi thật lớn, bởi vậy mới thuần phục. Ân, chuyện gì xảy ra? Trong đầu Lục Giản Bác cách đó không xa đột nhiên nổi lên dấu chấm hỏi, thiết lệ về sao lại đột nhiên liền yên tĩnh, mà Lý Vân Tiêu kia cũng trở nên bất động rồi. Một màn kia dị trước mắt này khiến trong lòng Lục Giản Bác nổi lên cảm giác bất an. Hắn bất giác ngẩng đầu lên, nhìn vào ánh trăng màu đỏ như máu trên bầu trời kia. Nó như một con ngươi cực lớn đang lạnh lùng theo dõi hắn, khiến toàn thân hắn không khỏi run lên. Siêu siêu siêu. Tất cả xúc tu trên đầu thiết lệ bỗng nhiên toàn bộ bắn lên, nguyên một đám dựng thẳng trên không trung, tản mát ra lực lượng bành trướng, hiện lên hình nửa vòng tròn lâm không mở ra. Sắc mặt Lục Giản Bác đại biến, chân tiến lên trước đột nhiên ngừng lại, hắn tuy rằng không biết xảy ra biến cố gì, nhưng chỗ mà những xúc tu kia tập trung vào chính là hắn. Lý Vân Tiêu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đừng nói với ta là thiết lệ này đã bị ngươi khống chế đấy. Lúc hỏi ra những lời này, trong lòng Lục Giản Bác càng dâng lên bất an cực lớn, tuy rằng lý trí khó mà tin được, nhưng tất cả nhìn thấy trước mắt lại vô cùng có khả năng là thật. Vèo! Thân ảnh Lý Vân Tiêu bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp thuấn di đến trên không thiết lệ, chậm rãi xoay người lại, con ngươi trong con mắt thứ ba cũng hóa thành hình dạng cổ quái. Mà hai mắt trái phải càng lộ ra một mảnh huyết hồng. Đồng thuật, hai con ngươi màu đỏ kia là. Lục Giản Bác tâm thần đại chấn, phảng phất như bị người đập một búa vào ngực, giẫm trên mặt biển liên tiếp lui về phía sau, đạp 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 tóe lên một đường bọt nước. Hai con ngươi Lý Vân Tiêu hiện giờ tựa như luân huyết nguyệt trên bầu trời kia vậy, phi thường yêu dị, trong mắt sát ý đại thịnh, lạnh giọng nói. Cho tới bây giờ, người thấy qua Nguyệt Đồng của ta, không phải bằng hữu thì chính là người chết. Trên trán Lục Giản Bác chảy xuống mồ hôi lạnh, hắn rốt cục thất thố rồi, phong độ khí định thần nhàn đều bị quét sạch, thân thể cũng vì kinh hoàng quá độ mà không nhịn được run lên. Nguyệt Đồng, thật là Nguyệt Đồng, quả nhiên là Nguyệt Đồng, điều này sao có thể? Cổ Phi Dương đã vẫn lạc, trên đời sao lại còn Nguyệt Đồng được? Khó trách thiết lệ này lại bị ngươi khống chế, ngươi hiện giờ là Lý Vân Tiêu, hay là Nguyệt Đồng? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Những cái này ngươi không cần phải biết. Đã rất lâu không được thỏa thích thi triển Nguyệt Đồng chi lực rồi. Lục Giản Bác, hào hào mà hưởng thụ một phen đi. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, ba con mắt cũng lộ hoa văn bất đồng, một cổ tinh thần lực rất mạnh đánh thẳng vào, lấy Lý Vân Tiêu làm trung tâm, toàn bộ biển cả cũng bắt đầu biến hình, hóa thành một mảnh hắc ám vô tận. Hắc ám nhanh chóng lan tràn, những nơi đi qua tất cả ánh sáng đều biến mất, chỉ còn lại thân ảnh lạnh nhạt kia, còn có thân thể khổng lồ của thiết lệ nữa. Cải thiên hoán địa, nghịch chuyển thì không. Lục Giản Bác giật mình, rốt cuộc không cách nào bình tĩnh nữa, dưới chân dẫm mạnh, tạc ra một đoàn bọt nước, cả người bỗng nhiên bay về phía sau, nhưng tốc độ hắn có nhanh hơn nữa, cũng không nhanh bằng đồng thuật của Lý Vân Tiêu, một ý niệm, ngay lập tức vạn giảm, nháy mắt trăm năm. Toàn bộ biển cả toàn bộ biến mất, hóa thành một mảnh không gian hắc ám vô cùng vô tận,
trong đó chỉ còn lại Lý Vân Tiêu, Thiết Lệ, còn có Lục Giản Bác, không còn thứ gì khác. Mà trên không gian hắc ám, luân huyết nguyệt kia vẫn treo trên cao, tựa hồ ẩn chứa lãnh mang và mỉa mai vô tận, bao quát lấy tất cả tánh mạng hèn mọn ở bên dưới. Khuôn mặt Lục Giản Bác hiện giờ muốn khó coi bao nhiêu liền có bấy nhiêu, cả người đều vặn vẹo cơ hồ muốn biến hình, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi không phải Lý Vân Tiêu, ngươi rốt cuộc là ai? Bộ dáng Lý Vân Tiêu hiện giờ khủng bố dị thường, ở bốn phía hai mắt đều lộ ra gân xanh lộ, lan tràn cả nửa gương mặt, mà tóc trên đầu cũng tán loạn phủ trên vai, không gió mà bay, bắt đầu phiêu đãng ở sau lưng, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nào cả. Lục Giản Bác nhìn bộ dạng của hắn, trong nội tâm càng ngày càng sợ, vội vàng nói. Không cần biết ngươi là ai, hiện giờ đã sắp bị Nguyệt Đồng khống chế rồi, tranh thủ thời gian dẫy dụa ra, nếu không sẽ trễ đấy. Lý Vân Tiêu có chút ngẩng đầu lên, hai mắt trống rỗng khiến lòng người rung động kia liếc nhìn Lục Giản Bác, lạnh lùng nói. À, xem ra ngươi hiểu Nguyệt Đồng rất rõ à. Lục Giản Bác bị ánh mắt yêu dị trống rỗng nhìn một cái, lập tức cảm giác như là rơi vào vực sâu không đáy, không tự chủ được sinh ra một cổ sợ hãi cực lớn, theo sợ hãi kia lan tràn, hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình chẳng biết lúc nào vậy mà đang không ngừng hạ xuống, thật sự lọt vào vực sâu không đáy, vĩnh viễn rơi không ngừng. Lục Giản Bác giật mình, biết rõ mình đã trúng ảo thuật, hắn kiềm chế khiếp sợ trong lòng, dốc sức liều mạng vận chuyển nguyên lực, bắt đầu quy nguyên thủ nhất, trấn thủ linh đài, sau một lát, mới rốt cục thoát ra khỏi rơi xuống vô tận kia, nhưng đã kinh hãi đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh rồi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn một cái, du du nói. Vốn tưởng rằng còn phải mượn nhờ lực Thiết Lệ mới có thể chống lại ngươi, hiện giờ xem ra rất nhẹ nhàng a. Ở trong địa lão thiên hoang này, Nguyệt Đồng chi lực của ta vậy mà có thể tăng cường không chỉ gấp 10 lần, cho dù ngươi là võ đế thất tinh đỉnh phong, cũng khó thoát khỏi cái chết. Thiết Lệ kia đột nhiên động, Lâm Không Dương tất cả xúc tu nhao nhao đánh xuống, như vạn đạo mũi tên, phô thiên cái địa. Lục Giản Bác liếm lấy bờ môi khô khốc, biết rõ mình đã lâm vào trong nguy cơ thật lớn, địa lão thiên hoang này vốn là cố hương của Nguyệt Đồng, ở chỗ này Nguyệt Đồng chính là tồn tại trí cao vô thượng, vạn vật đều thần phục. Phân thần trong nháy mắt này, Lục Giản Bác đang muốn né tránh vô số xúc tu công kích đến kia, lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình không thể nhúc nhích được nữa, nhìn kỹ qua, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, chẳng biết lúc nào thân thể của mình vậy mà biến thành một cái bia vẽ đầy vòng tròn đồng tâm. Lúc lần nữa ngẩng đầu lên, xúc tu đầy trời đã hoàn toàn biến thành mũi tên, rậm rạp chằng chịt phủ kín toàn bộ không gian. Bất động vương quyền, khí chấn cửu tiêu. Lục Giản Bác hét lớn một tiếng, trên thân thể đột nhiên tuôn ra một đoàn kình khí màu xanh, hình thành một đạo cương phòng gào thét bốn phía, ngăn trở lấy toàn bộ mũi tên rậm rạp chằng chịt kia. Hắn đồng thời hét lớn. Lý Vân Tiêu, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta dừng lại từ từ nói chuyện. Ta từ đầu đã khắp nơi hạ thủ lưu tình với ngươi, hơn nữa còn truyền cho ngươi lôi quyết, không cần phải tuyệt tình như thế. Ha ha, ta cũng không muốn giết ngươi đâu, nhưng ai bảo ngươi biết ta có Nguyệt Đồng chứ, ngươi không chết, lòng ta khó bình an a. Thanh âm Lý Vân Tiêu truyền đến, Thiết Liệt trực tiếp vọt thân thể lên, giơ tay lên cái càng lớn trong tay kẹp kẹp tới như cây kéo, muốn cắt đứt tấm bia kia. Trên bia đột nhiên phun ra đại lượng khí tức màu xanh. Tựa hồ đang chống cự Nguyệt Đồng chi lực, thân thể Lục Giản Bác cũng dần dần biến ảo trở về, sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy, trong tay bỗng nhiên có một đạo kim quang chói mắt vọt lên tựa hồ tạo ra tất cả dị trạng. Một thanh trường kiếm màu vàng phá thể mà ra, bên người Lục Giản Bác hiện ra một vòng liệt nhật, một kiếm lâm không chém lên. Phanh! Kim kiếm kia chạm vào càng lớn của Thiết Lệ, cả người Lục Giản Bác bị đánh bay ra vài trăm mét, tuy rằng trên lực lượng kém cách xa, nhưng cũng không bị tổn thương gì. Thần sắc Lý Vân Tiêu trở nên ngưng trọng, mặc dù Nguyệt Đồng chi lực của mình đã được diễn sinh tăng cường rất nhiều, nhưng đối phương dù sao cũng là võ đế thất tinh đỉnh phong, hơn nữa kim kiếm trong tay trong là tuyệt vật phi phàm, muốn giết hắn sợ rằng nhất thời khó mà làm được, hơn phân nửa là một hồi đánh lâu dài rồi. Nhưng hắn đã nổi lên sát cơ, nhất định phải dồn đối phương vào chỗ chết. Đồng thuật, Nguyệt Dương. Thần sắc Lý Vân Tiêu lạnh lùng, nghiêm nghị quát, một vòng hào quang liệt nhật như dương tràn ra từ trong hai đồng tử của Hươn, mà ngay cả Thái Cổ Thiên Mục cũng không chịu nổi Nguyệt Đồng chi lực này nữa, lập tức khép kín lại. Giờ phút này bên cạnh hắn hiện ra vô số bóng dáng như nhật như nguyệt, một mảnh kim quang sáng lạn, một đạo cự luân kim sắc từ phía sau bay lên,
như thần linh chi viên luân quang minh, trong đó lại có thế giới diễn biến. Lục Giản Bác giật mình, hoảng sợ kêu lên. Đồng thuật Nguyệt Dương, Khuy Thiên đồng thuật của Cổ Phi Dương, người rốt cuộc là ai? Vốn trong không gian ảo thuật này hắn đã khắp nơi bị quản chế, giờ phút này Nguyệt Dương vừa ra, càng khiến tâm thần hắn đại chấn, thậm chí ngay cả tín niệm đánh một trận cũng bắt đầu có dấu hiệu sụp đổ, mà ngay khi hắn thất thần, đột nhiên phát hiện mình vậy mà biến thành một cái bồn cầu, không cách nào nhúc nhích. Luân đồng chi viên quang kia bay lên, phảng phất thiên đạo chi uy, cuồn cuộn mà đến, muốn nghiền áp tất cả. Giờ phút này Thiết Lệ cũng bị triệu hoán, gào thét lớn giơ lên hai cái kìm sắt lớn, ngang trời chạy như bay đến, phóng tới chỗ bồn cầu kia. Lục Gian Bác dâng lên khủng hoảng cực lớn, sinh tử một đường, tiềm năng suốt đời của hắn trong nháy mắt này đều bộc phát, trên bồn cầu bỗng nhiên hiện ra bóng dáng một chuôi kim kiếm, một hóa thành hai, hai hóa thành ba, lập tức khắp kiếm ảnh khắp trời hộ ở quanh thân, phát ra lực lượng cực kỳ cuồng bạo. Kiếm bạo. Hai mắt Lục Giản Bác cũng đỏ bừng, cảm xúc chấn động khiến toàn bộ bồn cầu đều chấn động lên, vào thời khắc này hắn đánh bạc bổn mạng huyền khí của mình, liều mạng không cần bảo kiếm cũng muốn chém ra một đường sinh cơ. Ầm ầm. Vạn thiên kiếm ảnh nhao nhao đâm ra, lâm không nổ bung, toàn bộ không gian ảo thuật hắc ám cũng bắt đầu nứt vỡ, lộ ra thế giới bên ngoài. Thiết Lệ kia dưới vạn kiếm tự bạo liền biến công làm thủ, không ngừng có bóng kiếm đánh lên nổ tung trên người nó, chấn tiếng vang bang bang khiến nó không ngừng lui về phía sau. Mà vòng Nguyệt Dương viên quang kia của Lý Vân Tiêu bị kiếm khí bạo tạc trùng kích cũng đình chỉ nghiền áp về trước, hơn nữa không ngừng bị áp chế trở về. Bộ phận không gian ảo thuật bị phá, bồn cầu biến trở về Lục Giản Bác, sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt, một bên thừa nhận lấy cắn trả do kim kiếm tự bạo mang đến, một bên liều mạng hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, theo tàn ảnh thủ ấn đầy trời xuất hiện, bên cạnh hắn bắt đầu hiện ra màu hồng nhạt, như yên như sương vụ, bảo phủ hắn vào trong đó. Ầm ầm. Theo một ít kiếm khí cuối cùng nổ bung, Lý Vân Tiêu cũng đã nhận lấy trùng kích cực lớn, dị tượng Nguyệt Dương lập tức biến mất, một con mắt lập tức khép lại. Đã bị ảnh hưởng thật lớn, mà luân huyết nguyệt trên bầu trời cũng tựa hồ mờ đi một ít. Lý Vân Tiêu, Sơn Thủy có ngày gặp lại, chuyện hôm nay ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, ngày khác hoàn trả gấp trăm lần. Thanh âm Lục Giản Bác vang lên, chỉ thấy hắn sương mù hồng nhạt quanh thân hắn ngày càng nhiều, mà bóng người lai dần dần trở thành nhạt đi. Lý Vân Tiêu kinh hãi, sắc mặt tái nhợt khó coi dị thường, cắn răng nói. Phấn sắc tinh trần. Đúng là phấn sắc tinh trần trên đại hải, có thể sinh ra không gian thông đạo, lập tức truyền tống bất định hướng. Phốc, nhìn xem thân thể Lục Giản Bác biến mất trước mắt mình, Lý Vân Tiêu rốt cục không nhịn được nữa phun ra một búng máu, ba con mắt đồng thời nhắm lại, trận chiến này tiêu hao quá lớn, cả người lập tức liền uể oải. Lai lịch Lục Giản Bác này quá thần bí rồi, không chỉ có được rất nhiều trọng bảo, mà ngay cả không gian chi môn và phấn sắc tinh trần cũng có. Mà mình kiếp trước rõ ràng lại chưa nghe qua hắn. Thân hình Lý Vân Tiêu rơi xuống từ trên bầu trời, ba một tiếng rơi tại trên mặt biển, hai chân trực tiếp đứng vững trên sóng cả, thân thể theo nước biển nhộn nhạo mà cũng phập phồng lên xuống, sắc mặt tái nhợt cực kỳ khó coi. Thiết Lệ kia giờ phút này đang lơ lửng trên không trung, vẫn không nhúc nhích, những xúc tu kia chậm chạp đung đưa qua lại, tựa hồ như một loại phản ứng thần kinh bản năng vậy. Một hồi về sau, Thiết Lệ mới dần hồi phục lại. Nhưng lại tựa hồ cực kỳ sợ hãi Lý Vân Tiêu, chậm rãi phi hành một đoạn trên không trung mới vọt nhanh vào mặt biển, nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh. Lý Vân Tiêu trơ mắt ếch ra nhìn nó rời khỏi, dùng lực lượng hắn hiện giờ, căn bản không có cách nào phát động Nguyệt Đồng bắt lấy nó, tuy rằng đáng tiếc, nhưng cũng coi như đã an toàn. Hắn tiện tay ném ra một chiếc chiến hạm Hổ Vương, nhảy lên, đang muốn rời đi, đột nhiên một đạo thanh âm yếu ớt truyền đến, đúng là tiếng kêu cứu. Thần thức Lý Vân Tiêu tản ra, lập tức phát hiện xa xa một bóng người đang chìm nổi bất định trên mặt biển, đúng là tên võ đế ngũ tinh cùng hắn đối phó Tiểu Thiết Lệ lúc trước, sau khi bị Lục Giản Bác ám toán ném ra, bị trúng một kích của Thiết Lệ vậy mà lại không chết. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra một chút do dự, sau khi tự đánh giá một chút mới điều khiển chiến xa qua, trực tiếp dừng mặt nước, để tên cường giả võ đế kia bò lên. Đa tạ đại ân Vân Tiêu công tử. Đợi ra khỏi địa lão thiên hoang này, tại hạ tất có hậu báo. Người nọ vẻ mặt cảm kích, nằm trên chiến xa thở hổn hển, dần dần khôi phục bình tĩnh, có chút xấu hổ nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Vân Tiêu công tử có thể ban thưởng chút ít đan dược không,
nhẫn chữ vật của ta đã bị chấn nát dưới một kích kia rồi, tất cả vật phẩm bên trong toàn bộ đã tiêu tán trong không gian hư vô, sau khi rời khỏi đây ta sẽ hoàn trả gấp trăm lần. Tựa hồ sợ Lý Vân Tiêu không tin, hắn vội vàng nói rõ thân phận của mình, nói. Ta chính là trưởng lão Thác Thiên Vũ Lâu Đặng Vũ Phong, lệnh bài của ta cũng đã mất theo nhẫn chữ vật rồi, nếu không nhất định có thể chứng minh thân phận. Hoàn trả gấp trăm lần thật sự có chút lớn rồi, nếu Lý Vân Tiêu cho hắn mấy miếng đan dược cửu giai, vậy hắn chẳng phải trả mấy trăm miếng sao. Nhưng giờ phút này sống chết trước mắt, bất kỳ vật gì cũng không quan trọng bằng mạng sống, mặc dù khiến hắn táng ra bại sản cũng rất đáng giá. Thác Thiên Vũ Lâu ở thiên võ giới cũng coi như là tồn tại thượng đẳng, Lý Vân Tiêu cũng biết một hai. Hắn trực tiếp ném ra một ít đan dược chữa thương hồi khí cho hắn, lạnh nhạt nói. Hồi báo dễ tính, ngươi có biết lai lịch Lục Giản Bác kia không? Đặng Vũ Phong nghe xong cái tên này, lập tức lộ ra vẻ mặt vẻ ngoan lệ, nghiến răng nghiến lợi nói. Thù này ta nhất định phải báo. Hắn cực kỳ giận dữ, sau một lúc mới dần dần bình phục tâm tình, lắc đầu nói. Ta cũng chỉ biết người này tại phường thị thành Hồng Nguyệt, bị một khối tử mẫu lục thạch đả động, bởi vậy nên mới đi cùng. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Tử mẫu lục thạch dùng để luyện chế tử mẫu ngọc thanh đan sao? Quả thật đáng cho ngươi xuất thủ. Trên mặt Đặng Vũ Phong lộ ra vẻ thập phần thương tiếc, nói. Đáng tiếc thứ đó cũng mất theo nhẫn chữ vật rồi. Lý Vân Tiêu nói. Đồ vật dù sao chỉ là vật ngoài thân, ngươi có thể còn sống sót đã là vạn hạnh rồi. Đặng Vũ Phong trầm tư một hồi, mới nói. Lục Giản Bác kia tuy rằng thân phận quỷ bí, nhưng lại có được nhiều bất thế chi vật như vậy. Sau lưng tất nhiên có chỗ dựa, chẳng biết tại sao ta chung quy luôn có cảm giác, cảm thấy hắn hẳn là người thương minh, có lẽ là loại khí chất kia trên người hắn khiến ta cảm thấy vậy a. Thương minh. Lý Vân Tiêu đồng tử có chút co rụt lại, bắt đầu tính tư, cũng không nhìn ra biểu lộ gì cả. Đặng Vũ Phong cũng không nói thêm gì nữa, mà trực tiếp ngồi xếp bằng xuống điều tức tính dưỡng, cũng may linh khí trong địa lão thiên hoang dồi dào kinh người, tốc độ khôi phục của hai người cũng cực nhanh. Mấy ngày sau, Lý Vân Tiêu đã khôi phục toàn bộ khí lực, tốc độ Đặng Vũ Phong tuy rằng không kinh khủng như vậy, nhưng cũng khôi phục thất thất bát bát, trên mặt cũng dần dần khôi phục lại loại thần thái tự tin lúc trước. Hắn khiếp sợ nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Công pháp thôn phệ thiên địa linh khí kia của Vân Tiêu công tử quá mức đáng sợ rồi, chẳng biết có thể truyền thụ không. Dù bao nhiêu ta cũng đồng ý trả. Hắn thân là võ đế ngũ tinh, mỗi khi hô hấp, thiên địa linh khí phun ra nuốt vào còn kém xa Lý Vân Tiêu, thậm chí căn bản không cách nào so được, một cái là gà con mổ thóc, một cái là con voi cấp nước, hoàn toàn cách biệt. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, chẳng qua chỉ là thô nuốt nát nhả mà thôi, công pháp này tuy rằng số lượng phun ra nuốt vào nhiều, nhưng chính thức sử dụng được lại cực nhỏ, chưa hẳn thích hợp với Vũ Phong huynh. Công pháp thổ nạp nguyên khí quả thật hóa cho mình dùng chính là mấu chốt. Nhưng như thổ nạp chi pháp thần kỳ như Lý Vân Tiêu, nếu không có khẩu quyết chuyển hóa tương ứng, Đặng Vũ Phong nhất định là không tin, biết rõ đây chỉ là lý do, nhưng độc môn bí kỹ, mặc cho ai cũng sẽ không chịu truyền thụ, huống chi là loại công pháp đẩy nhanh tốc độ tu luyện này, quả thực chính là vật báu vô giá. Thì ra là thế, bất quá Vân Tiêu công tử có thể trở thành nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân, công pháp này chắc hẳn cũng có công lao không thể bỏ qua a. Đặng Vũ Phong thăm dò hỏi. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mí mắt đột nhiên có chút nhảy dựng, nói. Đã đến, đã thấy được lục địa rồi. Đặng Vũ Phong vội bước tới thành thuyền nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, thở dài ra một hơi, nói. Trên lục địa quả thật an toàn hơn nhiều. Hai người một đường tới cũng gặp phải không ít hải thú xâm nhập, cũng may thực lực hai người đều đủ cao. Một đường chém giết không ít hải thú đê giai, thậm chí còn có tồn tại bát giai, mà gặp phải cửu giai tự nhiên là nghĩ biện pháp tránh va chạm chính diện, dùng chạy trốn làm chủ. Một đường tới, yêu đan hải thú cũng không ít, đều là nguyên liệu cực kỳ chân quý trong thuật luyện. Đặng Vũ Phong niệm tình cứu mạng của Lý Vân Tiêu nên không cần, tất cả đều cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười nói, ta nghe người ta nói, trong địa lão thiên hoang. Trên lục địa còn nguy hiểm hơn trên biển nhiều nha. Đặng Vũ Phong nghiêm mặt nói. Ta cũng nghe nói thế, hung thú trên lục địa rất nhiều, nhưng ít ra thực lực sẽ không khoa trương như hải thú, trong cùng giai vậy mà lại mạnh hơn nhiều như vậy.
Lý Vân Tiêu cười nói. Đó là chúng bằng vào ưu thế tự nhiên từ biển cả, có tác dụng tăng cường rất lớn đối với yêu lực. Không biết sau khi đến lục địa, Vũ Phong huynh định thế nào? Đặng Vũ Phong nói. Mục đích chủ yếu ta vào địa lão thiên hoang chính là vì tử mẫu lục thạch kia, hiện giờ đã thành không, hơn nữa cơ hồ tổn thất đến táng ra bại sản rồi, ta cũng không ý nghĩ gì cả, định tùy tiện tìm một nơi an toàn tu luyện thời gian còn lại là được rồi. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Như thế cũng tốt, ở đây tu luyện hơn 10 ngày, cũng sánh được với một năm nửa năm ở bên ngoài rồi. Kỳ thật đối với cường giả như Đặng Vũ Phong mà nói, tiến vào địa lão thiên hoang chỉ để tu luyện thì hoàn toàn không cần, dùng thân phận bọn hắn trong tông môn của mình đều sẽ có đại lượng nguyên thạch cực phẩm cung ứng, thậm chí nguyên đan cũng có, hoàn toàn tu luyện hoàn toàn không kém hơn trong tiên cảnh. Hắn trước kia đã làm xong kế hoạch thám hiểm, nhưng chỉ có điều bị Lục Giản Bác hãm hại một phen, thiếu chút nữa đã bỏ mạng, lại sống sót sau tai nạn nên giờ đã có chút nản lòng thoái chí, chỉ muốn tìm một nơi an toàn yên tĩnh tu luyện. Không biết Vân Tiêu công tử định thế nào? Đặng Vũ Phong hỏi. Lý Vân Tiêu không e dè nói. Ta ý định đi về hướng Đông Nam. Hướng Đông Nam dấu lớn. Đặng Vũ Phong nhíu mày, đột nhiên nói ra. Lúc trước ta cũng có kế hoạch tìm tòi hướng Đông Nam, chỉ là hiện giờ không muốn đi nữa. Vốn có một bộ địa đồ đơn sơ, bên trong miêu tả một chỗ di tích tàn chỉ, cũng đã bị phá hủy theo nhẫn chữ vật. Nếu là Vân Tiêu công tử có hứng thú thì ta có thể vẽ lại địa đồ cho. À, ta rất có hứng thú. Lý Vân Tiêu không khách khí nói. Đặng Vũ Phong lấy ra một ngọc giản còn trống, đặt trên trán, dùng thần thức ghi chép lại địa đồ trong đầu vào trong, đưa trả cho Lý Vân Tiêu, nói. Đây là tin tức mà đám tiền bối trong tông ta sau nhiều lần tiến vào địa lão thiên hoang, thông qua không ngừng tập hợp mà có được, phần lớn là triển khai chung quanh phiến di tích kia. Chỉ là căn cứ theo miêu tả trên điển tịch tông môn, chung quanh có không ít yêu thú lợi hại chiếm giữ, tồn tại cửu giai cũng không ít, Vân Tiêu công tử phải cẩn thận đấy. Lý Vân Tiêu dùng thần thức đảo qua ngọc giản kia, lập tức ghi nhớ lấy, cười nói. Đa tạ Vũ Phong huynh rồi. Đặng Vũ Phong khẽ cười nói. Ân cứu mạng ta còn chưa tạ, Vân Tiêu công tử quá khách khí rồi. Trong lúc hai người nói chuyện, chiếm hạm hổ vương đã bay đến trên đất bằng, trực tiếp ngừng lại. Đặng Vũ Phong ôm quyền nói. Cáo từ, đợi sau khi ra khỏi địa lão thiên hoang, Vân Tiêu công tử nhất định phải tới ta Thác Thiên Vũ lâu làm khách đấy, nếu không là xem thường Đặng Vũ Phong ta rồi. Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, đang muốn khách khí vài câu, bỗng nhiên sắc mặt hai người đều đại biến. Xa xa truyền đến chấn động kịch liệt, cả vùng đất phía dưới tựa hồ có cự vật di chuyển, bước chân cũng không nhanh, nhưng mỗi một cái đều kinh thiên động địa, đi được rất xa. Có yêu thú. Hai người liếc nhau một cái, đều có tâm tư giống nhau. Yêu thú trong địa lão thiên hoang này có trời mới biết thực lực thế nào, không cẩn thận sẽ vẫn lạc ngay, hai người đều cẩn thận vạn phần. Đột nhiên một đạo âm thanh cực kỳ chói tai phá không truyền đến, hình như là huýt sáo, nhưng chỉ nghe sơ qua màng tai đã vỡ tan, trực tiếp chảy ra máu tươi, hơn nữa khí huyết toàn thân chấn động, ngực thở ra một hơi, muốn thổ huyết. Ngay sau đó ở xa xa đại địa không ngừng run rẩy, cuồng bạo chi khí xa xa chấn động tới, vậy mà thổi khiến chiến hạm hổ vương của bọn hắn trượt ra xa mấy ngàn thước trên không, lui thẳng đến mặt biển, vẫn còn lay động không thôi. Nước biển cũng bị cổ lực lượng này trùng kích, thủy triều trực tiếp nghịch thế mà chảy, từ bên ngoài hướng vào trong mà đi, một lớp đón lấy một lớp, bài sơn đảo hải. Sắc mặt Đặng Vũ Phong đại biến, cười khổ nói. Vân Tiêu công tử nói không sai. Yêu thú trên lục địa tựa hồ càng thêm hung mãnh. Lý Vân Tiêu thì ngưng hai mắt nhìn qua xa xa, chỉ thấy trên bầu trời lộ ra một mảnh màu xanh da trời khác thường, đã có sấm sét vang dội ẩn hiện ở giữa, dị tượng đang lan về phía bọn hắn. Hắn thì thào lẩm bẩm. Lôi đình, là lôi đình biến dị màu xanh da trời, là một đầu yêu thú lôi thuộc tính. Đặng Vũ Phong cũng không nghe ra vẻ khác thường trong giọng nói của Lý Vân Tiêu, mà vạn phần cảnh giác nhìn ra xa xa. Rất nhanh, hơn 10 đạo thân ảnh võ giả xuất hiện trong tầm mắt bọn hắn, đang điên cuồng chạy trốn, sau lưng bọn hắn là từng đợt gào thét khủng bố, mỗi một cái đều khiến toàn thân đám võ giả này run rẩy, có một ít người tu vị yếu còn ngã xuống từ trên không trung, không rõ sinh tử. Oanh! Oanh! Thanh âm rung mạnh kia ngày càng rất, rốt cục đã thấy được rõ ràng. Một đạo bóng dáng bạch sắc di động tới phía sau lưng bọn hắn,
dĩ nhiên là một con thỏ cực lớn, hai mắt nó một mảnh đỏ bừng, hoàn toàn không có chút cảm giác đáng yêu nào cả, mà tựa như hung thú ăn thịt người vậy. Con thỏ cũng không nhảy, mà mở chân ra đi từng bước một, cho nên sinh ra chấn động cực lớn kiếc, trên hai lỗ tai dựng thẳng, từng đạo lôi điện màu xanh ra vang lên không dứt, dẫn động lấy dị tượng trên bầu trời. Thanh âm kia đúng là từ trong miệng nó truyền ra, từng vòng chấn khai cả không khí, trên mặt biển bắt đầu nổi lên cuồng phong, vô số tôm cá bị sóng âm kia đánh chết văng ra khỏi nước, dần phủ kín cả một phiến hải vực. Sắc mặt Đặng Vũ Phong đột biến, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Là yêu thú cửu giai, chúng ta trốn hay là? Giờ phút này, đám võ giả kia đã bay vào hải vực, trên mặt lập tức dễ dàng không ít, nghe thấy không ít người đều thở một hơi thật dài, tựa hồ như đã tránh được một kiếp, nhưng bọn hắn vẫn không dám khinh thường, vẫn cấp tốc bay vào biển rộng, bọn hắn chính là đánh bạc con thỏ kia nếu là yêu thú, có lẽ không dám xuống biển mới đúng. Đồng thời có thanh âm vài tên võ giả truyền tới, lọt thẳng vào tai hai người Lý Vân Tiêu. Hai tên ngốc này, lại còn ngây ngốc đứng ở đó, không biết trốn đi. Ha ha, nói không chừng người ta tự nhận là có thực lực có thể đối phó con thỏ lớn kia cũng không chừng. Hừ, buồn cười, mà mặc kệ bọn hắn, bây giờ đang ở phía sau chúng ta, vừa vặn có thể thay chúng ta ngăn cản một hồi, hy vọng thực lực bọn hắn không nên quá yếu mới tốt. Vào lúc này, con thỏ kia đã chạy tới bờ biển, quả nhiên không dám đi xuống, chỉ sững sờ, ngẩn người đứng ở đó. Bất quá lôi đình chi lực trên lỗ tai càng ngày càng mạnh, tóc gáy toàn thân cũng dựng thẳng lên, tựa hồ muốn phát động công kích rồi. Oanh! Một đạo sóng biển ầm vang vang lên, con thỏ còn chưa động đã có mấy đạo thủy trụ kinh thiên trực tiếp phá vỡ mặt biển phóng tới phía chân trời, vài tên võ giả ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp, đã bị cột nước kia trực tiếp chấn chết, thi thể rơi xuống trong nước biển, lập tức tuôn ra hàng trăm hàng ngàn đầu cá con cổ quái, trong nháy mắt đã bị thôn vệ sạch không còn lại chút xương cốt. Những võ giả kia nguyên một đám sợ hãi không thôi, vạn phần đề phòng trong sóng biển, trốn đông tránh tây, không dám tiếp tục ở lại nữa, nhưng lui về cũng không được, chỉ có thể lơ lửng giữa biển khơi, yên lặng chờ tình huống biến hóa. Thủy triều kinh thiên gạt nước biển ra, một cái đầu cá cực lớn nhô ra, dĩ nhiên là phiên bản cực lớn của hàng trăm hàng ngàn đầu cá con cổ quái kia, lớn chừng gấp mấy vạn lần, chỉ riêng cái đầu cá đã vượt qua con thỏ kia rồi. Hai đôi mắt cá cực lớn đảo tới đảo lui, cuối cùng rơi vào trên người con thỏ kia, một thân lân phiến màu trắng bạc của quái ngư ở dưới ánh mặt trời ánh ra từng tia chói mắt, hơn nữa vừa nhìn đã biết cực kỳ bén nhọn và cứng rắn, là một loại chiến y tự nhiên. Con thỏ tựa hồ có biết đại quái ngư kia, đứng trên bờ cảnh giác, hai chân dài rộng có chút ngồi xổm xuống, hai mắt đỏ bừng nhìn chăm chú tới, hai lỗ tai lớn không ngừng lắc lư, lôi điện chi lực trên đó vang lên đùng đùng liên tục. Hai đầu cự thú cứ vậy giằng co với nhau, giống như bất động vậy, nhưng hai cổ yêu lực bành trướng kia hình thành khí chàng đè ép lấy nhau, giữa biển cả và lục địa sinh ra lực linh áp rất mạnh, toàn bộ đám mây trên nước biển và bầu trời đều đang không ngừng biến hóa trạng thái, tốc độ cực nhanh. Trong tính có động, trong động có tính, dưới cơn yên tĩnh kia, thảm nhất chính là tất cả võ giả kẹp ở chính giữa, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Mà ngay cả Lý Vân Tiêu và Đặng Vũ Phong dưới hai cổ lực lượng này cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu, sau khi vận chuyển nguyên lực ngăn cản mới thoáng giảm bớt. Con thỏ kia đột nhiên không nhịn được nữa khẽ động, hai lỗ tai nhúc nhích, lập tức một mảnh lôi đình hiển hiện, đánh lên người cự ngư kia, khiến trọn cả bầu trời đại địa đều bị bao phủ bởi một mảnh thâm lam, sắc mặt tất cả võ giả trong chốc lát liền trắng bệch. Ầm ầm, lôi điện ngang trời mà qua, những võ giả kia dốc sức liều mạng né tránh. Không ít người trực tiếp bị đánh sóng, trái đen rơi xuống nước biển bị một đám cá nhỏ vây lấy rỉa. Quái ngư cực lớn kia cũng không có động tác gì, khép hai mắt to lại, cả đầu vậy mà bắt đầu rút vào trong thân thể, giống như con nhím vậy, lôi đình kinh thiên đánh lên lân phiến trên người nó, trực tiếp bị chấn tản đi bốn phương tám hướng, không gây ra chút tổn thương nào cả. Chỉ khổ cho những võ giả bị kẹp ở giữa, có ít người thật vất vả né một kích của con thỏ kia lập tức đã bị phản chấn về. Lôi điện chi lực bắn đi không chút quy luật khiến bọn hắn phải trốn đông trốn tây, lại có một đám tiêu đời. Phanh! Chiến xa hổ vương của Lý Vân Tiêu cũng không thể may mắn thoát khỏi bị lôi điện lực phản chấn đánh trúng, lập tức báo hỏng, hai đạo quang mang bỗng nhiên nổ bung ra, không chút tổn thương, chỉ là mặt sắc mặt ngưng trọng mà thôi. Lần này tất cả mọi người nhìn ra sự bất phàm của hai người bọn họ, một gã võ giả vội vàng cao giọng nói.
Hai vị đại nhân, kính xin thi triển thần thông đuổi hai đầu yêu thú này đi, cứu chúng ta một mạng a. Đuổi hai đầu yêu thú này đi, các ngươi đang nói đùa sao? Sắc mặt Đặng Vũ Phong tê âm hàn, thực lực của hắn cũng mới chỉ khôi phục lại một nửa thôi, thương thế vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, giờ bị kẹp giữa hai đầu yêu thú này cũng khó khăn lắm mới có thể bảo vệ bản thân thôi. Lân giáp trên người quái ngư sau khi phản xạ ra lôi điện, chẳng biết lúc nào đã đưa đầu cá ra lại bên ngoài, trong miệng phun ra một bọt biển màu trắng, trong nước biển đột nhiên truyền đến thanh âm ọt 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 ọt, đúng là những tiểu quái ngư kia cũng học theo cùng phun ra, đại lượng bọt biển màu trắng bay đầy mặt biển. Ọt ọt, bọt biển trong miệng đại quái ngư bị nó phun ra lập tức lướt như bay trên mặt biển, khiến nước biển bốn phía đều bị xoáy lên, vô số bọt biển thật nhỏ cũng theo đó bay vào không trung. Tốc độ bọt biển lớn càng lúc càng nhanh, phóng tới bờ biển, ngay khi thoát ly nước biển liền hóa thành một đạo bạch quang, cuốn tới khắp toàn bộ đường ven biển, chiếu rọi ra một mảnh trắng bệch. Mà vô số bọt biển nhỏ cuốn lên không trung, đột nhiên trong nháy mắt vỡ ra, trở thành từng đạo tia sáng trắng, vậy mà ẩn chứa lực lượng cổ quái, không ít võ giả không chống lại nổi, bị tia sáng trắng kia nhiễm vào một chút, lập tức liên tục kêu thảm thiết, cả người vậy bừng cháy trên không trung. Trong khoảnh khắc liền hóa thành cho tàn. Dĩ nhiên là yêu hỏa. Lý Vân Tiêu cả kinh, hai đầu cự thú này đều thi triển ra thần thông thuộc tính nguyên tố. Hắn và Đặng Vũ Phong cũng ra sức chống lại tia sáng trắng kia, cũng không phải quá cố hết sức. Con thỏ trên bờ tựa hồ lộ ra một tia sợ hãi, hai chân khép lại nhảy dựng lên, không dám chạm vào yêu hỏa màu trắng kia, thân thể khổng lồ nhảy thẳng lên lùi về sau, thoáng cái nhảy ra chừng 100 mét, rơi trên mặt đất phát ra tiếng rung mạnh. Hỏa diễm bạch sắc kia đốt khắp bốn phương tám hướng, sau một lúc mới dần tự tắt đi, chỉ có nơi bị nó đốt qua, hơn phân nửa đường ven biển đều hóa thành một mảnh trắng bệch. Hai đầu cự thú sau khi công kính thăm dò nhau một lúc liền không còn động tác nữa, lôi điện trên lỗ tai con thỏ cũng yếu đi nhiều, tựa hồ đang tích xúc năng lượng, mà trong miệng quái ngư lại phát ra thanh âm xì xào, không biết là đang làm gì. Thảm nhất chính là võ giả bị kẹp ở giữa, đã vẫn lạc 7-8 phần 10. Chỉ còn lại 5 người, trong đó 4 gã đều là võ đế, còn có một gã võ tôn đỉnh phong, cũng cực kỳ khó khăn mới chống đỡ được đến giờ, người còn lại thì đều chết sạch cả rồi. Mặc dù là 5 người còn lại này sắc mặt cũng đều trắng bệch, không biết kế tiếp sẽ như thế nào, đây hoàn toàn là thần tiên đánh nhau, phàm nhân họa a. Hai cự thú rằng co nhau một lúc, trong mắt quái ngư kia vòng vo vài cái, tựa hồ cảm thấy đần độn vô vị liền quay người trực tiếp bơi đi. Năm người còn lại lúc này mới nhẹ thở ra, tâm thần bất định bay trên mặt biển một hồi, tận lực rời xa con thỏ kia. Con thỏ thấy không còn địch nhân liền nhìn qua bốn phía, lập tức rời ánh mắt đỏ rực lên người đám nhân loại nó cảm thấy không có ý nghĩa kia, lôi điện trên lỗ tai bắt đầu tăng cường lên. Sắc mặt Đặng Vũ Phong đại biến, trầm giọng nói. Vân Thiếu, làm sao bây giờ? Giết hay chạy đây? Con thỏ này chẳng qua chỉ là cửu giai sơ cấp. So với Thiết Lệ quả thật kém quá nhiều, vốn lấy lực lượng hai người giờ phút này liên thủ còn chưa hẳn có thể thắng. Đáng tiếc một thân bảo vật của hắn đều đã bị hủy, trên người lại có tổn thương, hiện giờ chỉ còn lại một thanh chiến đao trên người, nếu không dùng thực lực võ đế ngũ tinh của hắn, cũng có thể trực tiếp đi lên đơn đả độc đấu rồi. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Phạm vi công kích lôi điện của nó rất lớn, sợ rằng nhất thời khó mà chạy được, nếu lui về biển cả, ta cảm thấy lại càng nguy hiểm hơn. Năm tên võ giả kia thì vẫn đang chạy ra biển, giờ phút này đại quái ngư đã biến mất trên mặt biển kia chẳng biết lúc nào đột nhiên lại duỗi đầu lên, khiến năm người sợ tới mức lại bay vào gần bờ, thoáng cái đã quay chung quanh bên người Đặng Vũ Phong. Bởi vì Đặng Vũ Phong là người có thực lực cao nhất trong mọi người, vậy ở bên cạnh hắn tựa hồ sẽ an toàn hơn một chút. Nói như vậy chính là giết rồi. Trong mắt Đặng Vũ Phong hiện lên một tia hàn khí, chiến đao đột nhiên xuất hiện trên vai, đơn thủ nắm chặt. Bảo đao tâm thần tương tu này chính là tài sản cuối cùng của hắn rồi, ngay cả chiến y cũng đã triệt để nát bấy dưới một kích kia của Thiết Lệ. Đánh lui nó là được, chúng ta trước tiên quay về trên bờ thì tốt hơn, có trời mới biết trong biển sẽ có thứ gì, nếu như có thể giết con thỏ này thì đương nhiên là tốt nhất rồi. Lý Vân Tiêu đối với phiến hải vực này vẫn còn sợ hãi, lâm không khẽ vẫy, chín chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm hiển hiện trước người, ngừng xuất kiếm hình. Năm tên võ giả còn lại thấy có người dẫn đầu, cũng là sĩ khí đại trấn, nhao nhao lấy ra huyền khí, rót nguyên lực vào trong đó, vài món huyền khí tản ra âm thanh vù vù. Con thỏ kia thấy thế,
tựa hồ sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện ngoại trừ hai người ra, tu vị người còn lại đều không dưới nó, ngược lại có chút trở nên do dự. Lý Vân Tiêu quát lạnh nói. Nó không đánh, chúng ta đánh, ra tay. Hắn điểm tay, cửu kiếm kiếm hình đột nhiên chém ra, ngang trời mà đi. Đặng Phi Ngư không chút do dự, một kích đao mang lập tức theo sau, đại sát đao của hắn hàn khí lăng liệt, thoáng một cái đã chạm phá bầu trời, đuổi theo cửu kiếm kiếm hình của Lý Vân Tiêu, cơ hồ là đồng thời rơi xuống. Con thỏ kia cảm nhận được nguy hiểm liền dựng lỗ tai lên, trên người tụ tập lôi điện chi lực, hình thành một cái lôi cầu, phòng ngự trước người. Oanh! Đao mang kiếm khí, lập tức chạm phá lôi thuẫn của nó, bổ ra lực phòng ngự của lôi đình đánh lên người con thỏ kia, đẩy lui thân hình khổng lồ của nó. Con thỏ đã biết không địch lại, mượn thế lui về phía sau thế vội vàng nhảy dựng lên bỏ chạy về phía sau lưng, tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng nó truyền ra, khiến lỗ tai người một hồi đau đớn, khí huyết quay cuồng. Mọi người vội vàng vận chuyển nguyên lực phong bế giác quan, đồng thời cảm thấy sĩ khí đại chấn, có loại cảm giác hãnh diệt, cơ hồ muốn hoan hô lên rồi, vai trò giao thất và thịt cá lập tức được đổi cho nhau. Một người hai mắt sáng lên, hưng phấn nói. Đây chính là yêu thú cửu giai, giết nó đổi lấy nguyên thạch đủ dùng để tu luyện cả đời rồi. Tên còn lại khinh thường hừ lạnh, nói. Hừ, đồ ngốc mới mang ra đổi nguyên thạch, thứ này một thân đều là bảo bối a. Thân là cường giả võ đế, có thể chưa hẳn có trang bị tốt, nhưng ít ra nguyên thạch tu luyện sẽ không thiếu. Còn chờ gì nữa, đuổi theo a. Người thứ ba nhịn không được, vượt lên trước đuổi theo con thỏ kia, mọi người lúc này mới nguyên một đám theo sát phía sau, Lý Vân Tiêu và Đặng Vũ Phong liếc mắt nhìn nhau, cũng đuổi tới. Đặng Vũ Phong hiện giờ nghèo kiết xác, cũng muốn kiếm chút thứ tốt, mà Lý Vân Tiêu lại càng không bỏ qua cho con thỏ kia, lôi đình biến dị kia mặc dù chỉ là yêu lôi. Nhưng đối với tu luyện lôi quyết vẫn có chỗ tốt rất lớn. Con thỏ kia tuy rằng hình thể cực lớn, nhưng khi chạy vẫn cực nhanh, nó nhảy lên vò tới trên không trung, hai chân cũng không rơi, nhảy lên mấy cái đã ra ngoài mấy ngoài ngàn mét, không kém độn thuật của mọi người bao nhiêu cả. Hừ, giờ mới biết chạy, vừa rồi lúc truy sát chúng ta thích ý cỡ nào a? Một gã cường giả võ đế tam tinh trên mặt tràn đầy cười lạnh, hai tay của hắn đánh ra một kiện huyền khí như mũi tên. Vèo một tiếng phá không mà đi, mãnh liệt nổ bung phía trước, hóa thành một tấm lưới ánh sáng màu xanh cực lớn chụp xuống dưới. Con thỏ kia vọt mạnh lên, vừa vặn tấm lưới chụp xuống, điện mang trên hai lỗ tai nó lóe lên, lập tức một tầng hồ quang điện màu xanh ra trời đánh ra ngoài, đẩy tấm lưới kia ra. Lý Vân Tiêu lập tức xuất ra mộ vân kính, kính chiếu qua, trực tiếp tập trung lấy một phương không gian, thân thể và lôi điện chi lực của con thỏ kia bỗng nhiên đình trệ. Lập tức bị tấm lưới màu xanh kia bao lại, rơi xuống từ không trung. Oanh một tiếng trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, một cổ lực rung mạnh trùng kích ra, khiến mọi thứ chung quanh đều bị san thành bình địa. Mọi người đại hỉ, vội vàng bay qua, xa xa nhìn qua con thỏ đang giãy giụa trong lưới, lập tức các loại tuyệt chiêu đánh ra, bắt đầu hung hăng trả thù, thoáng cái hào quang rung trời, đánh cho con thỏ kia kêu rên không thôi, hai lỗ tai trực tiếp cụp xuống, dán ở trên mặt. Tựa hồ là một loại trạng thái phòng ngự, chiêu thức mọi người mặc dù hung ác, cũng rất khó có thể thương tổn đến nó dù chỉ một chút. Đại nhân, kính xin ngài ra tay, phòng ngự của yêu thỏ này quá mạnh mẽ, công kích của chúng ta vậy mà không có tác dụng gì cả. Tên võ đế tam tinh kia lập tức cầu viện Đặng Vũ Phong, hắn đã người thực lực mạnh nhất trong năm người, cũng không thể phá vỡ phòng ngự yêu thỏ kia, hơn nữa nhìn bộ dáng con thỏ kia còn đang không ngừng xúc thế, chuẩn bị phản công. Lý Vân Tiêu nói, gia thỏ này có thể sánh với chiến y cửu giai, hơn nữa tăng vào lôi điện chi lực khiến lực phòng ngự tăng gấp đôi, quả thật không phải võ đế bình thường có thể phá vỡ được. Đặng Vũ Phong nhẹ gật đầu, nói, kính xin Vân Thiếu hộ pháp cho ta, thương thế ta vẫn chưa phục hồi như cũ, chiến yêu thỏ này cũng rất cố sức. Năm người kia đều lộ ra vẻ cổ quái, thực lực Lý Vân Tiêu là yếu nhất ở đây, vậy mà tìm hắn hộ pháp, chẳng lẽ trong đó có môn đạo gì sao? Có hai người nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu một hồi, tựa hồ nhận ra thân phận của hắn, lúc này mới lộ ra vẻ chợt hiểu, nhưng dù vậy, cũng cảm thấy có chút khoa trương, vị đại nhân bên cạnh chính là cường giả võ đế ngũ tinh a. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, Vũ Phong huynh cứ ra tay, ta ở một bên lược trận. Đang nói, trên người con thỏ kia truyền đến một hồi thanh âm bột bột, lưỡi ánh sáng màu xanh trên người càng lúc càng mờ nhạt, hóa thành khói xanh lan khắp.
Tên võ đế tam tinh kia sắc mặt đại biến, sợ hãi nói. Đều lui đi. Rầm rầm rầm. Liên tục ba tiếng nổ vang, ba gã cường giả vây công con thỏ chưa hiểu gì đã bị cự lực trùng kích, một cổ lực lượng trực tiếp đánh xuyên qua thân thể của bọn hắn, tuôn ra huyết phụ bao quanh, bị đánh bay ra ngoài. Trong đó hai gã võ đế sinh tử mệnh huyền một đường, vội vàng nuốt vào các loại đan dược, còn có một gã cường giả võ tôn đỉnh phong lại trực tiếp bị nổ nát, triệt để vẫn lạc. Biến đổi này lập tức khiến mấy người đều cực kỳ sợ hãi, trong mắt con thỏ tựa hồ càng đỏ lên, phanh một tiếng hai chân cong lấy, thân thể khổng lồ liền lâm không bay lên, che lấy huyết nguyệt, vậy mà khiến bầu trời không còn chút ánh sáng. Sắc mặt bốn người còn lại đều đại biến, con thỏ kia tựa hồ đã lâm vào trạng thái nổi giận. Khí tức trên thân vô cùng thô bạo, toàn bộ không gian đều trở nên cực kỳ mẫn cảm, khắp nơi phát ra thanh âm hồ quang điện đùng đùng, từng đạo lôi điện như con run hiện ra khắp nơi. Trên người con thỏ cũng có dòng điện không ngừng xuyên thẳng qua, bị lôi điện chi lực kia ảnh hưởng, cả người dần dần hóa thành màu lam nhạt. Bốn người hoảng sợ phát hiện, mình cũng đã bị lôi điện tràng mạnh mẽ này ảnh hưởng, bên ngoài nguyên khí hộ thể cũng thỉnh thoảng có hồ quang điện chớp động, mà nguyên lực quanh thân cũng bắt đầu tiêu hao cực nhanh. Lực lượng tựa hồ bị áp chế. Trong đó duy nhất không bị ảnh hưởng chính là Lý Vân Tiêu, những hồ quang điện lập lòe ở cạnh thân thể đều như bị một cỗ hấp lực, trực tiếp bị thân thể của hắn hấp thu vào, khí tức phát ra trên người cũng càng ngày càng mạnh. Đặng Phi Vũ nhìn mà khiếp sợ, lập tức hiểu rõ ra, vẻ mặt hâm mộ nói. Công pháp mà Vân Thiếu đang vận chuyển chính là lôi quyết mà Lục Giản Bác kia truyền thụ sao? Lý Vân Tiêu nói. Đúng vậy. Ta ban đầu còn lo lắng lôi quyết này sẽ có vấn đề, hiện giờ thử qua một chút, cảm giác rất tốt ha. Đặng Phi Vũ cười khổ nói. Giờ lực lượng của chúng ta đã bị lôi điện tràng áp chế ra rồi, muốn đánh thắng con thỏ này, sợ rằng sẽ là một hồi ác chiến. Hai tay của hắn bắt lấy chiến đao, triển khai tư thế, đã làm xong chuẩn bị liều mạng. Hai người khác cũng cầm huyền binh trong tay, trở nên cảnh giác vạn phần, con thỏ kia vẫn lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích. Nhưng nhan sắc da lông quả thật càng ngày càng xanh, hiển nhiên là đang xúc thế. Sốt cục, con thỏ kia động, đầu lâu nhìn xuống dưới, hai con mắt xinh đẹp như bảo thạch hồng ngọc, có chút hiêu dị, một đạo khe hở màu xanh da trời hiển hiện quanh thân nó, giống như tinh hoàn vậy, trên hai lỗ tai xuất hiện từng vòng lôi vân, ẩn chứa quy tắc, hình ảnh toàn bộ bầu trời xinh đẹp đến mức khiến người không dám nhìn thẳng. Miệng con thỏ kia không ngừng động, tinh hoàn màu xanh da trời kia xoay tròn. Lôi điện tràng trong toàn bộ thiên địa đều chịu ảnh hưởng, tinh hoàn kia bỗng nhiên ép xuống, một cổ lôi minh phong bạo hình thành ở trong đó, toàn bộ thiên địa bị lôi uy áp bao phủ. Sao lại mạnh như vậy chứ? Đặng Phi Vũ kinh hãi, đao mang liên tục chém ra, trước người ngưng ra một cái đao phủ cự đại, kích bắn đi. Lôi đình tinh hoàn rơi vào trên đao phủ kia, hai cổ uy lực kinh thiên tương xứng, hoàn toàn ép bầu trời thành hai loại nhan sắc, đao khí và lôi đình đều không ngừng tan rã. Toàn bộ thiên mạc toàn bộ bị phá hư mất. Hai người khác sắc mặt trắng bệch, dưới công kích uy thế bực này, bọn hắn cũng chỉ có thể khó khăn lắm mới có thể bảo vệ bản thân. Tên võ đế tam tinh kia còn đỡ, bảo kiếm trong tay ngang trời mà ra, thoáng cái hút sạch linh khí bốn phía vào trong đó, ở quanh thân kết xuất ra màn hào quang màu xanh nhạt, bắn ra một đạo kiếm quang, chém lên tinh hoàn. Lý Vân Tiêu rút ra thiên thu bá đao, tay trái sờ qua trên thân đao. Chân Long Chi Lệ lập tức thức tỉnh bản thế thi biệt, nhất phi trùng thiên. Hắn đối với lôi điện có lực tương tác rất mạnh, giờ phút này cũng cảm thấy có chút không ổn, lôi điện tràng của con thỏ kia tựa hồ cũng không phải là lực lượng bản thân nó, có loại cảm giác vô cùng vô tận. Phanh Long, đao phù rốt cục bị ép tới nghiền nát, hóa thành đao mang kinh thiên tản ra mọi nơi, kiếm quang của võ đế tam tinh kia càng lập tức biến mất, sau đó đại thi biệt nhảy vào trong tinh hoàn. Rốt cục phiến lôi hải màu xanh ra trời kia cũng mở ra. Oanh! Tinh hoàn nghiền nát mất, ngưng tụ thành một cổ lôi đình cực lớn, trực tiếp chấn đại thi biệt rơi xuống, đánh vào trong lòng đất. Toàn bộ mặt đất lập tức xám cho, lôi điện chui vào trong đó, bắt đầu đánh đại điện tan ra từng khúc, lực lượng một mực kéo dài đến tận biển, xoáy lên sóng biển trùng thiên đẩy về phía trước. Hai gã võ đế nhất tinh bị con thỏ kia đánh thương đau khổ chữa thương. Hoảng sợ nhìn qua dư âm còn lại cuốn tới, toàn bộ mặt đất toàn bộ đều bị lật tung lên, bọn hắn rốt cuộc bất chấp thương thế, cưỡng ép bỏ chạy lấy. Nhưng đã chậm, ngay khi hai người vừa bay lên trời liền trực tiếp bị dư âm lôi điện còn lại cuốn vào, bị biến thành phấn vụn trên bầu trời.
Bốn người Lý Vân Tiêu cũng hoảng sợ nhao nhao ra tay phòng ngự, đều bị đánh bay xa vài trăm thước, tuy rằng không bị nội thương, nhưng khí huyết trong cơ thể quay cuồng không thôi, ngực cảm thấy áp lực cực độ. Con thỏ sau khi thi triển hết một kích khủng bố này, liền nhảy lên bầu trời. Rầm rầm rầm, liên tiếp nhảy mấy cái, hai chân không chạm đất, lâm không mà lên, khiến cả bầu trời đều bị chấn run rẩy kịch liệt. Mấy người nhìn qua bóng lưng con thỏ kia, đều cảm thấy kinh hãi, cũng không dám đuổi nữa. Sắc mặt Lý Vân Tiêu âm trầm bất định, lâm không kháp chỉ bí quyết, đánh một đạo ấn phủ vào trong đại địa, lập tức một đạo hàn mang bắn ra, rơi trong tay hắn, đúng là thiên thu bá đao bị đánh rơi. Giờ phút này linh khí trên thân đao mất hết, trên đó còn bao trùm lấy một tầng ánh sáng màu xanh da trời nhàn nhạt, lộ ra lôi điện chi lực. Lý Vân Tiêu thầm giật mình, thiên thu bá đao này chính là huyền khí cửu giai đỉnh cấp, lại bị lôi điện chàng này hoàn toàn chế trụ, đây cũng không phải là lôi nguyên tố trên người yêu thú cửu giai sơ cấp bình thường có thể làm được. Hô, cuối cùng đã đi, quá kinh khủng. Tên võ đế tam tinh kia sắc mặt trắng bệch bắt đầu có lại chút khí xí ác, nhẹ thở ra một hơi. Hai người khác cũng lòng còn sợ hãi, đặc biệt là Đặng Phi Vũ, càng có loại cảm giác nản lòng thoái chí, vừa rồi đạo tinh hoàn lôi đỉnh kia, cho dù hắn ở trạng thái đỉnh phong ra hết át chủ bài, cũng không hơn gì cái này. Nhưng hắn là võ đế ngũ tinh A, mà đây chỉ là một đầu yêu thú cửu giai sơ cấp trong địa lão thiên hoang, đả kích này khiến hắn càng thêm không có ý niệm thám hiểm nữa, chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm nơi an toàn đợi đến lúc đi ra ngoài. Cách nghĩ của hai gã võ đế còn lại cũng giống Đặng Phi Vũ như đúc, sau khi con thỏ kia rời đi liền lập tức nói cáo từ, hóa thành hai đạo quang mang bay về phương xa. Đặng Phi Vũ nói, Vân Thiếu, chiến lực yêu thú ở đây hơn xa cùng giai, mức độ nguy hiểm quá cao, người vẫn đừng nên đi thám hiểm nữa. Lý Vân Tiêu trầm tư một hồi, thu hồi thiên thu bá đao, cả người khôi phục vẻ bình thường, nói. Không sao, Phi Vũ huynh tự mình tìm một chỗ tu luyện đi. Như vậy xin cáo từ. Ánh mắt của hắn dừng ở phương hướng con thỏ kia đào tẩu, bộ dạng tâm tư trùng trùng điệp điệp, hóa thành một đạo quang mang bay đi. Đặng Phi Vũ tựa hồ nhìn ra tâm tư Lý Vân Tiêu, trong lòng cả kinh, cũng vội đuổi theo, nói. Vân Thiếu không phải là muốn đuổi theo con thỏ kia đấy chứ? Lý Vân Tiêu cười ha ha, nói. Đúng vậy, Phi Vũ huynh cũng nên biết. Lôi quyết mà Lục Giản bác cho của ta cần ít nhất 5 loại lôi đình tuyệt cường mới được, lôi đình mà vừa rồi con thỏ này mới thi triển tuyệt đối rất thích hợp. Tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng Đặng Phi Vũ vẫn chấn động, sợ hãi nói. Lôi điện mặc dù không tệ, nhưng phải có mạng dùng mới được a. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười nói. Ta tự có biện pháp. Thần sắc Đặng Phi Vũ âm trầm bất định, cắn răng nói. Đã như vậy thì ta liền liều mình cùng quân tử. Để báo ơn cứu mạng của Vân Thiếu lúc trước vậy. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, không thể tưởng được người này lại trọng tình nghĩa như thế, nhưng vẫn cự tuyệt nói. Không cần, ta có bí pháp có thể chế ngự con thỏ kia, có người ở bên người ta ngược lại không tiện thi triển. Lý Vân Tiêu nói rất trực tiếp, ý tứ chính là bí pháp của hắn không tiện thi triển trước mặt người khác. Đặng Phi Vũ sau khi sửng sốt một chút lập tức hiểu rõ, trong lòng của hắn cũng một mực rất ngạc nhiên Lý Vân Tiêu làm sao sống được từ tay Thiết Lệ và Lục Giản Bác, hơn nữa từ tình huống lúc đó mà xem, ngược lại giống như là đuổi bọn hắn đi vậy, loại nghi vấn này vẫn một mực dằn vặt hắn, nhưng cũng không biết xấu hổ mà mở miệng hỏi. Lúc này cuối cùng đã rõ, nhưng trong lòng cũng khiếp sợ vạn phần, bí pháp kia không ngờ mạnh đến vậy. Đã như vậy thì tất cả xin cẩn thận. Đặng Phi Vũ cáo từ nói, đợi ra khỏi địa lão thiên hoang, nhất định phải tới Thác Thiên Vũ Lâu Tơ làm khách, để cho ta thịnh tình khoản đãi, báo đáp ân cứu mạng đấy. Lý Vân Tiêu cười nói, ta biết rồi. Hai người lúc này chia tay trên trời cao, phân biệt hóa thành hai đạo quang mang bắn về hai hướng bất đồng. Lý Vân Tiêu sau khi rời khỏi Đặng Phi Vũ liền hóa thành một đạo lôi điện, nhanh chóng lao đi, rất nhanh liền đuổi theo con thỏ kia. Lúc này mới hiển hóa ra thân hình, theo sát sau lưng nó, muốn xem rõ ràng. Con thỏ kia hiện giờ cũng đã hụt hơi, sau khi nhảy thời gian dài trên không, nhảy đã càng ngày càng thấp, rốt cục cũng đáp lên mặt một ngọn núi, chậm chạp bước di, trực tiếp đi vào trong núi. Ngọn núi này cao vút trong mây, vô cùng thâm sâu, thân thể khổng lồ của con thỏ kia sau khi tiến vào vậy mà không thấy đâu nữa. Lý Vân Tiêu có chút nhíu mày, hóa thành một đạo quang mang cũng bay vào.
bên trong là các loại cây cối lớn đến mức khiến người khủng bố, tựa hồ sinh trưởng vô cùng tuế nguyệt, mỗi một cây đều cần cả trăm người mới ôm hết. Hơn nữa trong ngọn núi còn mơ hồ tản mát ra không ít khí tức cường đại, khiến Lý Vân Tiêu cảnh giác vạn phần, tuy rằng hắn có nguyệt đồng nơi thân, nhưng có trời mới biết bên trong địa lão thiên hoang này có quái vật vậy, không cẩn thận vẫn lạc thì cũng quá buồn cười rồi. Rất nhanh liền đuổi theo tung tích con thỏ, một mực chạy lên đỉnh núi, tốc độ cực nhanh. Khiến người kinh ngạc chính là, nhảy lên trong ngọn núi này, vậy mà lại không có chấn động. Thần thức Lý Vân Tiêu rất nhanh liền nhận ra tính chất sơn thể này, dĩ nhiên là do một loại nguyên tổ thổ hệ cực kỳ chắc chắn cấu thành, phẩm chất lên đến cả thất giai. Một ngọn núi lớn như thế dĩ nhiên đều là tài liệu thất giai. Phát hiện này khiến Lý Vân Tiêu lại càng hoảng sợ, điên cuồng sinh ra ý định muốn mang cả ngọn núi này đi, vậy thì có thể lập tức trở thành giàu có nhất thiên hạ rồi. Nhưng khí tức cường đại thỉnh thoảng tràn ra từ đỉnh núi vẫn khiến hắn buông tha cho ý nghĩ này, mặc dù là con thỏ ở trước, nhảy lên trong núi cũng cực kỳ cẩn thận, không dám đường hoàng. Một lát sau, con thỏ kia rốt cục trèo lên đỉnh, đó đã là trên Vân Hải, dõi mắt nhìn lại, bầu trời bao la, huyết nguyệt cực lớn phảng phất như ngất đứng ở đó từ xa xưa không đổi. Lý Vân Tiêu im im lặng lặng ẩn nấp sau lưng con thỏ, dùng hồn lực của hắn, không bị con thỏ kia phát hiện cũng rất dễ dàng. Hiện giờ vừa nhìn qua không linh trên Vân Hải, còn có huyết nguyệt từ cổ chí kim kia, đột nhiên trong đôi mắt hắn ẩn ẩn nhấp nhô lấy một cổ lực lượng, cùng hô ứng với huyết nguyệt trên bầu trời. Phanh! Con thỏ kia trực tiếp lâm không nhảy lên tiến về trước, chấn khiến mặt đất nổi lên bụi mù, thân thể khổng lồ bằng vào lực nhảy lên phảng phất phi hành trên không trung, nhảy vào trong đám mây. Cách cách lạp! Con thỏ nhảy vào trong mây, vậy mà chấn ra vạn đạo lôi quang, nhảy vào phía chân trời, khiến bầu trời đều bị nhuộm xanh. Đóa mây trắng kia trong chốc lát biến thành lôi hải màu xanh da trời, phóng xạ ra, đám mây bốn phía toàn bộ đều nhập vào, hóa thành một đám lôi vân màu xanh da trời liền khối, không ngừng lập lòe. Con thỏ kia im im lặng lặng nằm ở trong đó, hai lỗ tai không ngừng có điện hoàn chớp động, giống như đang nạp điện vậy. Sắc mặt Lý Vân Tiêu bị ánh sáng màu lam kia chiếu rọi lập lòe bất định, thần trí của hắn lập tức tản ra. Bao trùm toàn bộ lôi vân chi hải, nhìn rõ ràng động tĩnh bên trong. Quả nhiên, chính là loại lôi điện tràng này rồi. Lý Vân Tiêu trong lòng đại hỉ, năng lượng lôi điện ở đây không dưới thiên kiếp hắn hấp thu, trong mơ hồ có loại cảm giác thanh tịnh như nước, là thủy hệ chi lôi. Nhưng phiến lôi vân này quá mức quảng đại, cũng không mãnh liệt tinh thuần như kiếp lôi, phải đề luyện ra. Hắn trầm tư một lát, trực tiếp bay vào trong phiến lôi hải kia. Bắt đầu vận chuyển cách nạp lôi trong lôi quyết, đánh ra mấy chục thủ ấn, vỗ vào trên một mảnh lôi vân, lập tức phát ra đạo đạo ánh sáng màu lam, phiến lôi vân kia nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một ký hiệu màu xanh da trời xinh đẹp. Lý Vân Tiêu mừng rỡ không thôi, bước nhanh tới, hóa thành lôi đình chi thân hút lôi phù kia vào cơ thể. Hai cổ lôi điện chi lực hoàn toàn bất đồng xung đột một chút, rất nhanh liền dung hợp với nhau, lôi đình chi thân của Lý Vân Tiêu tựa hồ thoáng biến hóa nhan sắc. Vừa thấy chiêu này hữu dụng, Lý Vân Tiêu lúc này không khách khí nữa, bắt đầu trắng trợn tinh luyện lôi vân, hóa thành nguyên một đám lôi phù tràn ngập lực lượng, trực tiếp hấp thu luyện hóa. Chỉ nửa ngày, lôi vân đã bị hắn cắn nuốt non nửa, năng lượng tràng trên toàn bộ Vân Hải đã bị suy yếu đi rất nhiều. Đang tại Lý Vân Tiêu vui sướng hấp thu thì thần thức hơi động một chút, lập tức hóa thành một đạo lôi quang độn đi, chỗ lúc trước liền bị một đạo lôi đình màu xanh da trời đánh xuống. Đánh tan lôi vân, đầy trời đều là hồ quang lập lòe. Con thỏ đang chữa thương kia rốt cục cũng tỉnh lại, phát hiện bảo khố của mình đang bị người trộm đi, cơ hồ giận đến phát điên, một kích không trúng liền nhảy mạnh về trước, giơ hai nắm đấm lên cao cao đánh xuống dưới. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, bước về trước một bước, thân thể lập tức hóa ra bất diệt kim thân, cũng đánh ra hai đám, kình phong trực tiếp thôi tan lôi vân bốn phía, đánh ra một lối đi. Oanh! Bốn quyền tương giao, bắn ra hồ quang điện chi quang mạnh mẽ, phảng phất có ngàn vạn con chim nhỏ đang xèo. Xèo đua tiếng, ánh sáng màu lam chiếu rọi trên mặt một người một thú, một cái là khiếp sợ, một cái lãnh phúng. Lý Vân Tiêu bằng vào thân thể tiếp được hai đấm con thỏ kia, vậy mà cũng không lui lại một bước, chỉ có điều khí huyết trong cơ thể quay cuồng không thôi, khóe miệng cũng lưu lại một tia máu tươi, bất quá đa số là hưng phấn. Ưu thế của con thỏ này tuy rằng không phải lực lượng, nhưng dù sao cũng là yêu thú cửu giai, nhưng là tồn tại có thể bằng vào thân thể chống lại nhân loại cùng giai.
Con thỏ cũng tựa hồ bị một màn trước mắt dọa ngây người, hai cánh tay ngắn mập lại bị Lý Vân Tiêu cầm chặt lấy, còn truyền đến cảm giác đau đớn. A! À, Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, gương mặt trở nên có chút dữ tợn, kéo mạnh về trước một cái, trực tiếp nhấc con thỏ kia lên, hung hăng ném ra ngoài. Thân thể cực lớn của nó như hòn đá bị ném lên mặt nước, phốc 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 bay đi. Lý Vân Tiêu bước về trước một bước, liền thân hóa lôi đình, ba thoáng một phát xuất hiện ngoài 100 mét, đi thẳng tới trước người con thỏ kia, sắc mặt hắn một mảnh hưng phấn, nói. Ngươi không phải rất biết chơi lôi sao, hiện giờ xem thử ta mạnh hay là ngươi mạnh hơn. Hắn nhảy dựng lên, bay giữa không trung, hiển hóa ra pháp tướng kim thân ba đầu sáu tay, sáu cánh tay đồng thời bấm niệm pháp quyết, tốc độ kết ấn nhanh gấp 3 lần bình thường, các loại thủ ấn đánh ra. Lôi vân chung quanh nhau nhau bị tế luyện thành từng đạo lôi phù, thăng hoa mà lên, bị hắn hút vào trong cơ thể. Con thỏ kia đứng trên lôi vân, tựa hồ ý thức được gì đó, mở ra bàn tay lớn, trên hai lỗ tai chớp động lôi hoàn, một vòng lôi điện tinh hoàn màu lam nhạt bắt đầu dần dần ngưng tụ quanh thân nó, trở nên càng ngày càng thực. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn, chỉ thấy lực lượng lôi vân bốn phía đều bị con thỏ kia hấp tơi, mà trên toàn bộ ngọn núi bởi vì đại lượng lôi đình tụ tập. Sinh ra một loại lôi điện tràng rất mạnh, cũng bắt đầu chuyển qua trên người con thỏ, tựa hồ bị nó sử dụng. Không hổ là yêu thú lôi hệ, lĩnh ngộ đối với năng lượng thiên địa thậm chí còn trên cả lôi quyết. Lý Vân Tiêu một bên nhanh chóng cô đọng hấp thu lấy lôi phù, một bên cẩn thận quan sát biến hóa lôi điện quanh thân con thỏ kia, cảm ứng tần suất chấn động của lôi điện tinh hoàn kia, nhớ kỹ từng cái trong lòng. Lôi vân chi hải bốn phía bị hai người điên cuồng hấp thu. Thoáng cái đã mất đi diện tích mấy vạn mét vuông. Giờ phút này hai cánh tay Lý Vân Tiêu ngừng lại, một tay nâng lên, trên đó bắt đầu hội tụ ra một quả lôi cầu, lực lượng không ngừng tuôn ra từ lòng bàn tay rót vào trong đó. Mà cánh tay kia lại xuất ra ma ha cổ chùy, đánh lên lôi cầu kia, phát ra tiếng đập rầm rầm rầm. Mỗi khi gõ một cái, liền có một đạo ma ha cổ tự đánh vào trong lôi cầu, lại chậm rãi hiển hóa biến mất, lôi cầu kia theo không ngừng bị đánh xuống. Nhan sắc càng ngày càng đậm, ẩn ẩn có dấu hiệu biến thành màu đen. Mà bốn cánh tay khác cũng đang không ngừng luyện hóa cùng hấp thu lôi phù, một khắc cũng không dừng lại. Giờ phút này lôi điện tinh hoàn quanh thân con thỏ cũng ngưng tụ càng ngày càng lam, dần dần đạt tới trạng thái bão hòa. Con thỏ ngẩng mặt lên, một mảnh phẫn nộ và dữ tợn, thân thể cũng tựa hồ chướng lớn thêm vài phần, hai lỗ tai dựng thẳng lên, bởi vì lôi điện quá mức no đủ nên từng vòng lôi vân trở nên sáng lên. Cả hai đều là đại thần thông lôi hệ, tinh hoàn tản mát ra tràng năng giống với cả phiến lôi vân, mà lôi cầu của Lý Vân Tiêu lại không ngừng cô đọng và áp xúc lấy lôi đình, đồng thời đã ở bắt trước lấy tần suất của tinh hoàn kia, phi tốc xoay tròn trên lòng bàn tay hắn, đã đạt đến cực hạn mà hắn có thể khống chế rồi. Trên người con thỏ nổi lên khí kình, tinh hoàn kia bay ra, từng đạo lôi điện kết nối bên dưới, mang theo tràng năng cực lớn, một mảnh lôi đình điện hải đánh tới Lý Vân Tiêu. Mà thân thể có chút bành trướng của con thỏ cái sau khi chấn ra tình hoàn cũng, trực tiếp co lại, trở thành da bọc xương, thoáng cái đã mất hết lực lượng. Thân hình Lý Vân Tiêu có chút trở nên run rẩy, lôi cầu trong tay bắt đầu không thể kiểm soát, búa kia mỗi khi đánh xuống, lôi phù trực tiếp bị đánh tan bên ngoài lôi cầu, hóa thành lôi quang như con run tản ra ngoài, rốt cuộc không cách nào áp xúc tinh luyện thêm được nữa. Cực hạn sao? Lý Vân Tiêu cảm thụ được cổ lực lượng kinh thiên trong tay. Lộ vẻ dáng tươi cười dữ tợn, đánh lôi cầu tới chỗ tinh hoàn, một ma ha cổ văn hiện ra trên lôi cầu, càng ngày càng sáng. Toàn bộ lôi điện tràng năng trên lôi hải đã bị một người một thú quấy cho triệt để hỗn loạn, thiên địa hóa thành một mảnh màu xanh da trời, lúc tinh hoàn và lôi cầu đè áp vào nhau, dùng cả hai làm trung tâm, hiện ra một vòng xoáy cực đại cuốn trọn cả lôi chi vân hải vào trong. Ầm ầm, ngọn núi đâm thẳng vào mây này đỉnh núi bỗng nhiên nát bấy, nứt ra từng chút một. Bụi đất tung lên cũng bị cuốn vào vòng xoáy, trong núi truyền đến yêu lực bạo động, bắt đầu lan xuống dưới núi. Chỉ có mấy cổ yêu khí cường đại vẫn chấn động ở phụ cận, nhưng khí tức cũng trở nên cuồng bạo dị thường, hung mang vọt lên bầu trời. Lý Vân Tiêu và con thỏ kia ở trong vòng xoáy lôi đình cũng không chịu nổi, thân thể hai người đều bị điện mang đánh cho mình đầy thương tích, đồng thời đau khổ ngăn cản hấp lực từ vòng xoáy kia, rốt cục con thỏ kia cũng không chống nổi trước, bị cuốn lên. Bắt đầu lượn vòng trên bầu trời. Lý Vân Tiêu hiện giờ đã hóa thành ba đầu sáu tay, thi triển ra mấy bộ quyết ấn, khiến thân thể giống như đinh thép kim trên trời cao, lôi điện không ngừng nổ nát kim mang trên người hắn,
đột nhiên một đạo bóng mờ cự đại hiển hiện trên đầu hắn. Cái gì? Lý Vân Tiêu chấn động, dĩ nhiên là con thỏ kia lúc bị xoáy đến gần người hắn đã ra sức liều mạng nhảy lên, đánh tới người hắn. Phanh! Thân thể cực lớn nện lên người Lý Vân Tiêu, Lý Vân Tiêu vốn đã bấp bênh nào có thể chống nổi con thỏ kia lao tới, lập tức cũng không thể giữ vững nữa, bị lôi chi vòng xoáy xoáy lên, hai đạo thân ảnh cùng nhau bị cuốn vào trong mắt vòng xoáy kia. Lôi đình điện lực không biết tích xúc bao nhiêu năm trên đỉnh núi trong khoảnh khắc này đều hóa thành hư ảo. Vòng xoáy lôi đình kia bị cuốn tới mấy ngày, thẳng đến khi một đạo thân ảnh đáp xuống. Khí tức chính là biến mất chỗ này, là thông đạo không gian do lôi đình mở ra sao? Thân ảnh kia hiện ra trong vòng xoáy lôi đình, gương mặt, thanh tú bình tĩnh như nước. Đúng là Mộ Dung Trúc từng xuất hiện qua ở địa lao thành Hồng Nguyệt, lôi điện cuồng bạo hóa thành một mảnh lôi long dài hẹp đánh tới thân thể hắn. Nhưng mới đến gần hắn vài thước đã tử long hóa xà, chậm rãi biến mất. Lôi đình đầy trời, lại không dám tới gần hắn. Hai mắt Mộ Dung Trúc ngóng nhìn qua vòng xoáy chi nhãn, chỗ mi tâm lóe ra một đạo hào quang màu xanh biếc, tựa hồ muốn nhìn xuyên qua không gian bên kia vậy. Đã không thấy được nữa, lôi đình quá cường đại, đã đánh tan hoàn toàn khí tức lưu lại, đã mất đi liên hệ rồi. Trên mặt Mộ Dung Trúc khó được lộ ra chút nếp nhăn, ngẩng đầu nhìn huyết nguyệt trên bầu trời. Nhẹ giọng lẩm bẩm. Nguyệt đồng đích thật ở trên thân người này, đã bao nhiêu năm. Sau một khắc, hắn tiện tay chộp lấy, lôi điện đầy trời dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai hợp lại trong bàn tay hắn, ngưng tụ thành một cái lôi cầu, trên đó thậm chí có màu tím ẩn hiện, khủng bố dị thường. Một cổ lực lượng kéo lấy lôi cầu kia, mang theo lôi đình chi lực vô tận bay vào trong vòng xoáy kia. Oanh! Một tiếng nổ tung kinh thiên động địa vang lên, lôi quang như khói lửa. Tách ra vạn đạo lôi long tràn khắp bốn phương tám hướng, rất nhiều lôi điện đánh rơi xuống vùng đất, trực tiếp đánh ra vô số cái hố khủng bố, mà ngọn núi lại trực tiếp bị hạ xuống hơn 100 mét, vài đạo yêu khí cường đại dị thường dốc sức liều mạng chạy trốn xuống dưới. Một lát sau, lôi long như mưa mới dần dần dừng lại, bầu trời mấy ngày đều bao phủ dưới lôi quang rốt cục đã khôi phục thanh minh, chỉ có điều đỉnh núi trong mây đã bị gọt lệch đi, một ít yêu thú cường đại trong ngọn núi cả đám đều trốn xuống chân núi. Liên tiếp mấy tháng cũng không dám đi lên nữa. Mà Mộ Dung Trúc sau khi ném ra lôi cầu cũng đã mặc kệ tình huống nơi đây, trực tiếp hư không tiêu thất rồi. Lý Vân Tiêu sau khi bị cuốn vào vòng xoáy chi nhãn, thân thể đã bị trọng thương rất nặng, may mà nhờ vào đồng thời không ngừng hấp thu lôi đình chữa trị thân thể, cả người sau một hồi mê muội rốt cục đã nhìn thấy hào quang, rơi xuống bên dưới. Chỗ mình rơi xuống là một mảnh hoang dã, trắng xóa, đây là một hoang nguyên. Nơi này vừa nhìn qua đã biết là ẩm ướt quá nặng, lộ ra có chút tiêu điều âm lãnh. Nơi tầm mắt đạt tới, có một bộ xương cực lớn cao 3.040 mét tán lạc ở đó, toàn thân như ngọc, trên đó tản mát ra linh khí mờ mịt, đủ thấy sự cường đại của yêu thú này lúc trước, ít nhất cũng là tồn tại cửu giai. Thần thức Lý Vân Tiêu tản ra, sau khi xác định phụ cận không có nguy hiểm lập tức bắt đầu điều tức, nhục thể của hắn sau một kích với con thỏ kia đã bị thương rất nặng. Cũng may thân thể của hắn đủ biến thái, đã có thể so với yêu thú cửu giai rồi. Trải qua điều tức hơn một ngày, hắn rốt cục đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hắn một tay bấm niệm pháp quyết, thoáng cái kim quang phụ thể, toàn thân hào quang lập lòe, lực lượng thân thể đã có chút tiến bộ so với trước. Sau đó hắn biến đổi chỉ quyết, đánh ra mấy đạo ấn ký cổ quái, từng đạo lôi đỉnh phá thể mà ra, xoay tròn bên người. Lý Vân Tiêu thi triển quyết ấn thập phần chậm. Nhưng mỗi một cái đều khiến lôi đình kia sinh ra biến hóa nhất định, một lát sau vậy mà ngưng tụ ra một đạo tinh hoàn trước người, lôi điện chàng năng thoáng cái tản ra. Cỏ khô trên đất hoang chung quanh lập tức cảm ứng được, trở nên cứng rắn như kim, dựng thẳng lên, còn có một tầng năng lượng màu xanh da trời nhàn nhạt bao trùm ở mặt ngoài lá cây, trong những diêm đàm trì kia, thô diêm cũng tản ra, vậy mà hình thành từng vòng lôi vân. Lý Vân Tiêu nhướng mày, bắt đầu rơi vào trầm tư. Sau đó mở ra thái cổ thiên mục, một đạo kiếp lôi bắn ra, trực tiếp đánh vào trong tinh hoàn kia, toàn bộ lôi điện chàng năng lập tức liền trở nên hỗn loạn, trên tinh hoàn không ngừng có lôi đánh ra, bắt đầu không bị khống chế, lôi phù do thô diêm hóa ra cũng trở nên hỗn loạn không chịu nổi, không thành hình thái. Tất cả điều này Lý Vân Tiêu đã sớm đoán được, không nhanh không chậm đánh vào các loại phù văn, theo mỗi cái đánh ra, năng lượng tinh hoàn cũng trở nên ổn định hơn. Thời gian trôi qua từng chút một, mấy ngày sau, rốt cục tất cả đều đã được khống chế.
Bởi vì tác dụng của lôi điện nên cả vùng đất ẩn ẩn hiện ra ấn ký lôi chi quy tắc, một cái ma ha cổ văn cực lớn như có như không phóng đại ấn trên mặt đất. Lý Vân Tiêu thu hồi lôi đình đầy trời, có chút nhíu mày. Hai loại lôi điện chi lực và tinh hoàn kia đều đã khống chế không sai biệt lắm, nhưng cách yêu cầu tùy tâm sở dục của lôi quyết vẫn còn khoảng cách nhất định, cần tôi luyện tích lũy trong thời gian dài, trong ngắn hạn sợ rằng rất khó có tiến bộ mang tính thực chất. Mà nguyên nhân trực tiếp khiến hắn dừng tu luyện, là vì hắn cảm nhận được có người đến, đang ở ngoài ngàn dặm, vừa đặt chân vào phiến hoang nguyên này, hơn nữa trong đó còn có khí tức hắn quen thuộc. Lý Vân Tiêu vung tay lên, một cổ cương phong quét qua, xóa đi ấn ký lôi chi quy tắc trên đất, sau đó thuấn di đến bên cạnh khung xương yêu thú cực lớn kia, cẩn thận thu vào trong giới thần bi, sau đó hóa thành một đạo quang mang lao tới hướng có người kia. Ngay ở xa vài dặm, có 7 người kết bạn. Đang phi hành trong tầng trời thấp trên hoang nguyên. Đột nhiên 7 người toàn bộ ngừng lại, giật mình nhìn vào một thứ lông xù phía trước, toàn bộ sắc mặt đại biến, bắt đầu cảnh giác. Yêu thú trong địa lão thiên hoang này bọn hắn đã từng gặp qua, so với cùng giai trong thiên võ giới còn cường đại hơn vài phần, cũng có người vì vậy mà vẫn lạc, cho nên nguyên một đều cực kỳ kiêng kỵ. Yêu thú kia cả người là máu, không có chút khí tức sinh mệnh nào cả, hẳn là chết rồi. Sau một lúc, một gã lão giả trong đó trầm giọng nói, trong mắt toát ra dị sắc. Con yêu thú này tuy rằng trước mắt không cách nào kết luận đẳng cấp, nhưng lấy kinh nghiệm của hắn mà phán đoán, rất có khả năng là tồn tại cửu giai, thi thể yêu thú cửu giai giá trị khó mà đánh giá, huống chi là yêu thú trong địa lão thiên hoang, sợ rằng đủ khiến cả đại lục điên cuồng. Một gã thanh niên nam tử trực tiếp xông tới, trạng thái phòng ngự triển khai toàn bộ, cẩn thận đáp xuống trên thân yêu thú kia, quan sát một hồi. Mới nhẹ thở ra nói. Quả nhiên đã chết rồi, lần này chúng ta nhặt được tiện nghi lớn rồi. 6 người khác cũng đại hỉ, nhao nhao bay tới, đáp xuống 4 phía yêu thú bắt đầu dò xét. Một nữ tử trẻ tuổi vươn tay khẽ vuốt ve ra lông yêu thú kia, giận dữ nói. Thật đáng tiếc a, một đầu thỏ lam đáng yêu như thế, rốt cục là chết thế nào? Sư phó, ngươi nhìn ra đẳng cấp con yêu thú này không? Một phu nhân cung trang vươn tay ra đánh một đạo quang mang lên người con thỏ, lập tức có một đạo hồ quang điện màu xanh ra trời bắn ra, khiến hào quang kia tản mất. Yêu thú cửu giai, lại còn là lôi thuộc tính. Mỹ phụ kinh hỉ nói. Mễ trưởng lão, lần này chúng ta thu hoạch lớn rồi. Lão giả lĩnh đội mễ trưởng lão kia cũng tay vuốt chòm râu cười, nói. Càng khó được chính là thi thể nguyên vẹn như vậy, ngay cả da lông cũng không bị nát. Tựa hồ là bị lực lượng cường đại trực tiếp đánh vào trong cơ thể, chấn vỡ nội phủ mà vong. Con thỏ nguyên vẹn này đủ để trở thành vật áp trục trong đấu giá hội đỉnh cấp rồi. Tên nam tử trẻ tuổi tới đầu tiên kia cảnh giác nhìn qua mọi nơi, ngưng giọng nói. Có thể trực tiếp đánh chết yêu thú cường đại như thế, có thể thấy đối thủ là một tồn tại khủng bố, nơi này cũng không an toàn a. Mễ trưởng lão gật đầu nói. Phi Vũ nói rất đúng, nơi đây không nên ở lâu. Hắn đang muốn ra tay thu con thỏ kia, đột nhiên một đạo lôi quang ngang trời mà đến. Lôi quang ngưng tụ không tan phía trên con thỏ kia, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người lộ ra thân hình thanh tú, lạnh nhạt nói. Con thỏ này là của ta. Lý Vân Tiêu. Nam tử trẻ tuổi kia lắp bắp kinh hãi, lập tức liền bình tĩnh lại, nói. Thật sự là trùng hợp a, vậy mà ở đây cũng có thể gặp Vân Thiếu. Mấy người còn lại nghe xong sắc mặt đều biến hóa. Cái tên này mấy ngày gần đây như mặt trời ban trưa, có thể nói là thiên hạ không ai không biết cả. Lý Vân Tiêu nhìn nam tử trẻ tuổi kia, mới nhẹ nhàng gật đầu nói. Thì ra là Phi Vũ huynh của Vạn Bảo Lâu, Tống Nguyệt Dương thành từ biệt, thật là nhung nhớ a. Mễ trưởng lão động dung nói. Ngươi chính là Lý Vân Tiêu, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, một đời nhân vật mới đuổi người cũ a. Mấy người khác cũng thập phần tò mò nhìn Lý Vân Tiêu. Muốn nhìn một chút xem vị thiếu niên thiên tài danh chấn thiên hạ này rốt cuộc có bộ dạng gì. Lệ Phi Vũ cười nói. Mọi người không cần khẩn trương, Vân Thiếu là người quen, bằng hữu. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Quả thật, nhưng, quen thuộc thì quen thuộc, nhưng con thỏ này là của ta. Mấy người đều sững sờ, đây rõ ràng là con thỏ bọn hắn phát hiện ra trước, đối phương không ngờ lại vô lễ như thế. Mễ trưởng lão cũng hơi có chút không thoải mái, khẽ nói. Ngươi nói là của ngươi thì của ngươi sao? Có chứng cứ gì không?
Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy đau đầu, nếu nói con thỏ này là mình giết chết, đoán chừng cũng không ai tin, căn bản không lấy ra được chứng cứ để giải thích, chỉ đành lần nữa nói. Không có chứng cứ, nhưng đích thật là của ta. Hừ, ngươi không phải định nói con thỏ này là ngươi giết đấy chứ? Phu nhân cung trang kia cũng ẩn ẩn có chút nộ khí rồi, mỉa mai nói. Người trẻ tuổi có chút ngạo khí là chuyện tốt, nhưng làm người phải làm đến nơi đến chốn, hơn nữa Vạn Bảo Lâu chúng ta cũng không phải quả hồng mềm dễ khi dễ đâu. Trái lại, rất có thể là một con nhím đấy. Lệ Phi Vũ vội hỏi. Mọi người đừng tức giận, chuyện gì cũng từ từ. Hắn cũng sợ chơi cứng, chẳng biết tại sao, Lý Vân Tiêu Thủy Chung mang đến cho hắn một loại cảm giác giữ kín như bưng, có loại cảm xúc cực kỳ không muốn đối địch. Hắn nhìn qua Lý Vân Tiêu, khó xử nói. Vân Thiếu, con thỏ này đích thật là chúng ta phát hiện trước, người nói người không có chứng cứ, vậy bảo mọi người sao tin phục. Nếu là yêu thú bình thường thì người cầm đi thì cũng thôi đi, đây chính là một đầu yêu thú lôi hệ cửu giai hiếm thấy, hơn nữa giống kỳ lạ, rất có khả năng là tồn tại độc nhất vô nhị, giá trị khó có thể đánh giá, thật sự khiến chúng ta rất khó sửa. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ta hiểu rõ, nhưng con thỏ này đích thật là ta giết. Như vậy đi, ta chỉ muốn nội đan của nó là được, còn lại các ngươi đều cầm lấy đi. Nội đan yêu thỏ này cũng là bảo bối lôi hệ cửu giai, cầm lấy đi luyện dược nuốt vào, đối với lôi quyết thần thông của hắn cũng rất có ích lợi, là thứ không thể buông tha được. Lệ Phi Vũ nghe được trong lòng đại chấn, hắn hiểu rõ tính cách Lý Vân Tiêu, tuy rằng cuồng vọng không bị trói buộc, có đôi khi làm việc thiên mã hành không, không theo như trương ra bài, nhưng con người cực kỳ cao ngạo. Căn bản sẽ không vì một con thỏ lại đi nói dối. Người như vậy cao ngạo đến cực điểm, không chỉ sẽ không gạt người, hơn nữa nhiều khi cũng lười giải thích gì đó với ngươi. Nếu nói như thế, vậy thực lực Lý Vân Tiêu. Trong lòng Lệ Phi Vũ nhấc lên sóng to gió lớn, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua Lý Vân Tiêu, thoáng cái ngốc trệ ở đó. Nội đan chính là thứ giá trị lớn nhất trong yêu thú, ngươi cầm đi nội đan, giá trị con thỏ này ít nhất thấp xuống 2/3 rồi. Một đạo thanh âm như chuông bạc vang lên, đúng nữ tử trẻ tuổi trong mọi người, sau khi nói một câu, phát hiện tất cả mọi người đều nhìn mình liền vội vàng lúng túng trốn đến sau lưng phu nhân cung trang. Phu nhân cung trang một tay che chở nàng, một mặt nói. Thu Linh nói không sai, trước khi không thể chứng minh con thỏ này thuộc về ngươi, trực tiếp mở miệng muốn nội đan, căn bản là chuyện không thể. Về phần ngươi nói ngươi giết con thỏ này, ha ha, cũng không sợ người chê cười sao. Trên mặt phu nhân cung trang lộ ra vẻ khinh miệt và mỉa mai không chút che giấu. Lý Vân Tiêu tuy nói là trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhưng cũng chỉ là võ tôn thôi, có thể khắc chế võ đế đê giai nhất tinh nhị tinh cũng đã là cực hạn, chống lại loại yêu thú cửu giai này căn bản không có khả năng chiến thắng, huống chi yêu thú trong địa lão thiên hoang còn cường đại hơn trong thiên võ giới rất nhiều. Lý Vân Tiêu cũng không tức giận, lạnh nhạt nói. Vậy phải làm sao chứng minh đây? Phu nhân cung trang cười nhạo nói. Đơn giản, trừ phi ngươi có thể đánh thắng ta. Ta mặc dù bất tài, nhưng cũng là võ đế tứ tinh hàng thật giá thật, cũng không có lá gan dám khoác lác có thể giết chết con thỏ này. Nếu ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại, vậy thì thành thành thật thật đến từ đâu thì về nơi đó đi. Lệ Phi Vũ trong lòng quính lên, muốn mở miệng ngăn cản, nhưng lại một loại cảm xúc khiến hắn trầm mặc. Hắn mặc dù cực kỳ tin tưởng lời Lý Vân Tiêu nói. Nhưng vẫn không dám, cũng không muốn đi tin tưởng thực lực của hắn. Hắn thà rằng cho rằng Lý Vân Tiêu là bằng vào át chủ bài cường đại nào đó, mà không phải chiến lực chân chính, cho nên hắn cũng rất muốn xem thử đối thủ tiềm ẩn này mạnh đến mức nào. Mễ trưởng lão nhíu mày, ngâm giọng nói. Lục Nam, không thể lấy lớn hiếp nhỏ. Quan hệ giữa Vạn Bảo Lâu chúng ta và Vân Thiếu gần đây không tệ, quyết không thể vì một con thỏ mà tổn thương hòa khí. Quyền sở hữu con thỏ này không bằng đợi sau khi ra khỏi địa lão thiên hoang lại nói, trước tiên cứ để ta đảm bảo đi. Phu nhân cung trang vội vàng nói. Vâng, tất cả do mễ trưởng lão làm chủ. Lý Vân Tiêu nói. Chậm đã, vẫn nên đánh một trận đi, không mất bao lâu cả. Ta nóng lòng đạt được nội đan con thỏ này, còn có chuyện quan trọng, không cách nào trì hoãn quá lâu, tốc chiến tốc thắng đi. Sắc mặt bảy người đều đại biến. Một bên khiếp sợ vì lời Lý Vân Tiêu nói. Vậy mà lại nói chuyện đánh một trận với võ đế tứ tinh hời hợt như vậy, một bên cũng bị lời này chọc tức, cũng quá không để mắt tới Vạn Bảo Lâu bọn hắn rồi. Phu nhân cung trang giận quá thành cười, cười to nói.
ha ha, tốc chiến tốc thắng, tốt một cái tốc chiến tốc thắng, Mễ trưởng lão, Vạn Bảo lâu chúng ta nể mặt người ta, nhưng người ta lại không nể tình đây này. Mễ trưởng lão cũng dâng lên nộ khí, khẽ nói. Đã như vậy, Lục Nam, người Tề ra tay đi, lãnh giáo thực lực vị nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân này một chút, để hắn phân rõ khác biệt giữa nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân và đệ nhất thiên hạ là thế nào. Đúng vậy, đúng vậy. Phu nhân cung trang cười lạnh nói. Nếu không giáo huấn hắn, hắn thật cho mình là đệ nhất thiên hạ do ỏi. Theo ta thấy ra, thực lực của hắn còn chưa hẳn đã được như Phi Vũ, thật không biết danh xưng này làm sao có được nữa. Lý Vân Tiêu nói. Ngàn vạn đừng hạ thủ lưu tình, ta không hy vọng ngươi thua còn kiếm cớ nói không xuất toàn lực, như vậy đối tu vị võ đạo tương lai của ngươi không tốt đâu. Phu nhân cung trang thiếu chút nữa đã tức đến thổ huyết, cắn răng nói. Đa tạ hảo ý, ngươi có thể đi chết rồi. Thân ảnh của nàng khẽ động, hóa thành một đạo lăng lệ ác liệt hào quang tự xông tới, một đầu như xà trường tiên tản mát ra huyết tinh chi khí, hung hăng rút đi lên. Một đạo hồng mang hiện lên, roi trực tiếp đánh vào trên người Lý Vân Tiêu, ba một tiếng lập tức đánh tan hắn, dĩ nhiên là một đạo tàn ảnh. Chân thân Lý Vân Tiêu đã đến sau lưng phu nhân cung trang, sau đó liền vươn chỉ ra, một đầu lôi long xuất hiện. Thật nhanh! Trong lòng phu nhân cung trang cả kinh, thu hồi khinh thường trong lòng, rót vào nguyên lực trường tiên, khiến nó cứng rắn như một thanh bảo kiếm, ồ ồ quất xuống, ba một tiếng đánh tan lôi long kia, lôi điện nổ tung bốn phía. Lý Vân Tiêu đã hóa thân lôi đình, hiển hiện trên trời cao, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải xuất ra cái búa kia đánh mạnh xuống, một đạo lôi đình như thiên kiếp đánh đến, lập tức xẹt qua ngàn mét, lao tới phu nhân cung trang kia. Tất cả mọi người trong lòng đều dùng mình, khó trách Lý Vân Tiêu một mực chắc chắn muốn lấy nội đan yêu thỏ này, thì ra thần thông lôi điện của hắn mạnh như thế. Lệ Phi Vũ càng thấy kinh hãi không thôi, lúc ở Tống Nguyệt Dương Thành. Lý Vân Tiêu tuy rằng cũng thi triển ra thủ đoạn thân hóa lôi đình, nhưng dù sao không phải thần thông chủ yếu của hắn, nhưng tình hình hiện giờ mà xem, thần thông lôi đình này vậy mà cường đại như vậy. Thần sắc phu nhân cung trang ngưng tụ, lôi đình chi uy này tuy rằng không đáng sợ, nhưng không phải không thể ngạnh kháng, dưới chân nàng đột nhiên dẫm ra một bộ pháp, toàn thân bỗng nhiên hóa thành một trận gió, liền biến mất tại chỗ, cuốn tới chỗ Lý Vân Tiêu. Trong gió truyền đến âm thanh lạnh như băng, nói. Mặc dù thần thông cường thịnh trở lại, cũng chỉ là bí thuật thôi. Cửu thiên đế khí chính là thiên địa chính đạo, trấn áp tất cả quỷ mị võng lược. Vậy sao? Lý Vân Tiêu nói khẽ, hai tay lại không dừng lại chút nào, trước người ngưng ra tinh hoàn kia, trực tiếp đánh ra ngoài. Trận gió kia tựa hồ đã nhận ra gì đó, lập tức đình chỉ tiến lên, hiện ra thân hình cung trang mỹ phụ, kinh hãi nhìn qua chàng năng tràn ngập lôi điện kia, vậy mà có thể chống lại đế khí của mình. Đáng chết! Trường tiên phu nhân cung trang lập tức phá phong, một đạo hắc mang trong đó hóa thành một đầu trường xà lưng đầy vẩy, lao tới chỗ tinh hoàn kia. Tinh hoàn mãnh liệt ép xuống. Trong thiên địa một mảnh thanh âm thê lương ô ô, trên thân trường xà không ngừng truyền đến hồ quang điện chớp động, còn có tiếng bạo liệt bang bang, giống như một cây xương cột sống nổ bung từng cái vậy. Sắc mặt phu nhân cung trang đại biến, trong mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin, trường tiên kia cùng nàng tâm thần tương liên. Tự nhiên biết rõ đã bị thương tổn thương, vội vàng thu trở về, nàng lần nữa hóa thành một đạo gió lốc, muốn né khỏi uy áp của tinh hoàn. Tất cả mọi người đều chấn động, tuyệt đối không ngờ phu nhân cung trang vậy mà rơi xuống hạ phong. Sắc mặt Lý Vân Tiêu bình tĩnh, một tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, tinh hoàn kia tùy tâm sở dục biến hóa lấy, càng lúc càng lớn, bao phủ một phương, phàm là dưới vòm trời đều không thể né tránh, phi tốc bao trùm tới phu nhân cung trang kia. Địa long nghịch thế. Phu nhân cung trang thấy tránh cũng không thể tránh, cũng trở nên hung ác, trường tiên hoành ở trước người, trực tiếp nghịch thiên mà lên, căng không gian lôi đình màu xanh ra trời kia ra, hắc khí và lam quang đan vào cùng một chỗ, hình thành một bức kỳ cảnh trên bầu trời. Ầm ầm, hai cổ lực lượng rốt cục trùng kích lẫn nhau, chợt nổ tung lên, nháy mắt tinh hoàn nổ bung chợt hiện ra ma ha cổ văn, lôi điện chi lực chấn khắp bốn phía, quét ngang tất cả. Mà địa long trường tiên màu đen lại phá tan thế giới điện quang màu xanh ra trời, mọc lên như nấm, một đầu thăng long mà lên. Mọi người Vạn Bảo lâu đã triệt để sợ ngây người, hai người đánh một trận, vậy mà lộ ra thế hòa không phân thắng bại, mà nhìn sắc mặt phu nhân cung trang, tựa hồ còn rơi xuống hạ phong. Lệ Phi Vũ càng ngây ra như phỗng,
chỉ có hắn hiểu được, Lý Vân Tiêu còn có đại lượng thủ đoạn chưa từng thi triển, nếu bày ra hết, Lục Nam đại nhân sợ rằng khó mà thắng được. Dừng tay. Mễ trưởng lão rốt cục ngồi không yên nữa, trầm giọng quát. Lý Vân Tiêu sau khi bị phá tinh hoàn, đang định vận dụng kiếm đồ, nghe thấy Mễ trưởng lão vừa quát, lúc này liền ngừng lại. Hắn cũng không muốn trở mặt với Vạn Bảo Lâu, dù sao kiếp trước và kiếp này đều rất hòa hợp. Sắc mặt phu nhân cung trang đã triệt để phát xanh phát tím rồi, các loại cảm xúc hoảng sợ, khiếp sợ, xấu hổ và giận dữ, cảm thấy khó xử. Đều hiện lên trên mặt, nàng cũng biết nếu mình tiếp tục đánh, khả năng bại trận sẽ rất lớn. Mễ trưởng lão nói, trận chiến vừa rồi thật khiến ta mở rộng tầm mắt, danh tiếng Vân Thiếu, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Vân Tiêu thu liếm khí thế trên người, từ không trung bay xuống, lạnh nhạt nói. Mễ trưởng lão quá khen, hiện giờ nội đan yêu thỏ này, ta có thể cầm rồi chứ? Đương nhiên, mễ trưởng lão đột nhiên trở nên hào phóng, làm ra thủ thế tùy ý, cười nói. Vân Thiếu nếu đã chứng minh con thỏ này là ngươi giết chết, vậy thì tất cả tự nhiên đều của ngươi rồi, chúng ta sao không biết xấu hổ lấy các bộ phận khác được chứ? Lý Vân Tiêu nói, thực không dám giấu giếm, ta và yêu thỏ này đánh một trận mở ra thông đạo không gian, trực tiếp bị truyền tống đến tận đây. Bản thân ta cũng bị trọng thương, chỉ vừa mới khôi phục xong, không nghĩ đến chư vị lại tiến vào. Trong lòng mọi người càng giật mình, trong lòng Lệ Phi Vũ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác Lệ Phi Vũ, chênh lệch giữa hai người càng lúc càng lớn, tựa hồ khó mà cùng đẳng cấp, mà mình chỉ có thể nhìn qua bóng lưng đối phương, càng chạy càng xa. Mễ trưởng lão ngăn chặn kinh hãi trong lòng, cười lớn nói. Thì ra là thế. Nếu Vân Thiếu không triển lộ thực lực, quả thật rất khó khiến người tin tưởng, hiện giờ đã xác nhận, vậy thì không có gì hiểu lầm nữa rồi, con thỏ ấy Vân Thiếu đều cầm đi đi. Lý Vân Tiêu cũng không khách khí, hắn cũng không phải loại cự phú như Vạn Bảo Lâu, về sau còn cần rất nhiều tài nguyên, hắn vỗ cái trán con thỏ kia, lập tức thu vào trong giới thần bi. Mọi người Vạn Bảo Lâu thấy thế đều cực kỳ đau lòng, tông môn mặc dù có tiền, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn cũng có tiền a. Lý Vân Tiêu thu hồi con thỏ, cáo từ nói. Hiểu lầm đã giải, ta còn có chuyện quan trọng nơi người, trước hết xin cáo từ. Mễ trưởng lão vội vàng nói. Vân Thiếu chậm đã, lão hủ có việc hỏi. Lý Vân Tiêu xoay người lại, hỏi. Là chuyện Tống Nguyệt Dương thành sao? Đúng vậy. Mễ trưởng lão vẻ mặt nghiêm nghị, nghiêm mặt nói. Tống Nguyệt Dương thành chính là thành của Thương Minh, vậy mà hủy hoại chỉ trong chốc lát, thiên hạ kinh hãi. Càng khiến cho người khó có thể dễ dàng tha thứ là đến giờ vẫn chưa tìm được hung thú, còn có vấn đề hạc lạc của trưởng lão bổn phái, cũng khiến người rất lo lắng. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ngày đó sau khi Phi Vũ Huynh rời đi, ta cũng trực tiếp mở ra thông đạo chạy thoát, chuyện lúc sau không rõ nữa. Ta cũng rất muốn biết tình huống về sau, chẳng lẽ dùng thực lực Thương Minh, còn chưa tra ra mánh khóe? Hay là căn bản không đi tra xét? Sắc mặt Mễ trưởng lão biến hóa. Ngưng giọng nói. Vân Thiếu suy nghĩ nhiều, đầu sỏ gây nên việc này là Tứ Cực Môn đã người đi nhà trống, mấy tên yêu tộc kia đã bị truy nã khắp thiên hạ, lại không có chút manh mối nào cả. Lý Vân Tiêu khinh thường mỉa mai nói. Nếu thật muốn tra, nội tình mà không tra ra, sợ là hiện giờ Thương Minh đang bận phân cách lợi ích mà Tứ Cực Môn lưu lại a. Mễ trưởng lão nói. Lợi ích tự nhiên phải phân, cái này không có gì phải giấu giếm cả. Nhưng hung thủ cũng một mực đang truy tra, nếu Vân Thiếu không thể cung cấp thêm manh mối, vậy thì không quấy rầy Vân Thiếu nữa. Lý Vân Tiêu trong lòng khẽ động, đột nhiên hỏi. Mễ trưởng lão, người có từng nghe qua một người là Lục Giản Bác không? Lục Giản Bác? Mễ trưởng lão nhíu mày, suy tư một hồi mới lắc đầu nói. Chưa từng nghe qua, người này có đặc thù gì? Nếu Vân Thiếu muốn tìm người thì có thể phó thác cho Vạn Bảo Lâu chúng ta, nhất định sẽ có tin tức. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, nói. Hàng ổ Thương Minh các người bị người bứng lấy cũng không tìm thấy hung thủ, còn giúp ta tìm người kiểu gì. Cáo từ. Hắn thấy mễ trưởng lão này không giống như giả vờ, như vậy Lục Giản Bác hơn phân nửa không phải người Thương Minh, cũng không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền hóa thành một đạo lôi điện mà đi. Người Vạn Bảo Lâu còn lại hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho phải. Hừ, Lý Vân Tiêu này cũng quá vô lý rồi. Chúng ta hảo tâm giúp hắn tìm người, còn mỉa mai chúng ta. Nữ tử trẻ tuổi kia bĩu môi, vẻ mặt không cao hứng nói.
Lệ Phi Vũ cười khổ nói. Tuy rằng khó nghe một chút, nhưng hắn nói không sai. Chúng ta ngay cả những hung thủ kia cũng tìm không ra, sao còn không biết xấu hổ nói giúp hắn tìm người chứ? Sắc mặt Mễ trưởng lão có chút âm trầm bất định, mở miệng nói. Lục Nam, vừa rồi nếu tiếp tục đánh tiếp, ngươi có phần thắng không? Mọi người đều giật mình, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía phu nhân cung trang. Phu nhân cung trang sau trận chiến ấy vẫn còn xanh mặt, chưa từng mở miệng nói một câu, giờ phút này bị Mễ trưởng lão hỏi, lập tức cắn răng nói. Không hề có phần thắng. Nửa ngày, nàng lại bổ sung nói. Hơn phân nửa là bại. Vài tên đệ tử trẻ tuổi đều kinh hãi, dùng tu vi của bọn hắn cũng chỉ thấy vừa rồi hai người đánh ngang tay, mà theo bọn hắn phỏng đoán, hơn phân nửa là phu nhân cung trang không dùng hết toàn lực, không thể tưởng được chân tướng lại điên đảo như vậy. Trên mặt Mễ trưởng lão hiện lên một tia hàn khí, nói. Nếu ta và ngươi liên thủ, có nắm chắc 100% bắt được hắn không? Chúng đệ tử trong lòng càng kinh hãi, Mễ trưởng lão chính là cường giả võ đế ngũ tinh A, nhất tinh nhất thiên địa, coi như là võ đế tứ tinh muốn từ trong tay hắn chạy thoát, nắm chắc cũng không lớn A. Rõ ràng còn hỏi chuyện liên thủ. Lệ Phi Vũ cũng hoảng hốt nói. Mễ trưởng lão, Lý Vân Tiêu kia. Mễ trưởng lão vươn tay cắt đứt lời hắn, ngưng trọng nhìn qua phu nhân cung trang. Sắc mặt phu nhân cung trang cũng thay đổi mấy lần, cắn răng nói. Mễ trưởng lão, ta thật sự không biết nhưng trong lòng lại có cảm giác, thực lực chân thật của Lý Vân Tiêu kia đủ để chống lại ngài, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều rồi. Chúng nhân đều hoảng sợ, kể cả Lệ Phi Vũ, đều tràn đầy vẻ không tin. Gương mặt Mễ trưởng lão cũng run rẩy vài cái, hai tay thả lỏng phía sau, mới chậm rãi nói. Vừa rồi, may mắn ta chế trụ sát cơ trong lòng, nếu không thì phiền toái. Trong lòng mọi người đều giật mình. Sống lưng đều đổ ra mồ hôi lạnh. Lý Vân Tiêu sau khi rời khỏi mọi người vạn bảo lâu, tiếp tục lấy huyết nguyệt làm mục tiêu, chạy về hướng đông nam. Mấy ngày về sau, hắn dừng lại trên không một mảnh sơn mạch, tùy tiện tìm một đỉnh núi bằng phẳng đáp xuống, sau khi tế ra giới thần bi liền trực tiếp bay vào trong. Thi thể con thỏ kia lơ lửng trên không trung, mà huyền lôi kinh vân hống chẳng biết lúc nào đã xuất hiện bên người con thỏ kia, vây quanh nó bay lên bay xuống. Tựa hồ cảm thấy hết sức hứng thú. Lý Vân Tiêu nhẹ kêu nói. Ân, ta ngược lại quên mất thứ này cũng là yêu thú lôi hệ, chỉ là thực lực quá yếu, lôi điện chi lực không có chút tác dụng với ta. Huyền lôi kinh vân hống giờ phút này cũng có thực lực võ tôn bát giai võ tôn, nhưng còn chưa đủ Lý Vân Tiêu đá một cước, nó tựa hồ có thể nghe hiểu lời Lý Vân Tiêu, ủy khuất nằm sấp ở một bên, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm, ồ ồ tựa hồ đang kháng nghị. Mau cút đi. Lý Vân Tiêu lâm không đá tới một cước, huyền lôi kinh vân hống hoảng sợ nhảy dựng lên, muốn tránh né, nhưng sao có thể né được, trực tiếp bị Lý Vân Tiêu đá một cước bay ra xa mấy ngàn thước, lúc này mới rất xa đứng trên không trung, không dám tới gần. Lý Vân Tiêu lúc này mới nhìn về phía con thỏ kia, thần thức quét qua lập tức định vị chỗ nội đan của nó, lâm không nhẹ điểm qua một chỉ. Phốc một tiếng, trước ngực con thỏ vỡ ra một lỗ máu, một đạo máu tươi tinh tế bắn ra. Sau đó một đoàn hào quang màu xanh ra trời chậm rãi tràn ra, bay vào trong tay Lý Vân Tiêu, tê tê ản mát ra năng lượng bành trướng. Hạt châu này nếu trực tiếp nuốt vào thì cũng quá đáng tiếc, nhưng ta hiện giờ lại không đủ tài liệu và thực lực đi luyện chế nó. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào nội đan màu xanh ra trời óng ánh kia một hồi, tiếc nuối thở dài, đang định một ngụm nuốt mất. Đột nhiên một tiếng giống truyền đến, huyền lôi kinh vân hống vọt mạnh tới, trong đôi mắt phát ra quang mang màu vàng. Miệng há ra vô cùng lớn, đáp xuống, muốn cắn lấy nội đan con thỏ kia. Lý Vân Tiêu giơ chân lên, trực tiếp giẫm lên mặt nó, quát. Dám giật đồ với ta, người muốn chết sao? Hống hống hống. Huyền lôi kinh vân hống dốc sức liều mạng giãy giụa lấy, không chịu buông tha, khát vọng nội đan kia tới cực điểm. Từng đạo hồ quang điện màu vàng từ trên người huyền lôi kinh vân hống chuyển ra, bắn lên chân Lý Vân Tiêu, phát ra một mảnh kim quang. Dù sao ngươi bảo bối nhiều, thứ này cho nó ăn đi. Một đạo nhân ảnh hiển hiện trên bầu trời, đúng là Nhạc Cửu Lâm, hắn cũng tu luyện công pháp lôi hệ, hơn nữa ở chung với huyền lôi kinh vân hống vô cùng tốt, không đành lòng thấy nó như thế. Huyền lôi kinh vân hống cũng lộ ra vẻ mặt cầu khẩn, hai mắt vẫn không rời khỏi miếng yêu đan kia. Lý Vân Tiêu cũng từng nghĩ qua chắt lọc lôi điện trên người huyền lôi kinh vân hống,
từ sau khi bước vào võ tôn, lôi điện chi lực của Huyền Lôi Kinh Vân Hống cũng sinh ra dị biến nhất định, lộ ra một mảnh vàng óng ánh, nhưng thực lực của nó không đủ, lôi đình kia tuy rằng rất có uy lực, đối với hắn lại không trọng dụng. Trừ phi có thể bồi dưỡng Huyền Lôi Kinh Vân Hống đến trình độ cửu thiên võ đế, nhưng chuyện này hoàn toàn là không có tiền lệ. Mặc dù là bước vào võ tôn, cũng là dị số trong vạn không một rồi. Mà thôi, cho xúc sinh người đi. Lý Vân Tiêu cong ngón búng ra, nội đan màu xanh ra trời kia hóa thành một đạo đường vòng cung, trực tiếp đánh vào trong miệng Huyền Lôi Kinh Vân Hống. Bộ lông toàn thân Huyền Lôi Kinh Vân Hống đều dựng lên, ngửa mặt lên trời không ngừng giống to, bộ lông màu vàng kia đột nhiên thoáng cái hóa thành màu lam nhạt, từng đạo lôi quang màu xanh ra trời từ trong thân thể nó bắn ra, không ngừng lập lòe trên không trung. Lý Vân Tiêu và Nhạc Cửu Lâm sửng sốt một chút, không thể tưởng được thậm chí có phản ứng lớn như vậy, bất quá nội đan con thỏ kia là cửu giai, Huyền Lôi Kinh Vân Hống muốn hấp thu, sợ rằng cũng phải mất một phen công phu. Con thỏ này ngoại trừ nội đan ra, huyết dịch cũng là vật khó được, đợi xúc sinh này ăn xong, ngươi cho nó phục dụng một ít máu, có thể sẽ khiến thân thể được cải tạo nhất định cũng nên. Lý Vân Tiêu phân phó Nhạc Cửu Lâm, Lâm không điểm tay, mấy đại khiếu huyệt trên người con thỏ kia lập tức bạo khai lỗ máu, đại lượng máu tươi tuôn ra như suối phun, dưới khống chế của hắn, hội tụ vào trong mấy dụng cụ thủy tinh, sau đó giao một cái cho Nhạc Cửu Lâm. Con thỏ kia mất đi nội đan, lại bị rút sạch huyết dịch, cả người trực tiếp khô quắt lại, trở thành da bọc xương nằm rạp trên mặt đất, không còn bất kỳ hào quang nào cả. Giờ phút này thứ giá trị trên người nó chính là một thân da lông màu lam nhạt và cốt cách kia rồi. Lý Vân Tiêu sau khi dặn dò liền đi ra khỏi giới thần bi, nhìn qua sơn mạch không ngớt này, lộ ra vẻ do dự. Phiến di tích mà Đặng Phi Vũ nói cho hắn cách hương bắc phiến sơn mạch này mấy vạn dặm. Tính toán thời gian cũng đã ở trong địa lão thiên hoang này hơn nửa tháng, nếu lại đi tới di tích kia, sợ rằng không có thời gian đi lấy thiên tư nữa. Hắn ngược lại cũng không lo lắng thiên tư sẽ bị những người khác lấy được, bởi vì từ truyền thừa trên vương tọa mà xem, muốn mở ra thiên tư, nhất định phải có nguyệt đồng chi lực. Nói cách khác chỉ có mình hắn mới có khả năng lấy được thiên tư. Nhưng tất cả cũng có ngoại lệ, ví dụ như Khương Sở Nhiên. Khương Sở Nhiên chính là cường giả võ đế cửu tinh đỉnh phong, cao thủ thiên hạ đều biết, có lẽ có thể bằng vào thực lực cưỡng ép lấy được thiên tư cũng không chừng. Cân nhắc một chút, sau khi suy nghĩ Lý Vân Tiêu liền quyết định buông tha cho di chỉ mà Đặng Phi Vũ chỉ, mà toàn lực chạy về hướng đông nam. Mấy ngày sau, rốt cục bay đến khu vực biên giới một mảnh đầm lầy, bắt đầu tiến vào trong hoang mạc ở hướng đông nam huyết nguyệt. Vừa bước vào phiến hoang mạc, hắn liền cảm thấy nguyên lực chấn động rất mạnh truyền đến, phía trước có người đang chém giết nhau, thực lực đều không quá mạnh, căn bản là tồn tại cấp bậc võ tôn. Hơn 10 người vây quanh một đầu yêu thú như thạch đầu mà công kích, nhan sắc thân thể yêu thú kia cơ hồ giống hệt cát trên hoang mạc, hơn nữa thỉnh thoảng còn chui xuống dưới đất, tới vô ảnh đi vô tung. Mọi người chớ nhụt chí, con yêu thú này đã là nỏ mạnh hết đà rồi, chúng ta liên thủ đánh chết nó, coi như không uổng một chuyến đi địa lão thiên hoang rồi. Trong đó một gã cường giả võ tôn thanh y áo dài trầm giọng quát, hắn là người thực lực tương đối cao trong đám người, trong mơ hồ trở thành thủ lĩnh của mọi người. Trong 10 người này võ tôn cao giai chỉ có 3 người, còn lại thực lực rất bình thường, nhưng thắng ở nhiều người, phối hợp phi thường tốt, cũng không có xuất hiện tình huống thương vong. Lý Vân Tiêu ẩn dong hư không, thần thức quét vào trong đất sỏi kia, lộ ra thần sắc cổ quái. Yêu thú như hòn đá kia vậy mà cùng chủng loại hình với hồ lô tiểu kim cương của hắn, tựa hồ là biến thể của thạch thú, nhưng thực lực còn cao hơn thạch thú một bậc. Phanh! Coi chừng! Thạch thú kia đột nhiên lao ra, trực tiếp hất một gã cường giả cổ quái lên trên trời, may mắn tên võ tôn kia đã sớm có phòng bị, tuy rằng bị cự lực trùng kích, phun ra vài búng máu nhưng tánh mạng không vấn đề gì cả. Nhưng thạch thú kia xông lên cũng không dừng lại, mà như hỏa tiễn trực tiếp lên không, hất tên võ tôn kia lên không cả ngàn mét. 3. Từ trên trời cao đến một tiếng khiến người sợ hãi, thạch thú kia trực tiếp bắt lấy tên cường giả võ tôn kia xé hai nửa. Hai mảnh thi thể cùng nội tạng rơi xuống là tả, tràng diện huyết tinh khủng bố. Cái gì, đáng chết a! Tên kia cường giả võ tôn cửu tinh thanh y áo dài kia kinh giận hét lớn. Đúng là cơ hội tốt, ngàn vạn đừng để nó rơi lại vào đá sỏi, lập tức chặn giết trên không đi. Một đạo kiếm quang bay lên đầu tiên, nam tử thanh y nhân kiếm hợp nhất chém lên. Sách lược của hắn phi thường chính xác,
thạch thú này ở giữa không trung ít nhất uy lực phải giảm hơn phân nửa. Phanh! Một kiếm trực tiếp chém lên nắm đấm thạch thú, kiếm quang nhập vào cơ thể mà qua, nam tử thanh y đại hỉ, lực lượng thạch thú quả nhiên yếu đi rất nhiều, tay kia hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết, trực tiếp đánh ra mấy đạo quyền mang lợi hại, oanh kích qua. Rầm rầm rầm! Thân thể thạch thú như đống cát liên tiếp nổ bung, bạo phát hoàn toàn thay đổi. Mọi người bên dưới thấy thế, cũng đều lộ vẻ vui mừng, nhao nhao phóng lên trời, liên thủ công kích lên, không ngừng đánh lên thân thể thạch thú, chiếm hết thượng phong. Đương! Đột nhiên một đạo tiếng chuông lăng không vang lên, thanh dương xa xưa, phảng phất đến từ đầu bên kia vô cùng vô tận, cũng như vang lên ngay trong lòng mình, tất cả mọi người lập tức thất thần. Đương! Đạo tiếng chuông thứ hai nối tiếp đến, lần này lại không được thích ý vậy nữa, mà như một thanh đại chùy đột nhiên lâm không nện xuống, chấn trên lồng ngực mỗi người. Phốc! Tất cả mọi người đều bị chấn ra một ngụm máu tươi, trên mặt lấy làm kinh ngạc, mặc dù là tên nam tử thanh y kia cũng bị tiếng chuông chấn cho miệng lớn thổ huyết, rốt cuộc bất chấp thạch thú, cực kỳ hoảng sợ đề phòng. Thạch thú kia có cơ hội thở dốc, thân thể không trọn vẹn còn lại trực tiếp rơi xuống dưới. Chui vào trong đá sỏi lần nữa biến mất không thấy. Người phương nào, là vị đại nhân nào? Nam tử thanh y cố nén sợ hãi bất an trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Nếu đúng là có địch ý thì sợ rằng mọi người ở đây khó tránh khỏi sát thủ. Các ngươi đi đi, con yêu thú này ta muốn rồi. Thanh âm Lý Vân Tiêu nhàn nhạt truyền đến. Sắc mặt nam tử thanh y lúc này mới hơi trì hoãn, trùng trùng điệp điệp thở ra. Hắn nghe ra trong giọng nói của đối phương cũng không có ác ý. Ngươi nói muốn liền được sao? Ngươi có biết chúng ta vì vây giết con yêu thú này đã mất bao lâu, chết bao nhiêu chiến hữu không? Một gã nam tử võ tôn thất tinh tức giận nói. Ngươi ngược lại rất tốt, một câu ngươi muốn liền muốn lấy đi, thiên hạ nào có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Hiện giờ thạch thú quay về đại địa, muốn tìm ra nó, thật sự là ngàn khó muôn vàn khó khăn rồi. Sắc mặt nam tử thanh y đại biến, vội vàng quát. Ngu xuẩn, câm miệng. Hắn đổ mồ hôi lạnh, sợ rằng người trong hư không kia tức giận, một chiêu giải quyết toàn bộ bọn họ. Người còn lại tuy rằng trong lòng phẫn nộ không thôi, nhưng cũng không dám lên tiếng. Toàn bộ không trung trầm mặc một chút, thanh âm Lý Vân Tiêu lần nữa truyền đến, nói. A, ngươi rất không phục a. Một cổ uy áp đột nhiên hiện ra ra. Lập tức như núi cao ép xuống trên người tên võ tôn thất tinh kia, khiến sắc mặt hắn trở nên một mảnh trắng bệch, trong lòng dâng lên sợ hãi vô tận, vội vàng khàn giọng kiệt lực nói. Phục, phục, ta phục, ta phục rồi đại nhân tha mạng a, ta biết sai rồi. Hừ, tiếng hừ lạnh như băng của Lý Vân Tiêu vang lên, lúc này mới thu khí tức lạnh, lạnh giọng nói. Còn ai không phục không? Lần này lại không ai dám lên tiếng nữa, đều câm như hến. Tên cường giả võ tôn cửu tinh kia nội tâm phát khổ, nhiều ngày qua vất vả trơ mắt nhìn nó hóa thành bọt nước, nhưng thế giới chính là như vậy, cường giả vi tôn, không phục không được, hắn cẩn thận nói. Đại nhân muốn đầu thạch thú này chúng ta tự nhiên không có ý kiến, nhưng giờ nó đã dồn lại vào lòng đất, sợ rằng khó mà tìm được. Thanh âm Lý Vân Tiêu truyền đến, nói. Cái này các ngươi cũng không cần quan tâm. Bỗng nhiên nhan sắc thiên địa khẽ biến. Một đạo lôi quang từ trời rơi xuống, trực tiếp đánh lên vùng đất, dùng điểm rơi làm trung tâm, một đạo lôi điện tràng năng rất mạnh bắt đầu lan tràn ra, lập tức hóa đại địa thành một mảnh màu xanh. Phanh! Tại một loại chỗ truyền đến một tiếng nổ mạnh, ngay sau đó ánh sáng màu xanh lóe sáng, thân thể thạch thú trực tiếp bị chấn ra, toàn thân bị một cổ lôi điện màu xanh bao vây lấy, thấp giọng gào rú bên trong. Ngay khi mọi người ở đây tất cả đều khiếp sợ vạn phần thì một đạo lôi đình ngang trời mà đến. Trực tiếp bắn về phía thạch thú. Trong chớp mắt thạch thú kia đã không thấy tăm hơi, lôi điện lần nữa lập lòe, ngang trời lướt qua trung tâm hoang mạc, thoáng cái biến mất trước mặt mọi người. Hơn 10 người ngơ ngác đứng trên trời cao, tất cả đều lộ vẻ mặt ngốc trệ, không dám thốt một tiếng. Thẳng đến sau một lúc, mới có người nhẹ giọng hỏi. Người nọ đã đi chưa? Một người bên cạnh cẩn thận đáp. Chắc đã đi rồi à? Hắn còn nhìn quanh bốn phía vài cái, sợ người nọ lần nữa đột nhiên nhảy ra. Đột nhiên có người hỏi. Các ngươi có ai trông thấy hình dáng hắn không? Mọi người đều trầm mặc, đồng thời trong lòng kinh hãi không thôi. Một gã võ giả ở trước mắt bao người cướp đi chiến lợi phẩm, kết quả ngay cả bộ dạng đối phương cũng không thấy rõ,
thật sự quá mức biệt khuất. Phải biết rằng bọn hắn ít nhất cũng là tồn tại bát hoang võ tôn, bất luận người nào trong tông môn mình tuy rằng không phải cường giả đỉnh tiêm nhưng cũng là tồn tại trụ cột, chưa từng chịu qua biệt khuất bực này. Hừ, nếu để cho ta biết là ai làm, đợi ra khỏi địa lão thiên hoang ta nhất định phải khiến hắn đẹp mắt. Nói chuyện đúng là võ giả không phục, về sau lại mở miệng cầu xin tha thứ lúc trước. Tất cả mọi người quăng qua ánh mắt khinh bỉ, người đi rồi, người nói cái dám a, không ít người đều vẻ mặt mỉa mai. Võ giả kia trên mặt ửng đỏ, nhìn chằm chằm vào một gã võ giả thực lực yếu hơn hắn, sát khí trên người vọt tới, cả giận nói. Sao hả, người không tin sao? Người đây là biểu lộ gì hả? Tên võ giả kia sắc mặt khẽ biến nói. Tin, ta tin, đã được chưa? Nam tử thanh y áo dài trong lòng cũng một hồi bực bội, quát. Đừng cãi nữa, chẳng lẽ thật sự không ai nhìn ra là người phương nào sao? Ta cảm thấy thanh âm kia tựa hồ có chút quen tai. Tống Nam, thông linh pháp mục Tống gia các ngươi nhiều thế hệ tương truyền có thần hiệu quan sát rất mạn, chẳng lẽ cũng không phát hiện sao? Một gã nam tử trung niên dáng người ngắn nhỏ sắc mặt trắng bệch, chăm chú cắn môi, tựa hồ cực kỳ do dự. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn trầm mặc, lắc đầu nói. Ta không thấy rõ ràng. Trong lòng nam tử thanh y áo dài chấn động, lời này hắn không tin, ít nhất biểu lộ của Tống Nam kia đã bán rẻ lòng hắn, nhưng hắn cũng hơi hơi gật đầu, không muốn hỏi tới nữa. Lựa chọn của Tống Nam đã chứng minh hắn không dám đắc tội người nọ, cho nên không dám nói ra thân phận, nếu mình cưỡng ép truy xuống, sợ sẽ trực tiếp rước họa vào thân. Việc này tuy rằng mất đi thạch thú, nhưng cũng coi như được lịch lãm rèn luyện, tất cả mọi người đều an ủi mình như vậy. Tâm tình mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp hơn, trực tiếp kết đội ra khỏi hoang mạc. Bởi vì trung tâm hoang mạc này bọn hắn căn bản không dám xâm nhập. Lý Vân Tiêu sau khi đạt được thạch thú liền trực tiếp thu vào trong giới thần bi, để Viên Cao Hàn đi nghiên cứu một hai, hắn hiện giờ không có thời gian đi để ý tới thứ này, mà tiếp tục bay vào trung tâm hoang mạc. Sau khi bay được vài dặm, chỉ cảm thấy nhiệt lượng trong thiên địa càng ngày càng cao, phảng phất như tiến vào lò luyện cực lớn. Càng đi vào trong loại cảm giác này càng mạnh. Hơn nữa không chỉ hoàn cảnh càng thêm ác liệt, còn có một chút khí tức kỳ dị từ bên trong cát sỏi bên dưới truyền ra, tựa hồ ẩn tàng không ít tồn tại cực kỳ khủng bố, chỉ là ngẫu nhiên lộ ra một ít khí tức đã khiến mặt sắc Lý Vân Tiêu vô cùng ngưng trọng. Hắn bất giác bay cao một chút, tha rằng bị khốc nhiệt cao hơn nữa thiêu đốt, còn hơn quấy nhiễu những khí tức khủng bố kia. Nhưng mặc dù hắn cẩn thận từng ly từng tí như thế vẫn bị một tồn tại cường đại nào đó theo dõi, một cổ cảm giác nguy hiểm cực độ lan tràn trong lòng, thần sắc Lý Vân Tiêu ngưng trọng bốn mắt nhìn lại, nhưng lại là một mảnh vắng vẻ, không thấy bất luận bóng dáng nào cả. Trong hoang mạc này mặc dù không che đậy thần thức, nhưng loại năng lượng cực nóng này như liệt dương rất mạnh, tựa hồ bóp méo tràng năng nơi này, khiến thần thức cũng trở nên uốn lượn, không cách nào dùng tốt được. Loại tình huống này Lý Vân Tiêu cũng mới gặp phải lần đầu, trong lòng rất là rung động. Thái cổ thiên mục nơi mi tâm hắn bỗng nhiên mở ra, một đạo tinh mang khuếch tán ra, tất cả trước mắt đều dần trở nên rõ ràng, các loại năng lượng lưu động cũng hiện ra trước mặt, chỉ thấy trong một khe hẹp không gian gấp khúc phía trước đang có một đầu yêu thú toàn thân đen kịt ẩn nấp, trong hai mắt lộ ra hung mang, lẳng lặng chờ đợi cơ hội. Con người trong thái cổ thiên mục có chút co rụt lại, lập tức kinh động đến con yêu thú kia. Một tiếng kêu to như quỷ khóc vạch phá phía chân trời, yêu thú chớp mắt đã tới, dĩ nhiên là một đầu ngốc ưng biến dị cực lớn, sau lưng dài ra đủ loại lân phiến, sinh ra ba cái móng vuốt, lâm không chụp xuống. Trong lòng Lý Vân Tiêu kinh hãi, tốc độ ngốc ưng kia cực nhanh, ngay khi phát hiện đối phương đã nhào tới trước mặt rồi. Trong thái cổ thiên mục hiện lên một vòng màu đỏ, thần hỏa hóa thành phượng hoàng lao ra, phóng tới trên người ngốc ưng. Ngốc ưng kia cũng hoảng sợ. Vô luận là hình thái phượng hoàng hay là lực lượng từ thần hỏa đều khiến nó cảm thấy kinh hãi, trong miệng phát ra tiếng kêu bén nhọn, trên ba móng vuốt lộ ra đạo đạo ánh sáng màu xanh, hình thành thành từng mảnh lưỡi dao sắc bén bắn xuống dưới. Hình thái phượng hoàng lúc này bị chém tan, lưỡi dao sắc bén kia trực tiếp cắt đứt trời cao, muốn chém Lý Vân Tiêu thành phấn vụn. Chín thanh trường kiếm trực tiếp ngưng không mà ra, hóa xuất kiếm vũ, nghịch phong chém xuống. Binh binh pằng pằng. Một hồi tiếng vang binh khí va chạm vang lên, chín chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm chém tan toàn bộ thanh nhận, sau đó dưới chỉ quyết của Lý Vân Tiêu khống chế, hóa thành kiếm trận chảo ngốc ưng kia vào trong, kiếm hình thật lớn ngưng ra, lâm không chém xuống.
trong miệng ngốc ưng không ngừng truyền tới tiếng kêu thê lương, dốc sức liều mạng chớp động cánh lên, lông vũ như đao, theo cánh lớn vung xuống, vũ quang tách ra, thoáng cái đã nổ nát kiếm hình, lần nữa vỗ mạnh lợi cánh bay ra khỏi kiếm trận. Loại ngốc ưng này tuy rằng thực lực siêu tuyệt, nhưng thiên tính thích lẩn trốn đánh lén con mồi, bây giờ thấy thực lực Lý Vân Tiêu cũng không tầm thường, không thích ham chiến, trực tiếp bay lên bầu trời, trong chốc lát đã không còn bóng dáng. Lý Vân Tiêu vung tay lên thu chín chuôi kiếm về, cũng không truy kích, sau khi thoáng điều tức nguyên lực liền tiếp tục bay về hướng đông nam. Phiến hoang mạc này không biết rộng lớn bao nhiêu, bay liên tiếp 3 ngày, rốt cục cảm giác càng ngày càng không đúng. Yêu thú gặp được trên đường đi dần dần ít đi, nhưng thực lực lại càng ngày càng mạnh, vừa rồi hắn vừa chạy thoát khỏi tay một đầu yêu thú loại chuột khủng bố, nguyên lực hao phí thật lớn. Không chỉ có như thế, hơn nữa hoàn cảnh cực nóng cũng khiến hắn cảm thấy khó có thể chống cự, quanh thân lộ ra liệt dương chi lực rất mạnh, cần nguyên lực thật lớn đi chống lại, nếu đổi thành một gã võ tôn bình thường, sợ rằng một đạo cực dương chi quang bắn xuống đã bỏ mạng tại chỗ rồi. Lại đã bay hơn nửa ngày, phía trước rốt cục loáng thoáng thấy được một ít kiến trúc thưa thớt, tựa hồ còn có bóng người chớp động. Ở trung ương một đống phế tích có đứng le ngu vài người, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó, một đạo lôi điện từ đằng xa chạy tới, lập tức khiến bọn hắn chú ý và cảnh giác, tất cả mọi người đều quăng ánh mắt tới. Lý Vân Tiêu. Lúc lôi điện lộ ra chân thân, một người kinh hô một tiếng, lập tức sắc mặt trở nên âm trầm. Lý Vân Tiêu nhìn chung quanh một vòng, kinh ngạc cười nói. Không thể tưởng được vậy mà có nhiều người quen như vậy, sao lại đều hội tụ ở đây, chẳng lẽ là được chỉ dẫn gì đó sao? Trong người ở chỗ này, vậy mà phần lớn là bảy đại thế lực siêu cấp, Bắc Minh Lai Phong, Thừa Hạo Miểu, Trần Phong, còn có một ít võ giả phục sức cổ quái, vừa nhìn đã biết là vạn tinh cốc. Hơn nữa thực lực tất cả mọi người đều là cửu thiên võ đế, nếu không cũng khó có thể chống xê cực dương chi lực khủng bố ở bốn phía kia. Hừ, biết rõ còn cố hỏi, người vì sao lại đến đây? Bắc Minh Lai Phong lạnh lùng mỉa mai. Hắn chính là Lý Vân Tiêu. Một nam tử trung niên bên người ánh mắt lạnh lẽo, không có hảo ý liếc qua. Trong mắt Trần Phong tràn đầy vẻ phức tạp, ngày đó ở bên ngoài Tống Nguyệt Dương thành thua trên tay người này, sau khi trở về bế quan khổ tu, rốt cục đã đột phá đến cửu thiên võ đế, tự cho rằng tất thắng Lý Vân Tiêu không thể nghi ngờ, ai ngờ ngày xuất quan lại nghe thấy Lý Vân Tiêu được thành chủ thành Hồng Nguyệt Phong làm nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân. Lúc trước hắn còn thập phần không phục, ai ngờ phụ thân hắn lại nói. Khương Sở Nhiên kia ta rất rõ, nói chuyện làm việc gần đây lão luyện thành thục. Tuyệt sẽ không bắn tên không đích, nói khoác lung tung. Lý Vân Tiêu kia mặc dù không phải nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân thì cũng không kém bao nhiêu đâu, người cũng không phải đối thủ của hắn. Trần Phong không tin Khương Sở Nhiên, lại cực tin phụ thân của mình, lời phụ thân nói hắn chưa bao giờ hoài nghi, giờ phút này ánh mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu dần trở nên phức tạp, mở miệng nói. Ngũ thúc, hắn đúng là Lý Vân Tiêu kia. Trần Văn lạnh lùng hừ một tiếng. Trên mặt hiện ra thần sắc khinh thường, ngạo nghễ nói. Nghe nói người rất nghiêu, còn ra tay đánh người Đao Kiếm Tông ta nữa. Lý Vân Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản cũng không liếc hắn một cái mà cười hỏi Bắc Minh Lai Phong nói. Chẳng lẽ là thiên tư thần bí kia khó lường kia sao? Hiện giờ bảy đại thế lực siêu cấp đều phái người tới đây, chứng minh tin tức đã sớm tiết lộ, hắn cũng không cần giả vờ làm gì. Đúng vậy, người cũng biết thiên tư. Xem ra đích thị là Thành Hồng Nguyệt nói cho ngươi rồi. Bắc Minh Lai Phong thần sắc ngưng lại, cổ quái nói. Vậy thì kỳ quái, nếu tin tức của ngươi là từ Thành Hồng Nguyệt, vì sao người Thành Hồng Nguyệt không mang đi cùng? Nhưng nếu không phải, tin tức của ngươi là đến từ đâu? Làm càn. Bộ dạng lười biếng ngạo nghễ kia của Trần Văn lập tức biến mất, sắc mặt trướng đến đỏ bừng phát tím, trong đôi mắt phun ra hung quang lửa giận. Ở đây đều là cường giả nổi danh thiên hạ, ở trước mặt mọi người lại khinh miệt hắn như thế, khiến hắn thoáng cái tuôn ra cảm giác nhục nhã cực lớn, khí tức trên người lập tức tăng lên tới đỉnh phong, lực lượng võ đế tứ tinh đỉnh phong khiến không gian ẩn ẩn phát ra rung động lắc lư, lạnh giọng nói. Không coi ai ra gì, hôm nay ta liền thay trưởng bối nhà ngươi giáo huấn ngươi một chút vậy. Trần Văn giơ tay lên, bắn ra chỉ mang, trên không trung lập tức ngưng tụ thành một thanh kiếm quang, ngang trời chém xuống. Tất cả mọi người đều nhíu mày, thầm nghĩ Trần Văn này đây là tự tìm nhục, điều này có thể trách ai. Nhưng tất cả mọi người là người bảy thế lực lớn, đều kiềm chế lẫn nhau,
cũng rất vui mừng nhìn Đao Kiếm Tông tìm Lý Vân Tiêu gây phiền toái. Một gã lão giả bên cạnh Trần Văn vẫn nửa khép lấy hai mắt, tựa hồ như đang ngủ gật vậy, thẳng đến thời khắc này mới có chút mở mắt ra, hai mắt đều là một mảnh đục ngầu, nhẹ nhàng nhìn thoáng qua sau lại đóng lại, giống như hoàn toàn không có hứng thú vậy. Ta từ khi đi tới chỗ này cũng không nói với ngươi một câu, cũng không liếc lấy ngươi một lần, ngươi lại vô duyên vô cớ hạ sát thủ, Trần Đoạn Thiên là dạy các ngươi làm người vậy sao? Nên được giáo huấn hẳn là ngươi mới phải. Trong mắt Lý Vân Tiêu phát lạnh, trong mơ hồ cũng dâng lên một cổ lửa giận, cái này quả thật là tai bay vạ gió, mình không làm gì cả cũng đắc tội ngươi, hắn quả thật bó tay rồi, cũng tiện tay ngưng ra một đạo kiếm hình, lâm không chém lên. Phanh! Hai đạo kiếm quang va chạm trên không, Trần Văn hơi chiếm thượng phong, kiếm khí không giảm chấn đến quanh thân Lý Vân Tiêu, thổi bay góc áo trên người hắn khiến nó bay phất phới.